lúc nạp lan tuyết từ trong phòng bước ra nhìn thấy lý vị ương cùng húc vương nguyên liệt đang đứng trong sân nàng chấn định lại thần sắc bước đến giọng nói trầm thấp dù thế nào ta vẫn phải cảm ơn quách tiểu thư hôm nay làm tất cả chuyện này vì ta lý vị ương chớp mắt ôn nhu nói trước đây cô nương có ơn với ta sau này lại trị bệnh cho mẫu thân ta vẫn chưa hồi báo việc này cũng không tính là gì có một số việc phải nhanh chóng giải quyết bằng không sẽ trở nên nghiêm trọng cũng giống như chữa bệnh vậy cô nương là đại phu hẳn sẽ hiểu rõ ý ta nạp lan tuyết đương nhiên hiểu ý của nàng thiếu nữ này đang nói cho nàng tình cảm của nàng cùng quách diễn đã biến thành khối u ác tính nếu không sớm giải quyết sẽ làm cho cả hai người bị thương nghiêm trọng nàng nhìn đối phương ánh mắt thấp xuống nói cảm ơn ý tốt của tiểu thư ta đã hiểu. nạp lan tuyết xoay người bước ra phía ngoài. lý vị ương trong lòng vừa động, đột nhiên gọi nàng lại. nạp lan tuyết quay đầu, sắc mặt tái nhợt, thân hình lung lay sắp đổ. lý vị ương thấy nàng như thế, trong lòng càng thương tiếc, khẩu khí cũng nhẹ nhàng thêm ba phần. đa tạ cô nương không nói cho nhị ca về chuyện của nhị tàu. trần băng băng đã từng phái người đi giết nạp lan tuyết, đối phương lại không để cho quách diễn biết với tính cách của quách diễn nếu hắn biết được chuyện này nhất định không sẽ tha thứ cho trần băng băng mối quan hệ giữa bọn họ sẽ trở nên bất hòa quan hệ giữa hai nhà quách trần cũng sẽ trở nên căng thẳng nạp lan tuyết cất giọng nhẹ nhàng ta chẳng phải vì bọn họ mà là vì bản thân ta nếu chuyện này lộ ra nhất định sẽ xảy ra chuyện lớn bản thân ta lại sinh ra chờ mong vô vọng một lần kết thúc tất cả không phải là rất tốt sao? Lý vị ương ánh mắt có phần chua xót, Nàng quay mặt đi, phân phó triệu nguyệt, nói, người đưa nạp lan cô nương trở về y quán. Triệu nguyệt lên tiếng, vâng, sau đó cung kính đưa nạp lan tiết ra ngoài. Lý vị ương nhìn vào trong phòng, thấy ánh nến trong phòng đột nhiên bị dập tắt. Nàng biết nhị ca không muốn bất kỳ kẻ nào vào phòng quấy giày. Nàng thở dài ôn nhu hướng về phía nguyên liệt nói chúng ta cũng phải trở về sáng sớm ngày thứ hai lý vị ương bị một trận âm thanh ồn ào làm bừng tình nàng rất tỉnh ngủ nghe tiếng động bỗng chốc ngồi dậy triệu nguyệt vội vã bước vào vén màn lên bẩm báo tiểu thư tối qua đã xảy ra chuyện lý vị ương hiếm khi thấy thần sắc triệu nguyệt khẩn trương như thế trong lòng trầm xuống nói đã xảy ra chuyện gì triệu nguyệt thấp giọng nói vừa rồi húc vương điện hạ đưa tin tới đêm qua kinh triệu doãn đại nhân dẫn theo một đám nha dịch sông vào biệt viện tra xét chung quanh còn nói là nhận được mật tín có người mật báo quách gia nhị công tử đang trốn ở biệt viện lý vị ương nhíu mày nói nhị ca có xảy ra chuyện gì không triệu nguyệt thần sắc thả lỏng nói cũng may húc vương điện hạ đã sớm có kế hoạch người vừa xông vào đi nhị công tử liền theo hộ vệ đi vào mật đạo rời khỏi biệt viện điện hạ nói những nơi khác không an toàn hiện thời đã đưa người trở về quách phủ lý vị ương vẻ mặt trầm ngâm lập tức nói giúp ta rửa mặt thay y phục ta muốn đi gặp phụ thân triệu nguyệt có chút lo lắng nhắc nhở nàng tiểu thư mọi người đã biết những chuyện xảy ra ngày hôm qua lý vị ương hiển nhiên không chút để ý nói biết thì thế nào ta dẫn nạp lan tuyết đi gặp nhị ca chẳng lẽ có gì không đúng sao? Triệu Nguyệt dè dặt cẩn trọng, nói, đương nhiên không phải không đúng, chẳng qua dưới tình huống như vậy, sẽ làm cho mọi người có chút nghi ngờ nếu là nhị thiếu phu nhân. Chỉ sợ sẽ làm lớn chuyện, Lý Vị Ương cũng không đem để ý, mặc xong y phục, chậm rãi ăn điểm tâm, xong việc mới đi tới đại sành, lúc này, tất cả người quách ra đã ở trong phòng chờ nàng thấy nàng vừa đến trần băng băng tựa ghế đứng lên trong ánh mắt đã dấy lên ngọn lửa nói gia nhi ngày hôm qua kết quả muội đã làm cái gì lý vị ương ánh mắt bình tĩnh nhàn nhạt cười nhìn thẳng vào trần băng băng nói ồ nhị tẩu cảm thấy ngày hôm qua muội đã làm cái gì trần băng băng cắn răng trên mặt mang theo vẻ khiếp sợ cùng phẫn nộ gương mặt xinh đẹp có thêm ba phần lãnh khóc giọng nàng lạnh lùng nói, muội vì sao lại dẫn nạp lan tuyết đi nhị ca. Ánh mắt Lý Vị Ương nhìn chung quanh một vòng, ngoại trừ trần băng băng, không ai dùng ánh mắt chất vấn với nàng như vậy. Trên mặt bọn họ chỉ có nghi hoặc cùng sầu lo, Lý Vị Ương thở dài một hơi, nói, nạp lan tuyết từng có hôn ước với nhị ca. Nàng ngàn dặm xa xôi đến đại đô tìm người, quách gia không giải quyết đọc, thì nhị ca sẽ giải quyết để bọn họ gặp mặt một lần rồi kết thúc nhị tẩu cảm thấy muội làm như thế không đúng sao trần băng băng lúc biết được lý vị ương dẫn theo nạp lan tuyết đi gặp quách diễn trong lòng nàng vô cùng oán hận cô em chồng này không hiểu sao nàng lại thân cân với người ngoài là nạp lan tuyết như vậy nhưng hiện tại thấy lý vị ương thần sắc lạnh nhạt cũng không hề thể hiện ra bộ dáng hổ thẹn trần băng băng lại bắt đầu hoài nghi bản thân có phải quá đa tâm hay không có lẽ đúng là lý vị ương mang theo nạp lan tuyết đến để giải quyết việc này cũng không hề có ý gì khác lúc này quách phu nhân mở miệng nói nhị ca con đã trở về mẫu thân bố trí cho nhị ca con ở viện phía sau phật đường tạm thời không có người nào khác biết đến cũng may là hôm qua húc vương điện hạ sớm nhận được tin tức nếu quách diễn bị người ta bắt được, sẽ chứng thực tội danh quách gia che giấu khâm phạm, mọi chuyện sẽ không dễ dàng giải quyết. Lý Vị Ương vẫn mỉm cười như không có chuyện gì xảy ra. Nói, mẫu thân đừng lo lắng, gia nhi đã giấu nhị ca ở biệt viện, thì sẽ không để người khác đưa nhị ca đi dễ dàng như vậy được. Về phần Nạp Lan Tuyết, nàng liếc mắt nhìn Trần Băng Băng. Nói, muội biết nhị tẩu đang nghĩ gì? Nhị Tẩu đang hoài nghi tất cả đều là do Nạp Lan Tuyết để lộ ra. Không phải sao? Trần Băng băng tay khẽ run, chính bản thân nàng cũng không nhận ra được. Nàng chậm rãi ngồi xuống ghế tựa, từ từ nói, không sai, người ta hoài nghi chính là Nạp Lan Tuyết, nàng ta bị nhị ca muội vứt bỏ, lòng mang oán hận, có ý đồ trả thù, chuyện này cũng không có gì kỳ quái. Nói đến cùng, nếu muội không dẫn theo nàng ta đi đến biệt viện quả quyết không sẽ xảy ra chuyện này lý vị ương cười cười vẻ mặt xuất hiện một tia trào phúng khiến trần băng băng nhìn không hiểu trần băng băng ngạc nhiên hỏi tiểu muội muội không tin ta sao lý vị ương buông ánh mắt xuống cười nhẹ nhị tẩu không cần đa tâm muội không có ý gì khác trần băng băng nhíu mày nàng không biết ánh mắt lý vị ương như vậy là có ý gì nhưng trực giác của nàng ý thức được có gì đó không đúng thời gian qua chung sống cùng lý vị ương trần băng băng cũng biết đối phương trên mặt lãnh đạm sau lưng cũng là vô tình dù là một hạt cát cũng không để vào mắt càng là những lúc nàng ôn nhu thì thủ đoạn càng lợi hại nàng không muốn đắc tội đối phương nhưng nàng không có cách nào giải thích lý vị ương vì sao lại thích nạp lan tuyết đến vậy hoàn toàn không để ý đến cảm nhận của nàng, càng nghĩ như vậy, nàng càng tin lời Phúc Nhi nói, cảm thấy Nạp Lan Tuyết kia dụng tâm kín đáo, bằng không vì sao lại khiến Lý Vị Ương cũng phải vây quanh nàng ta. Quách Trường đứng bên cạnh thở dài một tiếng, nói, cũng may nhị ca không xảy ra chuyện gì, chuyện này cứ như vậy coi như kết thúc, Trần Băng băng lại quả quyết cự tuyệt không? Chuyện này nhất định có liên quan đến Nạp Lan Tuyết bằng không vì sao nàng ta vừa đến chỗ quách diễn liền lập tức xảy ra chuyện nói không chừng là nàng ta lòng mang oán hận mật báo với người khác những chuyện này đều có khả năng xảy ra các người vì sao chuyện gì cũng tin tưởng nàng ta như thế đều điên hết rồi hay sao trần băng băng luôn miệng chất vấn hoàn toàn không còn bộ dáng ôn nhu xinh đẹp của ngày xưa nữa tất cả mọi người giật mình nhìn nàng nhất là quách phu nhân không, biết vì nguyên nhân gì lại có thể khiến cho Trần Băng Băng trở nên khí thế bức người như thế. Kể cả nếu Nạp Lan Tiết thật sự bán đứng Quách Diễn, bọn họ có tư cách gì mà chỉ trích được nàng ấy? Là bọn họ trước kia có lỗi với nàng, Nạp Lan Tiết lòng mang oán hận cũng không có gì kỳ lạ. Đúng lúc này, tỷ nữ từ ngoài cửa bước vào, nhìn thấy cảnh tượng này, khom người bước đến bên cạnh Quách phu nhân thấp giọng bẩm báo vài câu quách phu nhân sắc mặt bình tĩnh nhìn về phía mọi người nói ta có việc đi một chút sẽ trở lại quách phu nhân vẫy vẫy tay với lý vị ương lòng nàng vừa động lập tức bước lên đỡ quách phu nhân hai mẹ con cùng đi ra ngoài trần băng băng mặt biến sắc ánh mắt nhất thời trở nên đông lạnh nàng nhìn quách phu nhân đột nhiên đứng dậy chắn trước mặt bà nói mẫu thân Rốt cuộc mẫu thân đứng về phía ai? Nàng nói những lời này rõ ràng là đang chất vấn. Nàng muốn quách phu nhân đưa ra lựa chọn. Nếu không chọn trần băng băng nàng, thì sẽ là nạp lan tuyết. Nàng quyết không cho phép quách phu nhân có chút thi in gì gì ý nào với nạp lan tuyết. Quách phu nhân nhìn con dâu. Nhất thời dừng bước, nhíu mày, trần lưu công chúa mở miệng nói, băng băng. Con lại đây, ta có lời muốn nói với con trần băng băng sửng sốt lập tức nhìn về phía tổ mẫu trần lưu công chúa vẫy tay với nàng trần băng băng có chút nghi hoặc nhưng vẫn bước về phía trần lưu công chúa quách phu nhân cùng lý vị ương nhân lúc này mới có thể rời khỏi đại sành trần băng băng nhìn bóng lưng hai người rời đi trong lòng vô cùng sốt ruột trần lưu công chúa lúc này giữ tay nàng lại trần băng băng tim đập nhanh hơn nhìn về phía bà mặc kệ xảy ra chuyện gì con vẫn là nàng dâu của quách gia điểm này mẫu thân con biết muội muội con biết phu quân của con trong lòng cũng rất rõ ràng bọn họ sẽ không làm chuyện gì có lỗi với con yên tâm đi trần lưu công chúa thần sắc bình thản hiển nhiên sớm hiểu hết tất cả mọi chuyện những người còn lại mỗi người đều có vẻ mặt khác nhau trần băng băng cắn chặt răng nàng đương nhiên biết người quách gia rất giữ chữ tín đã cưới nàng vào cửa thì sẽ không thay đổi. Huống chi ván đã đóng thuyền, có năng lực thay đổi được gì đây? Nhưng nàng luôn cảm thấy nạp lan tuyết là một mầm tai họa. Quyết không thể để nàng ta tiếp tục gây tai họa cho quách gia như vậy. Gây tổn hại đến nàng cùng quách diễn. Trần băng băng nghĩ như thế. Trình ánh mắt lộ ra một tia lạnh lẽo. Mà nha đầu phúc nhi bên cạnh cũng đang cúi đầu. Che lại nét âm trầm trong con ngươi. Lúc này trong đại sành tề quốc công trầm tư mãi không thôi quách trừng cùng quách đôn trong lòng vô cùng lo lắng ngay cả trần lưu công chúa cũng là bộ dáng lo lắng trùng trùng không một ai chú ý đến thần sắc của nha đầu phúc nhi trong đình hóng mát nạp lan tuyết quỳ gối trước quách phu nhân cầm vòng ngọc trong tay trả lại cho bà quách phu nhân sửng sốt nói ta đã nói nếu cô nương không muốn trở thành con dâu quách gia cũng không sao từ nay về sau ta sẽ coi cô nương như con gái của mình sau này sẽ tìm cho cô nương một mối hôn sự tốt đương nhiên tất cả đều phải hợp tâm ý của cô nương ta tuyệt đối sẽ không miễn cưỡng nạp lan tuyết mỉm cười mắt rưng rưng rơi lệ quách phu nhân khuôn mặt ôn nhu thanh lịch đoan trang quan trọng nhất là bà có tấm lòng thiện lương biết rõ bản thân nàng đã mang đến cho quách ra rất nhiều phiền toái nhưng vẫn lật tiếp nhận nàng. Quả nhiên lời Quách Diễn nói năm đó không sai, người nhà hắn đều sẽ nguyện ý tiếp nhận nàng. Nhưng Nạp Lan Tuyết vẫn lắc đầu, nhẹ nhàng nâng vòng ngọc trả lại cho Quách phu nhân, ngữ khí kiên quyết, nói: "Phu nhân, đa tạ sự quan tâm của phu nhân đối với Nạp Lan Tuyết. Đáng tiếc ta không có duyên với đại đô phồn hoa này. Hôm nay sẽ khởi hành trở về." quách phu nhân thân thiết nói cô nương chẳng phải không còn người sao cô nương trở về tìm ai nạp lan tuyết mỉm cười nói tuy rằng không còn người thân nhưng còn có phần mộ tổ tiên ở đó ta trở về chăm sóc cho mộ phần cha mẹ làm chọn hiếu đạo quách phu nhân không cần lo lắng cho ta ta một mình ở bên ngoài đã nhiều năm sớm đã quen với cuộc sống phiêu bạt sẽ tự biết cách chăm sóc cho mình quách phu nhân nhìn nạp lan tuyết trong lòng có chút khó chịu, không biết vì sao, bà luôn cảm thấy Nạp Lan Tuyết cùng nữ nhi Quách gia của bà có một chút tương tự. Không chỉ là lời nói cử chỉ, ngay cả cách giải quyết vấn đề cũng quyết tuyệt như vậy. Không để lại đường lui cho bản thân. Trước kia vì bản thân bà mất đi Quách gia, khiến Quách gia phải phiêu bạt bên ngoài nhiều năm như vậy. Cho nên đối với Nạp Lan Tuyết cũng có vài phần đau lòng lúc này nhìn thấy đối phương cố tình muốn đi bà thở dài một hơi nói nếu cô nương nhất định phải đi ta cũng không ngăn cản nhưng cô nương phải nhớ kỹ bất kể lúc nào cần thì cứ đến tìm ta ta sẽ đáp ứng yêu cầu của cô nương nạp lan tuyết nhìn quách phu nhân mở miệng nói ta có nghe quách tiểu thư nói phu nhân ngoài chứng bệnh đau đầu mỗi khi thời tiết đổ mưa toàn thân còn bị đau nhức ta có một phương thuốc tốt thời điểm phu nhân cảm thấy khớp xương trên người đau nhức dùng một gói to cùng chút muối ăn đun trong vòng nửa canh giờ sau đó dùng túi thuốc này chườm lên các đốt ngón tay đau đớn sẽ khỏi phương pháp này quả là kỳ diệu quách phu nhân mỉm cười nói ta đã biết đa tạ cô nương kỳ thực bệnh tình của quách phu nhân không phải quá nặng nếu nạp lan tuyết ở lại điều trị trong vòng một năm rưỡi nhất định sẽ khỏi nhưng nạp lan tuyết không thể ở lại đại đô lâu như vậy nàng nhìn lý vị ương nói quách tiểu thư trong dược đường còn có vị liêu đại phu y thuật của vị đại phu này vô cùng cao minh lại am hiểu trị liệu chứng bệnh đau đầu bệnh nhân được chữa khỏi qua tay liêu đại phu nhiều vô số kể lúc ta không có ở đây quách tiểu thư có thể mời hắn đến trị liệu cho quách phu nhân chậm rãi điều dưỡng chỉ sau một năm rưỡi bệnh của phu nhân sẽ khỏi hẳn. Quách phu nhân cả người cứng đờ, trong lòng càng thêm khó chịu, một cô nương bộ dáng văn nhã hào phóng, tính cách càng ôn nhu như vậy. Khi xem bệnh, càng được lòng người, bà thổn thức, đáng tiếc nhà mình không có được phúc khí như vậy, không có cách nào giữ nàng lại. Ngay cả biết Trần Băng Băng có rất nhiều điểm theo không kịp nạp lan tuyết. Nhưng nàng dù sao cũng là con dâu quách gia điểm này bất luận như thế nào đều không thể thay đổi nạp lan tuyết nhìn thấy vẻ mặt bi thương của quách phu nhân trong lòng nàng chua xót khẽ cười nói phu nhân không cần thương cảm nếu có duyên tương lai một ngày nào đó sẽ gặp mặt quách phu nhân hít một hơi thật sâu cố gắng kìm nén để ngữ điệu vẫn bình thường bà gật đầu nói được hy vọng sẽ có ngày này nói còn chưa xong đã ngửi thấy một mùi hương quen thuộc sau đó là tiếng ngọc bội va vào nhau mọi người nhìn lại phía sau đã thấy trần băng băng vẻ mặt tươi cười đi tới nói thế nào nạp lan cô nương phải rời khỏi đại đô sao lúc này nhìn thấy trần băng băng thật sự là rất bất ngờ lý vị ương nhíu mày ngay cả trần lưu công chúa khuyên can cũng không ngăn được nhị tẩu trần băng băng thấy nạp lan tuyết trong lòng đang cố gắng kìm nén ghen tị cùng phẫn hận lại một lần nữa dâng lên nàng cũng không muốn làm mình khó xử bởi vì nàng biết chuyện này bản thân nàng cũng có rất nhiều chỗ đuối lý chẳng qua theo như phúc nhi nói nếu như quách phu nhân thật sự để nạp lan tuyết vào cửa quách diễn còn có thể liếc mắt nhìn nàng lấy một cái sao nghĩ hai năm nay quách diễn vừa đối xử với nàng rất tốt nhưng vẫn không hề yên lòng trần băng băng mỉm cười nói nạp lan cô nương phải đi hẳn nên để chúng ta mở tiệc tiễn biệt cô nương mới đúng những lời này nói ra ngay cả quách phu nhân cũng lắp bắp kinh hãi bà nhìn con dâu của mình thấy nàng như một người xa lạ trần băng băng chân tình nói ta biết trước kia mình làm sai khiến cho rất nhiều chuyện hiểu lầm xảy ra cho nên lần này ta thành tâm thành ý đến tạ lỗi với nạp lan cô nương hy vọng cô nương có thể cho ta một cơ hội chuộc lỗi nạp lan tuyết nhìn vào mắt trần băng băng thấy bên trong ánh mắt xinh đẹp kia dẫn theo một tia khẩn cầu nàng thở dài một hơi nhẹ giọng nói vậy cung kính không bằng tuân mệnh lý vị ương không đồng ý liếc mắt nhìn nạp lan tuyết dù sao đã muốn rời đi thì cần gì phải dây dưa cùng trần băng băng tâm địa nạp lan tuyết so với bản thân nàng thật sự là mềm yếu hơn nhiều lắm có đôi khi khiến nàng sinh ra cảm giác chi tiết rèn sắt không thành thép cái gọi là tiệc tiễn biệt không phải là nói cho xong trần băng băng cố ý sai người làm điểm tâm tinh xảo dâng rượu tự mình tiễn đưa nạp lan tuyết trần băng băng chủ động nâng chén rượu nói một chén rượu này xem như ta chúc nạp lan cô nương thuận buồm xuôi gió nạp lan tuyết mỉm cười nói nhị thiếu phu nhân ta không uống được rượu trần băng băng cũng không miễn cưỡng nàng quay đầu phân phó phúc nhi nói đổi cho nạp lan cô nương một ly trà phúc nhi cười khanh khách mang một ly trà đến cung kính đưa tới trước mặt nạp lan tuyết nước trà màu xanh biếc màu sắc tươi mới tản ra mùi thơm lạ lùng lý vị ương nhìn thoáng qua mày không hề nhăn lại mỉm cười nói nhị tẩu chén trà này thoạt nhìn không giống bình thường không biết là loại trà gì trần băng băng tê cười như lúc ban đầu ánh mắt ôn hòa nói gia nhi quả nhiên nhãn lực thật tốt tên gọi của loại trà này là mịch la là một loại trà vân uyển sinh sống trên núi sinh trưởng ở ngọn núi cao nhất một năm cũng chỉ trồng được vài gốc ít ỏi sau này thành cống phẩm hàng năm thu hoạch cùng lắm không quá hai ba cân bệ hạ năm nay ban cho quý phi nương 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 lại cho ta loại trà này chân quý như vậy Ngoài hương vị tuyệt hảo ra, quan trọng hơn nữa là việc thu thập lá trà vô cùng khó khăn. 20 người khỏe mạnh hái trà ngày đêm không ngừng, phải qua đầy đủ 8 ngày, trèo lên đỉnh núi hái lá trà xuống, xong còn phải dùng tốc độ nhanh nhất đưa trà xuống núi. Nếu không tin, muội thử nhìn mà xem, Trần Băng băng giơ chén trà lên. Chén trà màu thiên thanh tương xứng với ngón tay mảnh khảnh của nàng, càng thêm óng ánh trong suốt xinh đẹp vô cùng, Lý Vị Ương nhìn thoáng qua, mỉm cười nói, quả nhiên là trà tốt, đáng tiếc nhị tẩu chưa bao giờ lấy ra, có thể thấy được là muốn cất riêng. Trần Băng Băng chỉ cười, nói, ta chỉ biết muội sẽ thích, nên đã để lại một ít cho muội, sẽ sớm mang đến chỗ muội. Còn ly trà này, là cố ý đưa cho Nạp Lan cô nương, nói xong, nàng đã hướng về phía Nạp Lan Tuyết kính cần nói nạp lan cô nương lần này đi không biết khi nào mới gặp lại hy vọng uống xong chén trà này mọi ân oán giữa chúng ta có thể xóa bỏ gặp lại sẽ là bằng hữu lời này nói ra vô cùng kỳ quái một đôi tình địch thì khi nào có thể làm bằng hữu đây chỉ có một tình huống xảy ra trong đó một người sẽ phải buông tha hiện tại nạp lan tiết phải rời khỏi đại đô Nói đúng hơn là sẽ không tranh đoạt vị trí chính thê với Trần Băng Băng. Cho nên biểu hiện của Trần Băng Băng thật sự là hào phóng. Mở tiệc tiễn biệt cho Nạp Lan Tuyết, Quách phu nhân trong lòng thả lỏng một chút, nếu hai người các nàng thật sự có thể dừng lại ở đây. Chuyện này cũng xem như đã được giải quyết, cho nên bà nhìn cảnh tượng như vậy, cũng không mở miệng ngăn cản. Nạp Lan Tuyết nhìn thoáng qua chén trà, nâng chén trà lên, nhàn nhạt cười nói quyết định như thế đa tạ nói xong nàng chuẩn bị uống chén trà đúng vào lúc này lý vị ương cảm thấy phúc nhi thần sắc khác thường trong lòng nàng chấn động ánh sáng chợt lóe lên trong ý niệm của nàng giống một con rắn độc đáng sợ quẩn quanh trong lòng nàng khiến cho nàng theo bản năng vươn tay ra đoạt lấy chén trà trên tay nạp lan tuyết sắc mặt mọi người nhất thời thay đổi kỳ quái nhìn lý vị ương Editor, Mê Anh 8895. Nguồn, Wattpad, Com, Story, 51.968.098. Nạp Lan Tuyết cũng quay đầu. Một đôi xinh đẹp, ánh mắt trong suốt, hết sức chân thành mà lo lắng nhìn Lý Vị Ương. Lý Vị Ương đã bừng tỉnh lại. Cười như có như không. Nói, chả tốt như thế. Nhường ta trước uống trước một chén đi, nói xong. Nàng gần như đã đem chén trà đặt lên môi phúc nhi kinh hãi theo bản năng tiến về phía trước một bước trần băng băng bỗng chốc nhìn thấy tình cảnh kỳ quái này nàng tựa hồ có chút run sợ lập tức phản ứng đi đến nhanh chóng ngăn cản cánh tay lý vị ương sau đó nàng quay đầu ánh mắt lạnh như băng nhìn phúc nhi trên mặt dẫn theo một tia cực đoan khác thường sự việc đến mức này lý vị ương sao lại không hiểu đây trần băng băng trong lòng thống khổ đến cực điểm Đối diện với vị ương, nhìn vào ánh mắt nàng ấy, có đôi khi ngươi cảm thấy nàng rõ ràng chưa nói gì, nhưng nhiều lúc lại giống như đã nói lên rất nhiều chuyện. Lúc này ánh mắt Lý Vị Ương trắng đen rõ ràng, thuần túy như thế, bình tĩnh như thế, khiến nàng có cảm giác bị nhìn thấu, giống như chim sợ cành cong. Lý Vị Ương thần sắc vui vẻ, dường như cái gì cũng đều không biết. Nói, "Nhị tẩu, trà này tốt như vậy?" Nạp Lan cô nương không hiểu trà đạo, thật sự không nên lãng phí, để muội uống hết đi. Trần Băng Băng nhìn nàng, ánh mắt phức tạp, chấp nhất nắm lấy tay Lý Vị Ương, không cho nàng uống chén trà này. Lý Vị Ương nhìn đối phương, nhẹ thở dài một hơi. Phúc Nhi ho khan một tiếng. Trần Băng Băng bỗng chốc tỉnh lại, nàng đoạt lấy chén trà trong tay Lý Vị Ương, liền thanh nói, trà đã nguội rồi không nên uống nữa nói xong nàng không đợi người khác mở miệng bỗng nhiên giang tay hắt chén trà xuống đất lập tức quay đầu lại mỉm cười mang theo chút bất an nói ta đã nói đã để lại cho muội một ít muội cần gì phải nóng vội như vậy trong nét tươi cười của nàng mang theo hoảng loạn đang che giấu lý vị ương đang nâng khay trà giữa không trung vẫn giữ nguyên tư thế đó thật lâu sau mới chậm rãi buông xuống nàng cười cười nói đúng vậy nạp lan cô nương đã rời khỏi đại đô cả đời này có lẽ sẽ không trở lại đây nữa nhị tẩu cần gì phải lo lắng như vậy quách phu nhân hoàn toàn sửng sốt trần băng bằng không phải là người vụng về bà vạn vạn không thể tưởng được người con dâu luôn ôn nhu hiền lành của bà lại làm ra chuyện này vừa rồi nếu là trần băng băng không mở miệng nói chuyện ánh mắt cũng không nhìn bất kỳ ai nàng cúi thấp đầu xuống, miệng nhàn nhạt nói, đúng vậy, ta chúc nạp lan cô nương lên đường bình an, ngoặc kép phẩy chấm phẩy chấm, Phúc Nhi bên cạnh vô cùng lo lắng, thỉnh thoảng lại nhìn về phía Lý Vị Ương cùng nạp lan tuyết. Nàng lén lút đẩy thiếu phu nhân nhà mình, trần băng băng lúc này dường như đã biến thành đầu gỗ. Không ghé mắt nhìn Phúc Nhi lấy một cái, Phúc Nhi càng lo lắng. Càng làm nhiều hành động để thức tỉnh Trần Băng Băng. Nhưng vào lúc này, nàng cảm thấy được một ánh mắt rét lạnh nhìn về phía nàng. Nàng ngẩng đầu, vừa vặn nhìn thấy Triệu Nguyệt đứng phía sau Lý Vị Ương. Ánh mắt nàng lãnh đạm, mang theo ý lạnh, nhìn chầm chầm về phía bản thân. Phúc Nhi tim đập nhanh hơn, vội vàng cúi đầu, cung kính khoanh tay đứng yên tại chỗ. Không dám có hành động gì nữa. Triệu Nguyệt sớm đã chú ý tới nhà đầu này. Phúc Nhi theo Trần băng băng từ Trần ra gà tới tiểu thư các gia tộc giàu có thường mang theo tỷ nữ bên người làm của hồi môn. Nếu như có vận khí tốt sinh hạ được con cái, sẽ được nâng lên làm thiếp thất, coi như bay lên đầu cành. Chẳng qua Phúc Nhi vào quách gia đã được hai năm, thấy quách diễn không hề có ý định thu nạp nàng. Ngay cả nàng làm mọi cách, quách diễn cũng làm như không thấy. Lâu ngày, nàng cũng không có tâm tư kia nữa. Toàn tâm toàn ý hầu hạ trần băng băng trước đây triệu nguyệt còn cảm thấy nàng là một nha đầu biết an phận nhưng hôm nay nhìn thấy nàng khuyến khích trần băng băng đối với nàng không khỏi nổi lên ba phần cảnh giác thấy trần băng băng không nói thêm gì nữa nạp lan tuyết mới đứng dậy cáo từ mọi người nói ta phải đi mấy ngày nay đã gây không ít phiền toái cho các vị xin thứ lỗi lần này từ biệt không hẹn gặp lại mong mọi người trân trọng nói xong nàng đã bước nhanh đi ra phía ngoài lý vị ương nhìn thấy cảnh này hướng ánh mắt về phía triệu nguyệt triệu nguyệt lập tức hiểu được cùng kính lui xuống ý tứ của lý vị ương rất rõ ràng nàng sai triệu nguyệt an bày nhân thủ đi theo bảo hộ nạp lan tuyết không cần để chuyện như vừa rồi xảy ra lần nữa xót khi nạp lan tuyết rời đi quách phu nhân sắc mặt trầm xuống bà lạnh lùng nhìn chằm chằm trần băng băng nói băng băng trong chén trà vừa rồi con đã bỏ cái gì vào trần băng băng tim đập nhanh hơn không thể tự biện giải nước mắt không ngừng rơi xuống quách phu nhân nhìn thấy tình hình này còn muốn nói gì lý vị ương đột nhiên đưa tay đặt lên vai bà quách phu nhân nhìn về phía lý vị ương thấy nàng lắc đầu với mình lập tức hiểu ra ý của nàng quách phu nhân bất đắc dĩ nói băng băng con ra ngoài trước đi trần băng băng thi lễ mang theo nhà đầu Phúc nhi lui xuống. Quách phu nhân nhìn theo bóng lưng nàng, thở dài một hơi, nói: "Thật là oan nghiệt, chuyện xảy ra vừa rồi tất cả mọi người đều thấy rõ ràng. Nếu không có Lý vị Ương cản ly trà kia lại, chỉ sợ Nạp Lan Tuyết vừa rời khỏi đại đô không bao lâu sẽ trúng độc mà chết. Đến lúc đó, Trần Băng Băng đại khái có thể nói Nạp Lan Tuyết là do trên đường nhiễm bệnh mà chết. Ai cũng không thể tùy tiện hoài nghi nàng." trên thực tế có một sự thật lý vị ương không thể lý giải đối với trần băng băng mà nói nàng hết thảy đều phó thác ở trên người phu quân nếu nạp lan tuyết chết một ngày quách diễn sẽ một ngày nhớ thương nàng ấy cho nên nàng đối với nạp lan tuyết luôn canh cánh trong lòng không thể buông tay trần băng băng trở về đến sân viện liền cho phúc nhi một bạt tai ta đã nói không cần ngươi nhiều chuyện ai cho phép ngươi làm như vậy Phúc Nhi thất thanh nỉ non nói, nô tỳ đều vì suy nghĩ cho thiếu phu nhân. Trần băng băng ngồi xuống ghế tựa, tay xoa xoa chán, cơ hồ nói không ra lời. Tỷ nữ bên người hạ độc, so với việc bản thân hạ độc thì có gì khác nhau? Hiện tại nàng không có cách nào biện giải. Cút, người lập tức cút ra cho ta. Nàng lấy lại tinh thần, lớn tiếng quát, không, nô tỳ không thể đi. Nếu nô tỳ đi rồi thì sẽ không có người nào suy nghĩ vì phu nhân nữa. Nô tỳ tì tình nguyện chết, tuyệt đối không rời khỏi phu nhân. Phúc Nhi vừa nói, liền chạy về phía cây cột. Trần băng băng giật mình đến cực điểm, vội vàng ngăn cản nàng. Nói, ngươi thật sự muốn chọc ta tức chết sao? Lui xuống đi, để ta được yên tĩnh một chút. Phúc Nhi lặng lẽ lau nước mắt, nhìn Trần băng băng vẻ mặt mờ mịt. Mành vừa hạ xuống vừa đúng lúc phúc nhi che lại tia cười lạnh trên môi lý vị ương vốn tưởng rằng mọi chuyện sẽ dừng lại ở đây trần băng băng bị nàng vạch trần trước mặt mọi người nhất định sẽ biết điều mà thu tay lại nhưng vào buổi chiều nạp lan tuyết đã được người đưa về quách phủ lúc này thương thế của nàng so với lần trước càng thêm nghiêm trọng nằm hôn mê bất tình lý vị ương nhìn thấy tình cảnh này vô cùng tức giận nói, kết quả đã xảy ra chuyện gì? Tiểu thư phái, không ít người bí mật đi theo bảo hộ. Đề phòng người bùi ra động thủ. Trên đường đi cũng rất bình an. Nhưng giữa đường xảy ra chút sai lầm. Nạp lan cô nương không chịu nhận sự bảo hộ của tiểu thư. Nàng muốn đoạn tuyệt quan hệ với quách gia. Không muốn liên lụy đến người quách gia nữa. Cho nên hộ vệ của chúng ta chỉ có thể từ sáng chuyển vào tối. Đi theo ngầm bảo hộ nàng. Sách lược này vô cùng thỏa đáng, không làm cho người bùi ra hoài nghi, cũng có thể dụ rắn ra khỏi hang. Nhưng khi nạp lan cô nương vừa đến vùng ngoại thành, đột nhiên nhìn thấy một đứa trẻ bị rơi xuống nước, sắp bị chết đuối, nàng không chút nghĩ ngợi liền nhảy xuống sông cứu người. Thật không ngờ lúc vừa mới bế được đứa bé lên, một nha sai không hiểu xuất hiện từ đâu sông đến, còn thêm một thiếu phụ khóc náo không nghỉ. Nói Nạp Lan cô nương có ý đồ bắt cóc con của mình, bởi vì đứa nhỏ không đi theo, nên nàng đẩy đứa nhỏ xuống nước, cũng nói là nàng ta tận mắt nhìn thấy. Cứ như vậy, nhà sai này ngang nhiên bắt trói Nạp Lan cô nương. Hộ vệ tiểu thư phái đi nếu là thích khách bình thường thì đối phó rất tốt, nhưng gặp phải tình huống như vậy cũng không thể sáng suốt cứu người. Bọn hắn hỏa tốc phái người trở về truyền tin nhưng thư tín còn chưa đến viên quan huyện kia lại nhận định nạp lan cô nương có tội phân phó nha sai đánh nàng đến mức hấp hối nếu không có người của húc vương điện hạ kịp thời đuổi tới chỉ sợ đã mất mạng lý vị ương hai hàng lệ rơi trên khuôn mặt không kiềm chế được giận dữ nàng đứng lên giọng lạnh lùng nói khinh người quá đáng trần băng băng vốn là một người đơn thuần hòa nhã nàng sao có thể nghĩ ra nhiều kế sách độc ác như vậy? Vì sao một mực muốn giết chết nạp lan tuyết? Sau lưng nhất định có người ngầm xúi dục. Triệu Nguyệt chưa bao giờ thấy Lý Vị Ương lộ ra vẻ mặt như vậy. Nhất thời kinh ngạc cùng sợ hãi. Lý Vị Ương máu trong người như sôi trào. Trong lòng phẫn nộ, cơ hồ muốn phát tác. Tay nàng nắm chặt thành quyền. Nhắm mắt lại, cố gắng nuốt tức giận sang sục sôi xuống nàng luôn đồng tình với nạp lan tuyết vì nàng cảm thấy có chút tương đồng với nàng cho nên mới cảm động từ trước tới giờ nàng không bao giờ thương hại người khác nhưng là con người ai cũng đều có nhược điểm mỗi lần nhìn thấy nạp lan tuyết nàng đều nghĩ đến bản thân cho nên không tự chủ được muốn trợ giúp nàng ấy nói đến cùng nàng không phải trợ giúp nạp lan tuyết mà là trợ giúp những gì bản thân đã trải qua nàng cũng biết tình cảm là một chuyện lý trí lại là một chuyện khác trong chuyện giữa nạp lan tuyết cùng trần băng băng vì lợi ích quan hệ khiến nàng luôn đứng bên cạnh trần băng băng vì như thế nên nàng mới phải cố gắng đè nén lại cảm xúc nàng một bên mãnh liệt tự mình phủ định một bên muốn bản thân bình tĩnh xử lý việc này thế cho nên biết rõ trần băng băng khí thế bức người chỉ hận không thể giết chết nạp lan tuyết nàng cũng không có hành động nào đối với trần băng băng bởi vì đối phương là nhị tẩu của nàng dựa vào lý nàng phải ủng hộ duy trì liên minh giữa quách gia cùng trần gia càng quan trọng hơn nàng biết có một đôi mắt luôn ngầm quan sát nhất cử nhất động của nàng hoặc là đối phương cố ý đẩy nạp lan tuyết đến trước mặt nàng cố ý muốn dụ nàng từng bước một vứt bỏ bình tĩnh bất cứ giá nào đứng về phía nạp lan tuyết thay nàng chủ trì công đạo. Có thế đối phương mới đạt được mục đích ly gián quan hệ giữa hai nhà quách trần. Có thể nói, đối phương đã tìm được nhược điểm dưới biểu hiện bình tĩnh lạnh như băng của Lý Vị Ương. Hơn nữa lợi dụng triệt đề, buộc nàng dù biết rõ làm như vậy sẽ ảnh hưởng đến lợi ích gia tộc. Cũng phải thuận theo lòng mình, bị phụ thuộc vào nước cờ của đối phương. Cao thủ như vậy thật sự làm cho người ta kinh hồn táng đảm sợ hãi kinh hồn cho nên lý vị ương luôn chiến đấu cùng đối phương cùng chiến đấu với thâm tâm của mình kiên quyết không chịu để đối phương dẫn dắt đợi đến khi lý vị ương hết sự kiên nhẫn ngược lại sẽ đẩy nạp lan tuyết từng bước một đi vào từ đĩa trong lòng nàng mạnh mẽ xuất hiện lửa giận ngập trời vội vàng chạy tới phòng khách lúc này mới phát hiện nạp lan tuyết trên người loang lổ vết máu Triệu Nguyệt nhẹ giọng nói, thương thế lần trước của nạp lan cô nương còn không chưa khỏi hẳn. Lần này lại thêm vết thương mới nặng như vậy. Vừa rồi đại phu nói tình trạng của nàng rất nguy hiểm. Không biết có thể sống được hay không? Lý vị ương biến sắc, lập tức cất giọng lạnh lùng. Nói, ngươi đi mời mẫu thân cùng các ca ca của ta đến đây, lời của nàng còn chưa nói xong. Đã thấy một người nghiêng ngả trao đảo bước vào phòng. Không phải quách diễn thì là ai đây? Quách diễn trong lúc hoảng loạn bị vấp vào ghế dựa. Cả người té lăn trên đất. Quần áo mặc trên người đều bị xé rách. Hắn cố gắng không kêu một tiếng dù bị chảy ra đau đớn vô cùng. Bỗng chốc bổ nhào đến bên giường nạp lan tuyết. Cả người run rẩy như đang chiến đấu với nội tâm. Vẻ mặt cực kỳ xúc động. Lý vị ương nhẹ nhàng dừng ánh mắt. Ngoài, các vết thương trên người. Lũ nha sai này còn như sói hổ dùng kìm sắt kẹp trên gò má non mềm của Nạp Lan Tuyết, khiến dung mạo của nàng trở nên cực kỳ đáng sợ. Khuôn mặt ấy ôn nhu đến cỡ nào, nhưng hiện giờ đầy vết máu loang lổ, chỉ hình dung thôi cũng đủ đáng sợ. Lý Vị Ương không biết miệng vết thương như vậy có thể khỏi hẳn hay không. Trước mắt không phải lo lắng đến vấn đề dung mạo, Nạp Lan Tuyết bị đánh trọng thương thành dạng này, có thể giữ được tính mạng đã là tốt lắm rồi nàng thật không ngờ Trần băng băng lại làm đến nước này, khiến Nạp Lan thương thế nặng như vậy không nói, còn hủy đi dung mạo của nàng vết thương như vậy đáng sợ cỡ nào đối với một nữ tử mà nói chính là hủy hoại Nạp Lan tuyết ngay cả khi nàng còn sống Nạp Lan tuyết rõ ràng đã muốn buông tay rời khỏi đại đô Trần băng băng vì sao không chịu tha cho nàng đây bùi hậu quá thông minh bà đoán quá chuẩn xác nhân tâm của mỗi người không cần động tay tay không dính máu cũng đã làm cho bọn họ chém giết lẫn nhau máu tươi đầm đìa thường thế trùng trùng lý vị ương ngay cả thông minh đến mấy cũng không có cách nào khống chế được ghen tị của trần băng băng nạp lan tuyết quật cường đến mấy càng thêm không có cách nào yêu cầu quách diễn yêu thương trần băng băng được quách diễn gắt gao nắm chặt tay nạp lan tuyết không hề quan tâm tới dung mạo của nàng đã bị hủy nước mắt từng giọt từng giọt rơi trên khuôn mặt nạp lan tuyết nhưng hắn cũng không có cách nào khiến cho người đang nằm trên giường nhân tỉnh lại được nhìn người trước mắt nằm đó cả người vết máu loang lổ lý vị ương trong lòng đau đớn lục phủ ngũ tạng như bị ai đâm phảng phất người nàng nhìn thấy không phải nạp lan tuyết mà là chính bản thân nàng lúc trước hấp hối nằm ở nơi đó đều là sai lầm của ta, quách diễn giọng nói giống như mưa bụi bay theo gió. Hỗn độn mà bi thương, ta cho rằng chỉ có đuổi nàng đi. Nàng mới được giải thoát, lại không nghĩ rằng sẽ bức nàng gặp phải tình cảnh này. Lý Vị Ương không trả lời. Nàng cảm thấy quách diễn lúc này sám hối quá muộn. Trong khoảng thời gian này, khung cảnh trong phòng thật tĩnh mịch. Đến khi quách phu nhân cùng những người khác tới, nhìn thấy cảnh tượng này trên mặt vô cùng kinh ngạc quách phu nhân nhìn lý vị ương vẻ mặt xúc động nói kết quả chuyện gì đã xảy ra lý vị ương lắc đầu nàng hiện tại không muốn nói chuyện cũng không muốn giải thích gì lại càng không muốn nhìn thấy cảnh tượng như vậy bởi vì khi nhìn nạp lan tuyết luôn khiến nàng nghĩ đến những vết thương loang lổ máu cho nên nàng quay mặt qua chỗ khác đang muốn đi ra ngoài lại thật không ngờ vừa gặp trần băng băng cũng đang bước nhanh đi đến. Nàng vừa nhìn thấy bọn họ, lập tức đổ ập xuống hỏi, "Các người không phải nói Nạp Lan Tuyết đã rời đi sao? Nàng sao lại đã trở lại?" Nàng liên tiếp nói xong, vẻ mặt điên cuồng, thoạt nhìn như người điên, không còn chút xinh đẹp ôn nhu, bộ dáng hoạt bát của quá khứ. Lý Vị Ương ánh mắt lạnh như băng nhìn nàng, không nói một lời, dừng bước, không chỉ Lý Vị Ương những người khác đều dùng ánh mắt như vậy nhìn trần băng băng, giống như đang nhìn một người xa lạ. trần băng băng nhất thời hốt hoảng nói các người vì sao dùng ánh mắt như vậy nhìn ta? ta đã làm sai chuyện gì? ngay cả người yêu thích trần băng băng nhất, có quan hệ với nàng tốt nhất, trưởng tẩu giang thị kìm lòng không được cũng phải mở miệng nói băng băng, muội sao lại biến thành bộ dáng như vậy? Nạp Lan cô nương đã nói sẽ rời khỏi nơi này, sẽ không uy hiếp địa vị của muội. Muội vì sao còn phải hạ độc thủ như vậy? Trần Băng Băng khiếp sợ nhìn đối phương, nói, đại tổ nói cái gì? Lý Vị Ương chỉ vào Nạp Lan tuyết hấp hối trên giường. Bản thân nàng vô cùng kinh ngạc, cố gắng lắm mới lấy lại được bình tĩnh. Lãnh đạm nói, nhị tẩu không thấy sao. Nàng cả người loang lổ vết máu. Khuôn mặt xinh đẹp cũng đã bị hủy. Ngay cả Nhị Tẩu với nàng ấy có là tình địch, cũng không cần làm loại chuyện thiếu suy nghĩ như vậy. Chẳng lẽ Nhị Tẩu muốn Nhị Ca hận tẩu cả đời sao? Trần Băng băng bỗng chốc ngã ngồi dưới đất, nàng nhìn Lý Vị Ương, bộ dáng không rõ đối phương đang nói cái gì. Quách phu nhân thở dài một hơi, rốt cuộc nhịn không được, trong lòng đau xót cùng thất vọng, nói, "Băng băng à, lần này con đã làm sai rồi, mặc kệ ta khuyên nhủ như thế nào." vì sao con không chịu buông bỏ chấp niệm chuyện này cứ viên mãn mà giải quyết không tốt sao sao phải làm đến nước này khiến mọi người đều có cái nhìn khác về con nạp lan tuyết vốn là vị hôn thê của quách diễn là con ương ngạnh cướp đi diễn nhi không sai chuyện này chúng ta mỗi người đều có tội nhưng nạp lan tuyết là vô tội con vì sao phải rét ai độc ác như vậy trần băng băng nhìn mọi người bộ dáng như không biết đã xảy ra chuyện gì. Thất thanh nói, các người điên rồi sao? Vì sao luôn miệng chỉ trích ta? Chuyện này cùng ta thì có quan hệ gì? Quách trường sớm đã nghe được tin tức, thấy cảnh tượng như vậy, lại càng không thể tín nhiệm nàng. Nữ tử trước mắt đã làm mọi người thất vọng. Hắn lạnh lùng nói, nhị tầu. Hôm nay nạp lan tiết rời khỏi đại đô. Ai biết giữa đường lại xảy ra chuyện. Nhà sai như sói hổ bắt nàng đi dùng cực hình tra tấn nàng. Hộ vệ mà tiểu muội phái đi không dám xung đột cùng quan phủ. Đến khi chúng ta phát hiện được, trên người, nạp lan cô nương đã loang lổ vết thương. Khuôn mặt nàng cũng đã bị hủy. Chuyện này chẳng lẽ không phải do nhị tẩu làm sao? Trừ nhị tẩu ra, còn ai có thể hận nàng như vậy? Trần băng băng lắc đầu. Cảm giác kinh hoàng chạy dọc toàn thân. Thấy quách ra mỗi một người ánh mắt lạnh như băng cả người nàng phát run ngay lúc đó có một sức mạnh không rõ dấy lên trong lòng khiến nàng cuồng loạn không thể khống chế nói không ta không làm ta thật sự không làm đúng lúc này quách diễn bên giường đã quay đầu lại hắn chậm rãi đứng lên đột nhiên rút trường kiếm bên hông đi về phía trần băng băng lý vị ương là người đầu tiên có phản ứng đứng chắn trước mặt hắn giọng nói lạnh như băng nhị ca nhị ca muốn làm gì quách diễn lắc đầu nhìn lý vị ương thần sắc bình tĩnh nói ta không điên ta biết bản thân đang làm cái gì muội 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 tránh ra trần băng băng không dám tin lúc này bất luận nàng biện giải như thế nào cũng không có cách nào giải thích được hai mắt nàng vô hồn trống rỗng nhìn nam nhân ánh mắt lạnh như băng trước mặt khung cảnh yên lặng tĩnh mịch vô cùng lý vị ương lắc đầu không chịu rời đi mặc kệ hôm nay xảy ra chuyện gì người quách gia nhân cũng không thể gây tổn hại đến trần băng băng nàng không muốn quách diễn nhất thời xúc động mà gây ra chuyện hối hận cả đời tề quốc công hiểu đứa con này nhất hắn đã quyết định thì không ai có thể ngăn cản tề quốc công đột nhiên mở miệng nói gia nhi nhị ca của con nhất định có đạo lý của hắn con cứ tránh ra đi lý vị ương chân vẫn không hề bước quách diễn đã lướt qua nàng tiến về phía trước mũi kiếm băng hàn chỉ vào trần băng băng quách diễn chậm rãi nói ta đã sớm muốn nói tất cả mọi chuyện với nàng chẳng qua phụ thân mẫu thân nàng không cho phép ta làm như vậy trước mặt bọn họ tình cảm của ta bé nhỏ không đáng kể hai gia tộc sắp tới làm đám hỏi ta chỉ có thể buông bỏ nạp lan tuyết ta chính xác phải xin lỗi nàng ấy người trên đời này ta muốn xin lỗi nhất chính là nàng ấy trước kia ta luôn nói với bản thân phải quên nạp lan tuyết phải đối đãi thật tốt với nàng nhưng hôm nay nàng khiến ta không thể tiếp tục ta không có cách nào yêu được nàng nói xong hắn ngồi xổm xuống quay mũi kiếm lại đưa chuôi kiếm cho trần băng băng quách diễn mở miệng nói thanh kiếm này hiện thời ở trên tay nàng nàng giết ta đi trần băng băng khiếp sợ nhìn phu quân của mình quách diễn mở to ánh mắt màu đỏ lạnh lùng nhìn nàng vẫn vẻ tao nhã tương kính như tân nhưng hôm nay vẻ mặt hắn mang theo một khối đá lớn đè nặng không chút nào lưu tình đây mới là quách diễn chân chính nàng chưa bao giờ hiểu được trượng phu của mình quách diễn thần sắc vô cùng bình tĩnh lúc này hắn không oán hận trần băng băng bởi vì hắn biết tất cả đều là do chính mình nếu trần băng băng không vì yêu thương hắn sẽ không phải khóc náo muốn gà vào quách ra cũng sẽ không phát sinh thảm kịch sau này thảm kịch này đều là một mình hắn gây ra hắn đã là người bội tín từ bỏ hôn ước với nạp lan tuyết nhưng không hề giải thích nguyên nhân với nàng chỉ hy vọng đối phương cho rằng hắn là người thay lòng đổi giả triệt để thống hận lãng quên nhưng hắn không nghĩ tới nàng tính tình kiêu ngạo quật cường như thế một đường đuổi tới nơi này hiện tại hắn phải cho nạp lan tuyết một lời công đạo nàng giết ta, mọi chuyện ân oán giữa ta và nàng sẽ kết thúc, cùng lắm là tình nghĩa vợ chồng giữa chúng ra đoạn tuyệt. Hai nhà quách trần không còn quan hệ liên minh, đồng thời chuyện này cũng không còn liên quan đến nạp lan tuyết nữa. Trần băng băng cầm kiếm chĩa vào phu quân, hai tay nàng run rẩy kịch liệt, không thể cầm vững được nữa. Lý Vị Ương khiếp sợ nhìn cảnh tượng này, lần đầu tiên cảm nhận được quách diễn vô cùng quyết tuyệt. Quách Diễn lắc tay nàng, giống như dã thú bị thương, đem mũi kiếm trên tay Trần Băng Băng chỉ vào ngực mình. Như là dụ dỗ, nói, nàng chỉ cần đâm vào sẽ được giải thoát ngay lập tức. Nàng không cần phải hận ta, cũng không cần phải hận bất kỳ ai khác. Nàng có thể trở lại làm Băng Băng của trước kia. Băng Băng của trước kia? Trần Băng Băng nhìn Quách Diễn, cả người run run, môi mấp máy dây thanh âm bị đè nén không phát ra được lời nào nàng đột nhiên cười phá lên bên trong tiếng cười có hoảng hốt không nói hết ta của trước kia sao trước đây ta có bộ dáng gì quách diễn thần sắc vô cùng bình tĩnh nàng ngày xưa đơn thuần thiện lương hồn nhiên nàng luôn nỗ lực hy vọng ta yêu thượng nàng nỗ lực muốn làm con dâu quách ra nỗ lực chiếu cố phụ thân mẫu thân ta ta rất cảm kích nàng điểm này không thể quên được chẳng qua kiếp này chúng ta đã không có cách nào làm vợ chồng được nữa trần băng băng không thể tưởng tượng được quách diễn sẽ nói như vậy vẻ mặt đờ đẫn quách diễn từng chữ từng chữ nói chuyện này không thể trách bất kỳ ai ta mới là đầu sỏ gây chuyện cho nên chỉ cần nàng giết ta ta sẽ không còn nợ nàng gì nữa trần băng băng lắc đầu nước mắt càng không ngừng chảy vô cùng tuyệt vọng đau đớn. Nàng không nói một lời nào. Mỗi một người trong phòng đều thấy đau lòng. Nàng có lẽ đã trở nên ác độc ích kỷ, Có lẽ vô tình xấu xí. Nhưng chỉ có duy nhất một điểm mà không ai có thể phủ nhận. Nàng quá yêu quách diễn. Vì hắn có thể bỏ qua tất cả. Ngay cả bản thân nàng. Quách chừng muốn đi lên. Lại bị tề quốc công giữ lại. Tề quốc công lắc đầu với hắn. Chuyện của quách diễn phải để chính hắn giải quyết người quách gia không thể lại nhúng tay can thiệp vào cuộc sống của hắn đây là điều cuối cùng mà bản thân ông có thể làm được cho con trai lý vị ương nhìn cảnh tượng này rồi lại nhìn vào hư không lý vị ương biết có một đôi mắt mang theo cười lạnh đang dõi theo tất cả mọi chuyện xảy ra nơi này không nàng không thể trơ mắt nhìn những chuyện này xảy ra nàng muốn tiến lên phía trước ngăn cản Đột nhiên thấy Quách Diễn mỉm cười, hai tay dùng sức, Trần Băng Băng kinh hô một tiếng. Thanh trường kiếm kia đột nhiên xuyên thấu qua người Quách Diễn. Nhị ca Quách Trường cùng Quách Đôn thất thanh kêu lớn. Mọi người có mặt đều sợ ngây người, bọn họ không tin Trần Băng Băng thật sự sẽ ra tay. Trên thực tế thanh kiếm kia không phải do Trần Băng Băng đâm tới, mà là Quách Diễn, hắn dùng một bàn tay gắt gao nắm chặt chuôi kiếm đâm mũi kiếm sắc bén vào thân thể hắn nhìn trần băng băng mỉm cười nói chúng ta lúc này đã không còn nợ nhau nữa rồi nói xong cả người hắn ngã xuống về phía sau trần băng băng lúc này hoàn toàn không có phản ứng nàng như một con rối gỗ ngơ ngác nhìn cảnh tượng này nàng không biết hôm nay rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vì sao mọi người đều chỉ trích nàng vì sao phu quân của nàng lại có quyết định như vậy nàng chỉ lẳng lặng nhìn một chữ cũng không nói nên lời mọi người vội vàng chạy vội đến quách phu nhân thất thanh khóc giống lên nói diễn nhi cảnh tượng trong phòng vô cùng rối loạn nhưng lúc này lý vị ương đứng im tại chỗ ánh mắt của nàng không nhìn về phía vết máu trên người quách diễn cũng không phải nhìn trần băng băng hoàn toàn ngây dại ánh mắt nàng dừng ở trên người phúc nhi kia một đôi mắt đen ánh mắt sáng ngời trong nháy mắt biến thành một giếng cổ sâu không thấy đáy, Phúc Nhi theo bản năng cúi đầu xuống, không biết vì sao, nàng lại cảm thấy nữ tử trước mắt đã nhìn thấu tất cả. Không, làm sao có thể, tuyệt đối không có khả năng này, lời ngoài mặt o. Có đôi khi ta suy nghĩ, Trần Băng Băng nếu là nữ chính, các ngươi sẽ không chán ghét nàng như vậy ha 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 quách phu nhân ngồi bên cạnh con trai từng giọt từng giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt của hắn lý vị ương đứng bên cạnh trầm mặc trong lòng có chút hối hận nếu lúc trước để nguyên liệt giữ lại nhân sâm ngàn năm thì tính mệnh quách diễn lúc này sẽ không gặp nguy hiểm tuy nàng biết đối với quách diễn nhân sâm sẽ không làm nên chuyện gì. Nhưng có vẫn còn hơn không? Đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên có người bẩm báo. Nói, phu nhân, trần ra đến tặng lễ vật. Quách phu nhân sửng sốt, lập tức nhìn về phía Lý Vị Ương. Lý Vị Ương lặng im một lát, mới nhẹ giọng nói, đưa vào đi. Tỷ nữ lên tiếng, sau đó hai người cung kính nâng một chiếc hộp màu đỏ vào phòng. Lý Vị Ương liếc mắt nhìn chiếc hộp nói với quách phu nhân, mẫu thân, nhị tẩu đưa tới loại nấm linh chi trăm năm vô cùng hiếm có. Già nhi từng nghe người ta nói, loại nấm linh chi trăm năm cùng nhân sâm ngàn năm có thể cứu sống được mạng người, lập tức nàng hỏi nha đầu kia, nhị tẩu có nói thứ này là đưa cho ai không? Tỷ nữ cung kính hồi đáp, bẩm tiểu thư, người trần gia chỉ để lại lễ vật rồi đi, không nói là đến tặng cho ai trước kia quách diễn làm đã đoạn tuyệt quan hệ với trần băng băng nàng lúc này lại đưa nấm linh chi đến là để tạ lỗi với nạp lan tuyết hay là tâm niệm đối với quách diễn vẫn còn chưa buông chuyện này chỉ sợ chính nàng mới biết được quách phu nhân nhìn quách diễn đang nằm trên giường thở dài một hơi nói theo con thì chuyện này chúng ta nên làm gì bây giờ đây chúng ta có thể tin tưởng băng băng được hay không lý vị ương cười nhẹ nói, nhị tẩu có đôi lúc làm ra chuyện hồ đồ. Nhưng cũng là nhân chi thường tình. Nấm linh chi này là đưa tới cứu người. Chúng ta không thể bỏ đi được. Đương nhiên sẽ để người bệnh dùng. Quách phu nhân nhíu mày. Nói, đại phu đã nói. Thương thế của diễn nhi không có cách nào chữa khỏi. Mạng sống chỉ tính được từng ngày. Ngay cả nấm linh chi cũng không thể cứu được tính mạng con đem nấm linh chi làm thuốc để nạp lan cô nương dùng đi lý vị ương nhìn quách phu nhân ánh mắt có chút giật mình mở miệng nói mẫu thân nhị ca quách phu nhân lắc e lờ đầu ánh mắt khó giữ được kiên trì nói nấm linh chi đối với nhị ca con không có tác dụng nhưng đối với nạp lan cô nương có thể sẽ cứu được mạng sống cho nên mẫu thân mới nói con đem nấm linh chi đến chỗ nàng ấy nếu như nhị ca con lúc này có thể tỉnh lại, hắn cũng sẽ làm như vậy. Là do chúng ta có lỗi với người ta trước. Mẫu thân không thể để diễn nhi không yên lòng vì nợ. Gia nhi, con nói mẫu thân làm đúng không? Lý vị ương nhìn quách phu nhân, thấy trên khuôn mặt xinh đẹp của bà đầy vẻ yêu sầu. Lồng mi cũng dính đầy nước mắt, khe, khẽ thở dài một hơi. Nói, mẫu thân nói đúng lắm nữ nhi sẽ sai người đi làm nói xong nàng phân phó triệu nguyệt đem nấm cỏ linh chi đưa đến chỗ nạp lan tuyết trần gia đưa đến nấm linh chi trăm năm chỉ có một cây hiệu quả hiển nhiên rõ rệt sáng sớm ngày thứ ba nạp lan tuyết đã tỉnh lại lý vị ương đi thăm nàng nạp lan tuyết vẫn nằm trên giường giọng nói mỏng manh ta lại đem đến phiền toái cho quách ra phải không lý vị ương nở nụ cười bên trong tê cười có vài phần phức tạp chính nàng cũng không rõ. Trước mắt chuyện này, nàng luôn cảm thấy rất kỳ quái. Dường như có một bàn tay điều khiển tất cả mọi chuyện. Không chỉ là nạp lan tuyết, quách diễn, bản thân nàng, còn cả mỗi một người trong quách gia. Dường như đều là quân cờ nằm trong kế hoạch của kẻ giấu mặt kia. Nhìn khuôn mặt tiểu tụy của nạp lan tuyết, Lý Vị Ương không muốn nói thêm cái gì giọng nói mềm nhẹ, mẫu thân đã dặn dò. Nói ta nhất định phải chăm sóc thật tốt cho nạp lan cô nương. Chờ cô nương khỏi hẳn, sẽ đưa cô nương trở về. Nạp lan tuyết lắc đầu, nói là bản thân ta quá mức tùy hứng. Vừa rời khỏi đại đô liền xảy ra nhiều chuyện như vậy. Có thể thấy được người bùi ra không chịu dễ dàng buông tha ta. Nếu ta sớm nghe quách tiểu thư khuyên bảo, tiếp tục ở lại đại đô có lẽ nói xong tay nàng xoa xoa lên hai gò má lý vị ương thấy cảnh tượng như vậy liền hiểu nạp lan tuyết sớm biết khuôn mặt của nàng đã bị hủy liền an ủi nàng nói nạp lan cô nương là một danh y tất nhiên biết vết sẹo muốn khỏi hẳn cũng phải qua một năm rưỡi nói không chừng qua mấy ngày nữa dung mạo của nạp lan cô nương nạp lan tuyết bật cười nói dung mạo như thế nào ta cũng không để ý cái gọi là nữ nhân may mắn vì dung mạo hiện tại ta còn gì để nhận may mắn đây nàng nói xong trên khuôn mặt xuất hiện vẻ cô đơn nói không nên lời lý vị ương trong lòng rung động nhìn nàng nói nạp lan cô nương đối với việc chữa trị vết thương do kiếm gây ra cô nương có tự tin không nạp lan tuyết trong ánh mắt lộ ra nghi hoặc nói không biết theo lời quách tiểu thư nói vết thương do kiếm là bị thương ở chỗ nào lý vị ương cắn chặt răng những đại phu bọn họ mời đến đều nói quách diễn không thể cứu sống được tính mạng chỉ được tính từng ngày kiếm trên ngực hắn đã được rút ra nhưng miệng vết thương đã thối giữa nếu như không kịp thời chữa trị chỉ sợ quách diễn sẽ sớm mất mạng lý vị ương đối với quách diễn không có mấy cảm tình ngược lại có vài phần bất mãn nhưng nàng không muốn chính mắt thấy một đôi tình nhân quách diễn cùng nạp lan tuyết có tình cảm nhưng lại vĩnh viễn chia xa nàng trầm tư một lát mở miệng nói nạp lan cô nương cô nương hiện tại đang có bệnh chờ thêm hai ngày nữa ta sẽ nói tiếp vấn đề này với cô nương hy vọng quách diễn có thể vượt qua thêm được hai ngày lý vị ương nghĩ như vậy sau đó đứng lên nạp lan tuyết đột nhiên giữ tay nàng lại lý vị ương chấn động nạp lan cô nương cô nương còn có gì muốn nói sao nạp lan tuyết yên lặng nhìn lý vị ương đôi mắt nàng trong suốt cơ hồ muốn nhìn sâu vào trong lòng lý vị ương bị ánh mắt như vậy nhìn mình lý vị ương cười khổ nói cô nương quả thực rất thông minh người bị thương là nhị ca của ta hơn nữa kiếm đâm trúng ngực các đại phu đều nói mệnh hắn không còn dài nữa nạp lan cô nương cô nương có muốn đi gặp hắn lần cuối cùng không nạp lan tuyết trong phút chốc sắc mặt thay đổi gắt gao nắm chặt tay nàng nói đưa ta đến chỗ hắn lý vị ương khó xử nhìn nạp lan tuyết nạp lan tuyết vội vàng nói thân thể ta như thế nào ta hiểu rất rõ chẳng qua nhất thời không chống đỡ nổi nên mới hôn mê bất tình có nấm linh chi trị liệu ta cũng sẽ khỏe nhanh thôi không có gì trở ngại tiểu thư cứ yên tâm trước tiên hãy đưa ta đi thăm quách diễn đã Lý Vị Ương gật đầu. Sai tỷ nữ thay quần áo cho nàng. Sau đó phân phó người đỡ nạp lan tuyết đến phòng quách diễn. Nạp lan tuyết mỗi một bước đi thân thể dường như lay động. Sắc mặt tái nhợt, mồ hôi trên trán túa ra. Nhưng nàng vẫn không nói một lời nào. Cắn chặt răng, gắt gao cầm tay tỷ nữ. Từng bước một di chuyển về phía trước. Lý Vị Ương nhìn thấy nàng như vậy. Trong lòng vô cùng cảm khái là dạng cảm tình như thế nào mới có thể làm cho người ta đau xót đến như vậy hôm qua đại phu còn nói nạp lan tuyết ít nhất phải một tháng nữa mới rời được khỏi giường nhưng chỉ trong nháy mắt nạp lan tuyết đã có thể đứng lên để làm được điều này cần phải có ý chí rất lớn bởi vì thương thế của quách diễn quá nặng không chữa trị được toàn bộ quách gia đều ngồi thất thần ở bên ngoài bọn họ lẳng lặng chờ đợi cũng không ai ngờ được là Nạp Lan Tuyết lại xuất hiện ở nơi này. Thời điểm nhìn thấy nàng, sắc mặt mọi người đều biến đổi. Trần Lưu công chúa lẩm bẩm, nói: "Nạp Lan cô nương, đây là chuyện xảy ra ngày đó, mọi người đều biết chân tướng. Nạp Lan Tuyết chính là vị hôn thê từng bị Quách Diễn vứt bỏ." Tề Quốc công sắc mặt vừa động, hắn nhìn Nạp Lan Tuyết nói: "Nạp Lan cô nương, cô nương tới gặp Diễn nhi lần cuối sao?" Nạp Lan tiết cắn răng, nói: "Tề Quốc công, ta là một đại phu, nếu như có một tia hy vọng cuối cùng, ta sẽ không buông tay. Xin cho ta gặp hắn một lần." Tề Quốc công cùng Quách phu nhân liếc nhìn nhau, Quách phu nhân toát ra ánh mắt khẩn cầu. Tề Quốc công mới gật đầu, nói: "Cô nương vào đi." Nhưng hiện tại thân thể cô nương cũng không tốt lắm, nên cẩn thận một chút. Nạp Lan tiết cùng tỷ nữ bước vào trong phòng quách phu nhân nhìn lý vị ương vẻ mặt trách cứ nói hai từ ngốc mẫu thân biết con nóng vội vì thương thế của diễn nhi nhưng nạp lan cô nương bản thân cũng đang bị thương rất nặng nếu vạn nhất xảy ra chuyện gì khổ tâm của chúng ta chẳng phải uổng phí hay sao lý vị ương thở dài một tiếng nói mẫu thân nếu nhị ca còn một chút hy vọng nạp lan tuyết dĩ nhiên sẽ nỗ lực cứu sống nếu không cứu được nàng cũng có thể nhìn thấy nhị ca lần cuối cùng nếu chúng ta gạt nàng bí mật đưa nàng về cố hương sau này có một ngày nàng biết được sự thật không chừng còn oán hận chúng ta quá nhẫn tâm quách phu nhân nghe xong những lời này nước mắt rơi ướt vạt áo tề quốc công ôm lấy vai quách phu nhân ôn nhu nói phu nhân không cần khổ sở đây cũng là số mệnh của diễn nhi kỳ thực tề quốc công trong lòng nhất khó chịu Năm đó hắn đã không kiên quyết từ chối hôn sự cùng Trần gia. Tuy hắn cũng biết nếu cự tuyệt Trần gia, Quách gia sẽ gặp phải nhiều phiền toái, nhưng hiện tại chính mắt đứa con thứ hai mà mình thương yêu nhất nằm hấp hối trên giường. Tề Quốc Công lúc này hối hận cũng không kịp, Quách phu nhân rốt cuộc nhịn không được, gục vào lòng Tề Quốc Công, lớn tiếng khóc, Trần Lưu công chúa nước mắt cuồn cuộn chảy xuống. Giang thị vội vàng đưa khăn tay cho bà ôn nhu an ủi tổ mẫu, thân thể người không tốt, không nên quá đau lòng. Nói không chừng nhị đệ còn có cơ hội cứu sống, Trần Lưu công chúa mắt đầy nước nhìn chăm chăm vào cửa phòng. Giờ phút này ánh mắt mọi người đều gắt gao nhìn về phía cửa. Sợ nạp lan tuyết đi ra, nói cho mọi người là một tin xấu. Nửa nén hương sau, nạp lan tuyết được tỷ nữ đưa ra ngoài. Nàng nhìn mọi người, ánh mắt chậm chạp. Mở miệng nói, Quách Diễn vẫn có thể cứu chữa được, nhưng nhất định phải dựa theo phương thuốc ta đưa mà làm. Mọi người vừa nghe lời này, trong mắt đều toát ra vui mừng quá đỗi, nhất là Quách phu nhân, chắp hai tay thành chữ thập, liền thanh nói: "A Di Đà Phật, Phật tổ phù hộ." Nói xong bà đi lên, nắm chặt tay Nạp Lan Tuyết nói: "Nạp Lan cô nương." "Đa tạ." Nạp Lan Tuyết cười nhẹ, sắc mặt tái nhợt trong vẻ mặt có thêm vài phần vui mừng lý vị ương nhìn thấy tình huống này cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi quách phu nhân nếu vừa rồi vì tư lợi đem nấm linh chi đi cứu quách diễn chỉ sợ cả hai đều không sống được hiện thời như vậy ngược lại là bà có thiện thiện báo sự thật đã chứng minh lý vị ương suy nghĩ mọi chuyện quá mức đơn giản quách diễn thương thế quá nặng thương thế của nạp lan tuyết không nguy hiểm bằng hắn nên cứu nạp lan tuyết trước. Trong hai tháng sau đó, quách diễn đều nằm ở trên giường, thường xuyên sốt cao, trước ngực quấn chi chít băng gạc, để phòng hắn không chịu được đau đớn. Nạp lan tuyết còn buộc hai tay hắn ở đầu giường, để hắn không thể đụng vào vết thương, khiến thương thế càng nặng hơn. Hiện thời nạp lan tuyết vẫn đang có bệnh, nàng phải cắn chặt răng dùng hết ý chí cố gắng để mình tỉnh táo vì quách diễn được tiến hành đủ loại chẩn đoán cùng chữa trị nên giờ phút này nàng không thể gục ngã chỉ có thể dốc hết toàn lực vào việc cứu sống quách diễn trong lòng nàng chỉ có một ý niệm chính là làm thế nào để quách diễn sống sót trong suốt quá trình trị liệu lý vị ương nhìn nạp lan tuyết có lúc tưởng chừng như ngã xuống nhưng vẫn thủy chung cũng không nghỉ hầu hạ bên cạnh quách diễn thậm chí còn ôm đồm thêm nhiều việc khác việc chăm sóc quách diễn vô cùng khó khăn quách diễn tuy rằng bị hôn mê nhưng lại dãy rùa rất mạnh cho nên lúc nạp lan tuyết bôi thuốc và thay băng cho hắn thường xuyên bị hắn đánh đổ chén thuốc lý vị ương từ đầu tới cuối chứng kiến tất cả trong lòng vô cùng cảm khái thường thế của nạp lan tuyết nàng biết rất rõ miệng vết thương trên người còn chưa khỏi hẳn vết thương trên mặt nàng không thể ra gió nhưng nàng vì quách diễn ngày đêm không ngừng ở trong này chăm sóc cho hắn chỉ vì nàng là một đại phu sao lý vị ương lắc đầu nếu chỉ vì như thế trên mặt nạp lan tuyết không thể có vẻ đè nén khổ tâm như vậy huống chi những việc nàng làm đã vượt xa những việc mà một đại phu có thể làm con người lúc hôn mê bất tình thường không biết bản thân đang làm cái gì mỗi lần đến thời điểm uống thuốc quách diễn dẫy giụa càng mạnh hơn mọi người đều không có cách nào cho hắn uống thuốc. Đã thấy nạp lan tuyết không nói một lời cầm lấy bát thuốc. Uống từng ngụm mớm vào miệng quách diễn, nàng làm hết sức chuyên chú, thậm chí gần như là thành kính, sợ những người này làm ảnh hưởng đến sự yên tĩnh của quách diễn. Lúc này trong phòng, không chỉ có có Trần Lưu Công Chúa, có quách phu nhân, có tề quốc công, còn có các công tử quách gia khác nhưng nạp lan tuyết hoàn toàn không để ý tất cả mọi người đang nhìn nàng nàng vẫn từng ngụm từng ngụm mớm thuốc cho quách diễn lý vị ương hiểu tâm ý của nàng nàng luôn đau khổ đè nén tình cảm đối với quách diễn đau khổ khống chế tình yêu đối với quách diễn nếu là lý vị ương chỉ sợ đã sớm hận quách diễn đến tận xương tùy nhưng nạp lan tuyết lại vẫn yêu hắn như trước thậm chí đến tình trạng này vẫn không buông nhưng ở trước mặt mọi người, nạp lan tuyết, chưa hề biểu lộ ra chút cảm xúc nào. Đối đãi với quách diễn như một đại phu cố gắng làm tròn bổn phận của mình. Quách phu nhân rốt cuộc nhịn không được, bà bước nhanh ra ngoài. Sau đó những người quách ra từng người từng người cũng lẳng lặng đi ra. Trả lại sự yên tĩnh cho căn phòng. Lý Vị Ương đi đến bên cạnh quách phu nhân. Giọng nói ôn hòa, mẫu thân. Mẫu thân không cần khổ sở như vậy mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp quách phu nhân thất thanh khóc lớn lên không riêng gì quách phu nhân ngay cả a lệ công chúa một mực yên lặng từ khi mọi chuyện xảy ra lúc này cũng nhịn không được nghẹn ngào nói nạp lan cô nương rất đáng thương ta chưa từng thấy cô nương nào tốt như vậy lý vị ương nhìn a lệ công chúa vẻ mặt phức tạp nói công chúa nạp lan tuyết là một cô nương tốt gặp được nàng là may mắn của chúng ta nhưng quách trường thở dài một hơi nói nhưng nàng ấy cùng nhị ca không có duyên phận a lệ công chúa ngẩng đầu bác bỏ nói vì sao nhị thiếu phu nhân không phải đã rời khỏi quách ra sao hơn nữa nhị thiếu già cũng đã đoạn tuyệt với nàng tương lai hắn không thể cưới nạp lan tiết sao quách phu nhân nghe lời nói hồn nhiên của a lệ mặt mang sầu lo lắc đầu nói a lệ a công chúa thật sự là hài tử ngốc trong các gia tộc thế gia có cuộc hôn nhân nào nói thôi liền thôi ngay được không riêng gì công chúa ngốc đứa nhỏ diễn nhi cũng là kẻ ngốc tuy rằng hắn dùng tính mạng để đoạn tuyệt tình nghĩa với trần băng băng nhưng chuyện giữa hai nhà quách trần có thể kết thúc đơn giản như vậy sao trần lưu công chúa không ngừng thở dài giang thị bên cạnh bà trên mặt cũng mang theo vô cùng tiếc hận a à lệ công chúa hết nhìn trái lại nhìn phải nàng thật sự không hiểu. Cứ nghĩ Trần Băng Băng đã trở về Trần Gia, thì chính là đã đoạn tuyệt quan hệ với Quách Diễn. Mối hôn sự này hẳn là đã kết thúc. Vì sao bọn họ còn nói như vậy? Quách đôn tay nắm thành quyền đánh vào cây cột. Vẻ mặt thống khổ, Tề Quốc Công không nói một lời nào. Chỉ lặng lặng ngồi, như một lão tăng đang ngồi thiền. Không hề phản ứng với những lời mọi người vừa nói. Nhưng vào lúc này lại nghe thấy bên ngoài có người chạy vào bẩm báo, nói quốc công gia, người trần gia tới, chuyện gì đến cũng phải đến. Tề quốc công thở dài một hơi, nói ta đi xem, hắn còn chưa bước tới cửa. Quách phu nhân đột nhiên nói, không, chuyện này là chuyện chung của quách gia, tất cả chúng ta đều phải đi, xem có cách nào để giải quyết vấn đề này. Tề quốc công sửng sốt, lập tức nhìn về phía thê tử của mình. Trong khoảng thời gian ngắn hắn không biết nên trả lời thế nào. Thấy bà vẻ mặt kiên định, cuối cùng hắn gật đầu. Trịnh trọng nói, được, có, chuyện gì chúng ta cùng nhau giải quyết đi. Trong phòng khách, người Trần ra mặt như hàn xương. Trần Huyền Hoa nhìn phụ thân Trần Linh, mở miệng nói, phụ thân, chuyện này chỉ sợ không đơn giản như vẻ bề ngoài. Trần Linh hiện thời đứng hàng lễ bộ thượng thư, chức quan nhị phẩm, bình thường là người vô cùng bình nhưng chuyện này liên lụy đến con gái hắn là trần băng băng hắn không thể không tự mình đến một chuyến hắn liếc mắt nhìn con trai bên cạnh phẩy tay nhàn nhạt nói con không cần nhiều lời cứ xem tề quốc công giải thích chuyện này như thế nào đi trần phu nhân đứng bên cạnh lau nước mắt miễn cưỡng đè nén xuống phẫn hận trong lòng khi mọi người quách ra tới trần hàn hiên luôn im lặng đột nhiên tựa ghế đứng lên bước nhanh đến ánh mắt sắc như đao. Vẻ mặt cũng cực kỳ phẫn nộ các người rốt cục đã làm gì đại tỷ của ta. Tề quốc công sắc mặt sửng sốt, quách đôn bên cạnh đã lạnh lùng tiếp lời. Nói, làm cái gì? Phải nói là đại tỷ của ngươi đã làm gì với nhà chúng ta mới đúng. Hắn nói xong những lời này, tề quốc công lạnh lùng, nghiêm khắc nhắc nhở hắn còn không im miệng. Trưởng bối đều ở đây, nơi này không có chỗ cho ngươi lên tiếng. Những lời này không chỉ trách cứ quách đôn, mà còn ngầm ý nói đến chuyện Trần Hàn Hiên vô lễ trước. Trần Linh đương nhiên nghe hiểu ra, hắn vung tay lên nói, Hàn Hiên, trở về chỗ ngồi, Trần Hàn Hiên cắn răng, tay phải của hắn đã không thể dùng được nữa, cho nên luôn dùng kiếm bằng tay trái. Nguyên nhân như thế, hắn luôn nhận vì bản thân phạm sai lầm trước, không bao giờ để người quách ra nói được gì hắn nữa nên mới đúng lý hợp tình đứng ở chỗ này nói lý lẽ cùng người quách ra nghe thấy phụ thân hừ lạnh một tiếng trên mặt hắn lộ ra thần sắc dữ tợn lại cưỡng chế đè nén xuống lui về phía sau ba bước tề quốc công nhìn người trần ra ngữ khí có vài phần lạnh như băng hắn chậm rãi nói vô sự không đăng tam bảo điện có chuyện gì thì cứ theo đúng sự thật mà nói đi trần phu nhân bỗng đứng lên bà nhìn đối phương hít sâu một hơi mới nói có chuyện gì các người còn mặt mũi nào mà hỏi như vậy nữ nhi của ta đang êm đẹp giao cho quách gia các người nhưng các người lại đối đãi với băng băng như thế nào sau khi con ta trở về cả ngày ngơ ngẩn hỏi gì cũng không chịu nói ta muốn đưa nó đến quách gia nói cho rõ ràng nhưng nó sống chết cũng không chịu đi không lâu sau còn lặng lẽ lấy nấm linh chi trăm năm trong khố phòng đem đi tặng ta phái người đi nghe ngóng mới biết được. Nó dĩ nhiên là đưa tới quách phủ. Những chuyện kỳ quái liên tiếp xảy ra làm trong lòng chúng ta nổi lên hoài nghi. Băng băng đêm qua còn thắt cổ tự vẫn. Tề quốc công, vừa nghe xong, sắc mặt trở nên rất khó coi. Bật thốt lên, nói hiện tại băng băng đang ở đâu? Tình hình thế nào rồi? Trần phu nhân đau xót lắc đầu. Nói, cũng may nha đầu kịp thời phát hiện. Nó được người đỡ xuống hiện thời đang hôn mê không ngừng nói những lời vô nghĩa không biết đang nói cái gì lý vị ương thở dài một hơi hoàn hảo trần băng băng còn sống quách phu nhân nghe thấy thế một mặt kinh hãi há mồm muốn hỏi cái gì lại nói không ra lời thật lâu sau khó khăn lắm mới nói được một câu cho nên hôm nay các người tới đây là để khởi binh vấn tội trần phu nhân cắn răng nói đúng vậy chúng ta đã thống nhất ý kiến. Băng băng con ta luôn gọi tên quách diễn. Nó luôn muốn làm đứa con dâu tốt của quách gia. Vì sao các người lại đối đãi với nó như vậy? Không cho chúng ta một lời giải thích. Hôm nay ta tuyệt đối sẽ không rời đi. Quách phu nhân trong lòng vô cùng thống khổ. Lại có thêm vài phần phẫn nộ. Lo lắng, dày vò, bàng hoàng. Đủ loại cảm xúc đều phát tiết trên người bà. Bà lớn tiếng nói, các người có tư cách gì mà đến chất vấn chúng ta? Lúc trước hôn sự này không phải do các người ép buộc nên mới thành công sao? Trần phu nhân không nghĩ được, nửa điểm ái náy đối phương cũng không có, ngược lại còn truy cứu chuyện xưa. Bà giận tím mặt, nói, phu nhân nói lời này là có ý gì? Lý vị ương bước lên phía trước, nhẹ nhàng nâng cánh tay quách phu nhân, ôn nhu nói, mẫu thân, không nên tức giận có gì cần nói ngồi xuống chậm rãi nói cũng tốt nhưng trần phu nhân cũng đầy mặt giận dữ giọng nói như châu ngọc cuồn cuộn tuôn ra quách ra các người đều là hung thủ là các người hại nữ nhi của ta thành ra như vậy còn mặt mũi nào mà đến chất vấn ta trần linh bên cạnh vội giữ bà lại thấp giọng nói phu nhân có gì muốn nói chúng ta chậm rãi nói phu nhân vì sao phải kích động như thế trần phu nhân bình thường là một quý phu nhân chấn định ôn nhu nhưng lúc này bà bất chấp tất cả nghĩ đến nữ nhi của mình đang nằm đó hấp hối trong lòng bà thống khổ vô cùng bà quay đầu lấy tay đánh vào người trần thượng thư lớn tiếng trách đều do chàng ta đã nói cửa hôn sự này với quách gia không thể kết chàng lại cố tình giúp đỡ nữ nhi gả vào cho bằng được hiện tại chàng xem những người này lãnh khóc cỡ nào vô tình cỡ nào bọn họ lại còn giả bộ không biết chuyện nữ nhi chúng ta sinh ra cứ để cho bọn họ dẫm đạp như vậy sao chàng vẫn là trọng thần trong triều chẳng lẽ cứ trơ mắt nhìn nữ nhi của mình bị người ta giày xéo như vậy nữ nhi của ta nếu có chuyện gì không hay xảy ra ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho chàng trần linh chỉ biết nhìn phu nhân đang khóc lóc om sòm ánh mắt liếc nhìn trần huyền hoa trần huyền hoa lúc này mới tỉnh mộng bước lên thật vất vả lắm mới dỗ được mẫu thân đưa trần phu nhân rời khỏi trần linh mà trần phu nhân lúc này vẫn thất thanh khóc lớn hôm nay nếu quách ra các người không cho ta một lời công đạo ta tuyệt sẽ không dễ dàng rời đi lời nói này nhắc nhở quách phu nhân nhớ lại trước kia chưa hề xảy ra xung đột cùng trần băng băng quách phu nhân trong lòng đau xót lại nghĩ đến con mình nằm trên giường mấy tháng nay còn chưa tình. Lập tức bác bỏ, nói, tất cả chuyện này còn không do nữ nhi các người gây ra sao. Nam nhân trong thiên hạ rất nhiều, nữ nhi các người lại cố tình thích con ta. Hắn đã sớm có vị hôn thê, nhưng các người lại dùng liên minh hai nhà quách trần để uy hiếp. Đem nữ nhi gả vào quách ra bằng được, rốt cuộc ai mới là đầu sỏ gây chuyện, ai mới là ỷ thế ức hiếp người. Ai mới là không phân tốt xấu? Ai mới là chó điên cắn người? Những lời khắc nghiệt này nếu là bình thường quách phu nhân nhất định sẽ không bao giờ nói ra. Ngay cả Lý Vị Ương cũng khiếp sợ nhìn bà. Huống hồ là những người khác. Quách phu nhân là người luôn ôn hòa. Nếu Trần phu nhân trước mặt mọi người không khóc lóc om sòm. Bà cũng không đến mức nói ra những lời này. Lý Vị Ương nghĩ lại tất cả. Thất thời hiểu ra quách phu nhân mấy ngày nay vô cùng áy náy với nạp lan tuyết một cô nương như nạp lan tuyết nếu không đủ xinh đẹp không đủ thiện lương không đủ hiểu lòng người không đủ ẩn nhẫn quách phu nhân đã không phải khó chịu như vậy bà đã mất một người con dâu tốt suýt chút nữa còn mất đi con trai hiện thời trần phu nhân còn tìm tới cửa khí thế bức người chỉ trích nói đến cùng mối hôn sự này chẳng lẽ không đúng là trần gia ép buộc quách gia hay sao hai nhà đều sai lầm nhưng trần phu nhân hôm nay đến đây lại đổ mọi tội lỗi lên người quách gia thật sự quá hà khắc rồi trần phu nhân không dám tin bà trừng mắt nhìn quách phu nhân ý thức được đối phương căn bản không muốn vãn hồi mối hôn sự này trong mắt trần phu nhân đột nhiên xuất hiện một tia kinh hoàng suy nghĩ nửa ngày bà mới cúi đầu có chút sợ hãi nói một câu quách phu nhân bà điên rồi sao quách phu nhân cười lạnh một tiếng đột nhiên đến gần nhìn chằm chằm bà phảng phất như muốn nhìn thấu trần phu nhân nói từ đầu tới cuối quách gia chúng ta đã làm chuyện gì để phải xin lỗi trần ra sao ta không có diễn nhi không có mỗi một người trong quách gia đều không cần phải xin lỗi nữ nhi của bà nhưng băng băng đã làm gì Nàng ta hôm nay rơi vào kết cục này. Trần phu nhân có từng hỏi qua qua nàng, kết quả nàng đã làm chuyện gì hay chưa? Chẳng lẽ đều là lỗi do quách gia ta? Nàng ta không có nửa điểm sai lầm sao? Mấy ngày nay, ta đã tìm mọi cách để tha thứ cho nàng ấy. Năm đó chính các người đã dùng liên minh giữa hai nhà để uy hiếp. Ngạnh sinh sinh ép buộc con ta từ bỏ cô nương mà hắn yêu thương, hủy hôn ước, làm một người bội bạc. Nếu không phải như thế, con ta cũng không đến mức vừa mới cưới chưa được bao lâu. Đã rời khỏi đại đô đi chấn thủ biên cương, ta đã mất đi một đứa con. Hiện tại các người còn luôn miệng đến chỉ trích ta. Đến cùng là ai không thể nói lý. Là quách gia chúng ta sao? Hừ, đây đúng là trò cười lớn nhất thiên hạ. Trần phu nhân cứng họng nhìn bà. Lại nhìn mọi người bốn phía lặng ngắt như tờ. Không khỏi yên lặng rất nhanh lại trở nên cuồng loạn nói trần linh huyền hoa các người vì sao không nói gì để bà ta làm điên đảo trần gia kiêu ngạo chửi mắng trần gia chúng ta như vậy hay sao quách phu nhân nghe thấy vậy lặng im nhìn trần phu nhân nói bởi vì hai nhà chúng ta tạo thành bi kịch đã ở ngay trước mắt trần phu nhân hơi rung động dùng toàn bộ khí lực phản bác đối phương Nói, bà nói cái gì mất đi một đứa con. Hắn đang êm đẹp ở biên cạnh Mà nữ nhi của ta hiện tại đang nằm một chỗ. Nói không chừng còn sẽ, bà nhìn đối phương. Hai chữ từ từ ở trong miệng không nói nên lời. Trung quy cắn chặt răng. run giọng nói, hôn sự này chẳng lẽ không phải quách ra các người cũng đáp ứng sao? Quách phu nhân lạnh lùng cười. Nói, đúng vậy, cho nên hai nhà chúng ta đều có tội chúng ta chia rẽ một đôi tình nhân cho nên hiện tại mới gặp phải tình cảnh này đều là chúng ta gieo gió gặt bão nếu nói xin lỗi quách gia chỉ phải xin lỗi một người là nạp lan cô nương mà thôi trần phu nhân bỗng chốc ngồi tựa vào ghế khiếp sợ nhìn quách phu nhân nói chẳng lẽ bà vì một tiểu tiện nhân cứ như vậy gạt bỏ tình nghĩa nhiều năm giữa hai nhà chúng ta quách phu nhân sắc mặt trắng bệch giọng nói càng thêm lạnh như băng trần phu nhân mời phu nhân cân nhắc lời nói không cần làm bẩn danh dự trăm năm của trần gia trần phu nhân cắn răng nói chẳng lẽ không đúng sao nạp lan cô nương kia là cái gì nàng ta có cái gì mà so sánh với nữ nhi của ta lý vị ương nghe thấy vậy trong lòng cười lạnh người trần gia có lẽ cao quý khinh thường nạp lan tuyết xuất thân tầm thường cho nên bọn họ cảm thấy quách diễn vốn phải thuộc về Trần Băng Băng. Nạp Lan Tuyết chính là đáng chết, cho nên nàng mất đi nhân duyên, mất đi sinh mệnh đều là gieo gió gặt bão, cùng Trần Băng Băng không có quan hệ gì. Suy nghĩ như vậy thật sự quá cường đạo. Thế nên Trần phu nhân mới không chút do dự mà nói như vậy. Tề Quốc Công mở miệng nói, "Trần thượng thư, chuyện này ta tạm thời không có tâm tình thảo luận cùng ngài." về phần băng băng hắn nhìn trần linh ánh mắt xin lỗi nói mối hôn sự này sợ là sẽ phải từ bỏ ta sẽ thay diễn nhi viết một phong thư cùng cách ly hôn tự mình đưa đến trần ra trần phu nhân nghe thế chẳng lẽ những gì bà vất vả làm cho nữ nhi hiện tại bị hỏng mất dáng vẻ yếu ớt nước mắt không ngừng chảy xuống bà lớn tiếng nói các người vì sao phải nhẫn tâm như vậy nữ nhi của ta có chỗ nào không tốt còn muốn cùng cách nữ nhi của ta kỳ thực trần băng băng sở tác sở vi như vậy quách gia muốn bỏ nàng cũng không có gì không đúng nhưng tề quốc công không muốn làm náo loạn mọi chuyện cũng không muốn khiến cho trần băng băng không còn đường để đi nếu cùng cách dựa vào quyền thế của trần gia tương lai nàng vẫn có thể tìm được ra môn tốt gả vào cũng không đến mức chậm trễ hôn nhân của nàng trần thượng thư ánh mắt lạnh như băng nhìn tề quốc công vừa rồi phu nhân hắn náo loạn thế nào hắn cũng không hề ngăn cản trong lòng thầm ủng hộ trần phu nhân tuy rằng nạp lan cô nương thân thế vô cùng đáng thương tình cảm cũng nhiều sóng gió nhưng gia tộc là gia tộc lợi ích là lợi ích liên minh giữa hai nhà quách trần không riêng gì quan hệ với quách gia cũng quan hệ với toàn bộ triều chính hắn tuyệt đối không muốn chỉ vì một nữ tử lại làm cho liên minh hai giữa hai đại gia tộc sụp đổ hắn chậm rãi nói quách huynh ta hy vọng ngài có thể thận trọng lo lắng việc này nếu như ngài thật sự làm như vậy có vãn hồi được tất cả mọi chuyện đã xảy ra không quách ra ngài cả đời trong sạch chuyện lúc này đây là bất hạnh ngoài ý muốn chẳng lẽ ngài muốn hai gia tộc cứ như vậy dạn nứt làm cho bọn họ thừa dịp nước đục thả câu đây là điều ngài muốn sao lời này nói vô cùng bình tĩnh khiến mọi người trong phòng bất chợt ngẩn ra tề quốc công thở dài một hơi chính lúc này trần phu nhân trong lòng xuất hiện một ý niệm bà đột nhiên đứng lên thất tha thất thểu đi tới trước mặt quách phu nhân kinh ngạc nhìn bà vẻ mặt hối hận nói thông ra đều là sai lầm của ta không cần vì ta thất lễ mà tùy tiện nói ra hai chữ cùng cách băng băng yêu thương quách diễn cỡ nào chuyện này chúng ta đều thấy rõ hai năm nay băng băng đã nỗ lực biết bao nhiêu trước kia nó không thích miễn cưỡng bản thân chúng ta luôn sủng nó yêu thương nó che chở cho nó nhưng khi gả vào quách gia nhất cử nhất động đều của nó đều muốn làm quách diễn được vui đều vì lợi ích của mỗi một người trong quách gia Trước đó vài ngày băng băng đã nói với chúng ta. Quách gia nhận một tiểu thiếu gia về nuôi. Mời một sư phụ về dạy võ. Thậm chí còn muốn mời đệ đệ Trần Hàn Hiên dạy dỗ. Băng băng lao tâm khổ tứ như vậy. Chẳng lẽ các người đều làm như không thấy sao? Băng băng, nghiêm cần muốn làm một người con dâu tốt. Vì sao các người không chịu cảm thông cho nó? chẳng lẽ nạp lan tiết thật sự tốt đến mức các người không nhìn thấy điểm tốt ở nữ nhi của ta sao lý vị ương thở dài một hơi lúc này trần phu nhân đã không còn là quý phu nhân là vừa rồi đến cửa vấn tội nữa bà hiện tại là một người mẹ khóc không thành tiếng vì thương con cảnh tượng như vậy quả thực làm cho người ta không thể không động lòng ngay cả lý vị ương ý chí sắt đá cũng phải cảm động chẳng qua mọi chuyện xảy ra hôm nay trần băng băng cũng có trách nhiệm nếu như nàng không biết mọi chuyện còn có thể nói là nàng vô tội nhưng rõ ràng băng băng đã biết chuyện còn ra tay độc ác với nạp lan tuyết như vậy thật sự đã làm quá phận nếu không phải vậy quách diễn cũng không quyết liệt với nàng như thế hắn còn tình nguyện lấy tính mạng của mình để đoạn tuyệt quan hệ với nàng quách phu nhân rất hiểu con trai mình từ lúc quách diễn quyết định làm như vậy bà đã hiểu rõ hắn không có ý muốn cùng trần băng băng gương vỡ lại lành nghĩ đến nạp lan tuyết quách phu nhân nhìn trần phu nhân lắc đầu nói thật có lỗi phu nhân chuyện này chỉ sợ là khó có thể vãn hồi trần hàn hiên đột nhiên biến sắc tức giận nói quách ra các người thật sự là điên cả rồi các người có biết làm như vậy sẽ xảy ra hậu quả gì không lý vị ương liếc mắt nhìn trần hàn hiên mở miệng nói trần công tử nơi này đều là trưởng bối không có chỗ để công tử nói chuyện mời công tử im lặng cho còn thêm chuyện lần trước chúng ta còn chưa nói rõ ràng đâu trần hàn hiên nheo mắt hắn nhìn lý vị ương giọng nói đông lạnh tiểu thư nói gì ta không phải đã hắn còn chưa nói hết đã nghe thấy lý vị ương cười lạnh một tiếng nói đúng vậy trần công tử đã hủy đi cánh tay phải nhưng tay trái công tử bây giờ vẫn có thể dùng kiếm. Còn ngũ ca của ta thì sao? Hắn cũng giống công tử sao? Hắn đời này đều không thể cầm nổi đao kiếm. Công tử phải bù đắp lại cho ngũ ca ta như thế nào? Bên cạnh Trần Huyền Hoa hai gò má hơi run rẩy, Nội tâm đè nén cảm xúc mãnh liệt như thủy triều, Liếc mắt nhìn Lý Vị Ương. Ảm đạm nói ta biết chuyện này đều là hàn hiên không đúng. Là hắn quá mức sơ ý nên để cho người khác lợi dụng cơ hội hạ độc, hơn nữa hắn lại là đứa nhỏ quật cường, không hiểu đạo lý, cho nên lần trước ta mới dẫn hắn tới cửa, hy vọng có thể hóa giải oán hận cùng bất bình trong lòng các người. Nhưng ta thật không ngờ, vì những oán hận đó mà các ngươi đã đem tất cả đổ lên người trưởng tỷ ta. Lý Vị Ương lắc đầu, ngữ khí bình thản nói, Nhị Tẩu đã làm chuyện gì? Trong lòng Nhị Tẩu hiểu rất rõ, quách, già có phải vì chuyện của Trần Hàn Hiên mà giận chó đánh mèo hay không? Nếu thật sự như thế, từ lúc vừa mới xảy ra chuyện. Nhị tẩu đã không có cách nào sống yên ổn được ở quách gia. Nhưng chúng ta luôn đối đãi với nhị tẩu trước sau như một. Chưa bao giờ có nửa điểm có lỗi với tẩu ấy. Về nguyên nhân nhị tẩu tự sát, các ngươi có thể trở về hỏi nhị tẩu một câu. Xem rốt cuộc nhị tẩu đã làm những gì với nạp lan cô nương làm gì đối với nhị ca, làm gì đối với quách gia. Nghe Lý Vị Ương nói mấy câu kỳ quái, sắc mặt Trần Linh biến đổi, hắn nghi hoặc nhìn thoáng qua Trần Phu Nhân, mà Trần Phu Nhân cũng không hiểu, Lý Vị Ương vì sao lại như vậy. Trần Phu Nhân tiến lên một bước, nói quách tiểu thư, mời tiểu thư nói rõ ràng, con người gian ngoan không linh hoạt như vậy, trong con người Lý Vị Ương thoáng chốc xuất hiện một tia chán ghét sau đó chấn tĩnh ngay lại nói rất nhiều chuyện không có cách nào nói rõ các người chỉ cần biết rằng quách ra chúng ta không làm gì có lỗi với nhị tẩu nhị tẩu thắt cổ chẳng phải bởi vì chúng ta bức bách nàng ấy cũng không phải bởi vì nhị ca muốn từ hôn với nàng nguyên nhân quan trọng nhất là vì nội tâm nhị tẩu cảm thấy áy náy một người nếu không làm việc gì sai thì cần gì phải áy náy như vậy có lẽ hỏi nhị tẩu cũng không có kết quả. Các người đại khái có thể hỏi người bên cạnh nàng là nha đầu Phúc Nhi. Xem nhị tẩu kết quả là bị người nào xúi dục, đi làm những chuyện không có cách nào cứu vãn như vậy. Lý Vị Ương đã sớm nghi ngờ Phúc Nhi, nhưng Trần Băng Băng từ đầu tới cuối đều che chở Phúc Nhi. Cho nên mới dẫn đến tình trạng này. Lý Vị Ương thật sự muốn biết, người Trần gia cuối cùng sẽ xử lý như thế nào mọi người nghe đến đó bỗng nhiên trong lòng nhảy dựng trần thượng thư cùng tề quốc công liếc mắt nhìn nhau lập tức trần linh mở miệng nói được chuyện này chúng ta nhất định sẽ điều tra rõ ràng quách tiểu thư nếu hôm nay tiểu thư có nửa câu nói dối lý vị ương lông mày dựng thẳng cất giọng lạnh lùng nói nếu quách ra ta hôm nay có nửa câu nói dối ta sẽ bị vạn tiễn xuyên tâm chết không có chỗ chôn chọn đời không được siêu sinh quách phu nhân nghe thấy thế vội vàng dậm chân nói nhà đầu ngốc này vì sao phải nói ra lời thề ác độc như vậy lý vị ương chậm rãi nói nếu không làm như thế thượng thư đại nhân làm sao có thể tin tưởng ra nhi đây trần linh cắn chặt răng không cần phải nhiều lời nữa phân phó người bên cạnh nói chúng ta trở về hỏi lại tất cả cho rõ ràng nói xong hắn đã bước nhanh ra ngoài Trần phu nhân cũng vội vàng lau nước mắt bước theo. Trần huyền hoa đầy mặt hàn xương. Trần hàn hiên hừ lạnh một tiếng. Một trước một sau rời đi. Tề quốc công nhìn theo bóng lưng người trần ra rời đi. Lắc đầu nói, liên minh hai nhà quách trần. Xem như triệt để xong rồi. Trần lưu công chúa liếc mắt nhìn con trai. Không khỏi ảm đạm, thở dài một hơi. Nói, cái gọi là tiền nhân tài thủ. Hậu nhân thừa lương, chúng ta làm trưởng bối lúc trước không kiên trì với lập trường của bản thân cố chấp chia rẽ một đôi tình nhân cho nên hiện thời oán hận đã càng kết càng sâu chúng ta đều là người thân của diễn nhi nhưng lại không có cách nào giúp hắn thậm chí chỉ có thể nhìn người trẻ tuổi huyết lệ chảy xuống bỏ mặc tính mạng của bản thân thật sự là rất hổ thẹn mọi người nhìn nhau thấy được trong mắt nhau đều là hối hận cùng áy náy quách phu nhân càng là lòng đau như dao cắt chuyện này đến đây là đủ. Ta sẽ không để Trần băng băng vào cửa lần nữa. Chuyện giữa hai nhà chúng ta, hẳn nên để các trưởng bối giải quyết. Về phần bọn họ muốn thế nào thì mặc kệ bọn họ. Ta chỉ hy vọng sau này sẽ không xảy ra chuyện đáng tiếc như hôm nay. Đến mức không thể quay đầu, cảnh còn người mất, hối hận không kịp, quách phu nhân nói như vậy. Tề Quốc Công đã hiểu ra tâm tư của Quách Phu Nhân. Hắn thở dài một hơi, đi đến bên cạnh Quách Phu Nhân, nói, Phu Nhân, những chuyện này đều không thể trách nàng. Có lẽ ông trời muốn trêu người. Lý Vị Ương thấy Quách Phu Nhân hai mắt đẫm lệ nhìn quanh mông lung. Không khỏi lắc đầu, vẻ mặt càng thêm phức tạp. Sau khi được nạp lan tuyết tỉ mỉ chăm sóc, Quách Diễn cuối cùng cũng mở được mắt. Cổ họng khục khạc phát ra âm thanh tuy rằng âm thanh hắn phát ra lúc đầu không rõ ràng nhưng đúng là hắn vẫn còn sống hơn nữa dần dần có thể miễn cưỡng đi lại tuy rằng mỗi một bước đi đều phải cố gắng hết sức cuối cùng hắn cũng được tháo băng vết thương trước ngực đã bắt đầu kết vảy từng chút từng chút khỏi hẳn nạp lan tuyết thân thể cũng bình phục nhưng vết thương trên mặt nàng đã để lại một vết sẹo đáng sợ nhất là phía mặt bên phải có hai vết sẹo dài suốt đời không thể khỏi hẳn vết sẹo như bóng với hình lúc nào cũng nhắc nhở nàng dung nhan của nàng đã bị hủy hiện thời người quách gia đã có thể thành thật đối diện với nạp lan tuyết quách phu nhân luôn cam đoan với nàng trần băng băng không còn là chướng ngại ngăn cản nàng và quách diễn nữa chỉ cần nạp lan tuyết đồng ý nàng có thể ở lại bên cạnh quách diễn nhưng nạp lan tuyết lại không nghĩ như vậy ngay cả quách diễn vẫn yêu nàng như trước nhưng nàng cũng tự biết xấu hổ làm sao có thể tiếp tục nhận tình yêu thương của hắn mỗi khi tỉnh mộng giữa đêm khuya nàng rõ ràng ý thức được khuôn mặt nàng đã bị hủy cho nên nàng tình nguyện giữ lại khoảng thời gian trước kia như một ký ức đẹp thái độ nàng đối với quách diễn hiện thời vô cùng lãnh đạm giống như là bằng hữu bình thường buổi trưa húc vương nguyên liệt nhẹ nhàng đi vào tiểu viện hai tỷ nữ đang ngồi trên bậc thềm ở tận cùng hành lang. Nhỏ giọng nói chuyện, thấy hắn xuất hiện, hai người cả kinh, triệu nguyệt nhìn thấy, lập tức dùng tay ra hiệu. Hai tỷ nữ lặng lẽ cười, đồng thời cúi thấp đầu xuống đi. Nguyên liệt sốc mảnh bước vào trong phòng. Trong phòng, một nữ tử ngồi ở bên giường. Mái tóc đen dài giống thác nước buông xuống. Nàng nhắm mắt lại, dường như là đang lắng nghe tiếng tiêu ngoài cửa sổ. Nguyên Liệt đi vào, bước chân rất nhẹ, ánh mặt trời ban chưa chiếu trên khuôn mặt Lý Vị Ương, khiến cho lông mi cùng chiếc mũi của nàng phát ra ánh sáng nhàn nhạt. Khuôn mặt nàng có vẻ bình tĩnh mà nhu hòa, làm cho người ta không khỏi động lòng. Nguyên Liệt ngồi xuống bên cạnh nàng, lặng lặng nhìn nàng, ánh mắt trở nên vô cùng mềm mại. Lý Vị Ương đột nhiên chuyển mắt, nhìn thấy Nguyên Liệt, vẻ mặt có chút lo lắng, nói: "Ta bảo chàng đi điều tra." chàng đã làm xong rồi sao nguyên liệt nhìn lý vị ương đuôi lông mày hơi nhướng lên nói đúng vậy ta đã điều tra xong trong mật thư này ghi lại tất cả những gì nàng cần nhưng nàng thực sự muốn nhìn sao lý vị ương nhìn hắn vẻ mặt nhất thời cứng lại ánh mặt trời như sương chiếu lên khuôn mặt thanh nhã của lý vị ương mỗi đường nét trên mặt nàng càng trở nên sáng ngời chẳng qua lúc này khóe mắt nàng lại ẩn chứa sự phức tạp không nói rõ nguyên liệt mỉm cười con ngươi màu hổ phách càng làm rung động lòng người xinh đẹp vô cùng khi hắn nhìn lý vị ương lại có chút thương tiếc còn chưa nói gì cánh tay đã giang rộng ra ôm chặt lấy nàng cánh tay mạnh mẽ của hắn nhẹ nhàng đặt trên bờ vai nàng có thể cảm giác hơi thở của hắn dừng trên mái tóc lý vị ương hưởng thụ quan tâm cùng ấm áp lẩm bẩm nói vì sao lại nói ta không muốn nhìn đây nguyên liệt nhướng mày môi rời khỏi tóc nàng nói không có gì chỉ là cảm giác mà thôi lý vị ương môi giật giật dường như muốn nói gì nhưng rốt cục lại không nói ra được đối với ta ta tình nguyện thấy nàng sống tốt không tranh cãi với nhau không mỏi mệt hao tổn tinh thần ta sẽ cho nàng có một khoảng trời riêng để nàng không phải cô đơn không phải khổ sở, không cần cần phải suy nghĩ gì cả. Có được không?" Lý Vị Ương nhìn hắn, mỉm cười nói, "Nhưng đôi khi, ta không thích trốn tránh sau lưng người khác. Ta cần gì, sẽ đích thân lấy về." Nguyên Liệt không trả lời. Hắn lặng lặng nhìn khuôn mặt nàng. Rất nhiều lần hắn đã nghiêm cẩn nhìn nàng như thế. "Không, biết bắt đầu từ khi nào?" Hắn đã nói với bản thân, nhất định phải bảo hộ người trước mắt này để nàng được vui vẻ để nàng được thả lỏng để nàng không cần phải lo lắng không phải cô đơn hắn nhẹ giọng nói cho nên ta mới đem mật báo này mang đến có nhìn hay không quyền quyết định là ở nàng nói xong hắn đã cầm một tờ giấy mỏng nhét vào tay lý vị ương lý vị ương nắm chặt lá thư nhẹ nhàng thở dài nguyên liệt khuôn mặt vì khuất bóng nên không thấy rõ chỉ thấy đôi màu hổ phách của hắn ánh mắt thâm thúy sáng ngời, rất nhanh chóng hắn thu liễm lại, tươi cười như trước, tỏa ra một loại sắc thái mê ly. Hắn nhẹ giọng nói, "Nàng nghe tiếng tiêu này, hay đến cỡ nào?" Lý Vị Ương buông mắt, lát sau mới nhìn lên, ánh mắt yên tĩnh, nói, "Đó là tiếng tiêu của nhị ca." Nguyên Liệt nhìn thần sắc Lý Vị Ương, trong lòng rung động, nói, "Xem ra hắn thật sự yêu nạp Lan Tuyết." Lý Vị Ương gật đầu, nói, "Trên đời này Mỗi người đều có tình nhân quyến luyến, bọn họ bị chia rẽ lâu như vậy, vốn có thể ở cùng nhau. Đáng tiếc, khuôn mặt nạp lan cô nương vĩnh viễn không có khả năng khôi phục. Nhưng tình cảm với nàng nhị ca vẫn luôn giữ trong lòng. Nguyên Liệt mỉm cười, nói, nếu đổi lại là ta, ta sẽ không chút do dự mang theo nàng xa chạy cao bay. Trong mắt người ngoài, hắn là người hỷ nộ vô thường. Vương gia quyền cao chức trọng nhưng đứng trước mặt nàng hắn đơn thuần là một nam nhân yêu thương nàng lý vị ương nở nụ cười lắc đầu nói quách diễn vĩnh viễn không thể bỏ lại gia tộc ngay cả hắn biết mình có lỗi với nạp lan tuyết nhưng cho tới hôm nay hắn cũng chưa nói với nạp lan tuyết chuyện gì thậm chí còn không nói muốn cùng nàng gương vỡ lại lành đây là quách diễn quách gia nhị công tử chàng có thể cảm thấy hắn yếu đuối nhưng ta lại không thể không kính nể hắn không phải ai cũng có thể đè nén tình cảm của bản thân được như vậy đè nén tình cảm của bản thân chuyện này cũng không phải là chuyện tốt ngay cả nữ nhân mình yêu thương nhất cũng không thể bảo hộ vậy không đáng làm nam nhân nguyên liệt cười lạnh một tiếng lại ôm chặt lý vị ương bật cười nói cho nên hắn mới là kẻ ngốc nhất trên đời này chúng ta không cần học theo hắn nên chuẩn bị hôn lễ thật tốt, lời ngoài mặt. Ta muốn đem nữ chủ gà đi ra ngoài. Ân, nắm tay, cảm thấy này mấy chương và tiết nghẹn khuất hài giấy. Có thể qua hai ngày qua xem liền phản công. ba. Lý Vị Ương đang đọc sách trong sân viện. Diệp Liên tiến vào bẩm báo tiểu thư. A à lệ công chúa đến, lời của nàng còn chưa dứt. Lý Vị Ương đã nhìn thấy bóng người mặc quần áo màu đỏ bước vào. Làm cả sân viện nhất thời như được chiếu sáng A lệ công chúa bị kích động Bước nhanh nói Gia Nhi Người xem hôm nay ánh mặt trời dạng rỡ cỡ nào Chúng ta cùng đi dạo đi Lý Vị Ương trong tay đang cầm quyển sách Nhìn A lệ công chúa Không đành lòng làm nàng mất hứng Mỉm cười nói Người muốn đi dạo ở đâu Ở đại đô này chỉ sợ là không có chỗ để A lệ công chúa dạo chơi thôi A lệ công chúa nghĩ nghĩ kỳ thật lý vị ương nói không sai từ trước tới giờ nàng đều tìm mọi chỗ để chơi những nơi có thể ăn có thể uống còn được chơi vui vẻ nàng đều đã đi hết thật sự không muốn quay trở lại những nơi đó nữa lý vị ương rất buồn bực không biết a lệ công chúa làm sao lại có hứng thú lớn đến như vậy a lệ cũng không có cách nào lý giải lý vị ương lúc nào cũng là một bộ dáng yên tĩnh lẳng lặng ngồi đọc sách nếu đổi lại là nàng đừng bảo nàng ngồi cả ngày cho dù là nửa canh giờ nàng cũng sẽ vò đầu bứt tai chịu không nổi lúc này nàng một tay kéo lý vị ương nói ta phát hiện phía sau vườn của quách ra có một hồ nước phong cảnh rất đẹp so với hoa trong vườn còn đẹp hơn vài phần lý vị ương cười cười đó là hồ trường thanh thông với con sông đào bảo vệ kinh thành dĩ nhiên so với việc thưởng cảnh trong hoa viên thì hồ trường thanh đẹp hơn nhiều Người giờ mới phát hiện sao a à, lệ công chúa gật đầu khó nén hưng phấn ta giờ mới phát hiện ra trước đây cũng không chú ý tới hiện tại trời đẹp như vậy cầu cá là thích hợp nhất chúng ta cùng đi đến đó thôi lý vị ương như đăm chiếu trên mặt có chút bỡn cợt vì sao không gọi tư ca đi cùng ngươi a à, lệ hay gò má thoáng hồng dậm chân nói các ngươi cả ngày đem ta ra làm trò cười ta đã nói rồi ta và tứ công tử không có gì vì sao luôn diễu cợt ta chẳng lẽ ta ở nhà ngươi thì sẽ làm tứ tẩu của ngươi sao trên đời này làm gì có đạo lý như vậy hôm sau ta trở về thảo nguyên để cho các ngươi khỏi phải suy nghĩ lý vị ương nhìn thần sắc nàng tựa hồ có chút ngượng ngùng điềm đạm cười nói chúng ta diễu cợt ngươi bao giờ ta chỉ hỏi một câu tư ca sao lại không đi ngươi lại nói một thôi một hồi như vậy là có chuyện gì đây a à, lệ công chúa sắc mặt càng đỏ nàng than thở nói ai nói tư ca nhà ngươi không đi hắn khuyến khích ta đi câu cá đúng rồi các công tử khác cũng phải đi cùng lý vị ương nghe thế liền gật đầu nói với triệu nguyệt ngươi đi chuẩn bị một chút chúng ta lập tức xuất phát triệu nguyệt đáp ứng Nói, "Vâng, tiểu thư." Vừa mới ra khỏi cửa viện, Lý Vị Ương đã nhìn thấy Quách Trừng cùng Quách Đôn mang theo tùy tùng Tâm Phúc. Đứng cách đó không xa đã đi tới, thời điểm bọn họ đến gần, sắc mặt Lý Vị Ương đang tươi cười bỗng nhiên dừng lại, bởi vì nàng đột nhiên thấy một người. Sắc mặt người này tuy rằng còn có chút tái nhợt, nhưng cũng đã không có gì đáng ngại. Người đó chính là Quách gia nhị công tử Quách Diễn lý vị ương ánh mắt dừng lại lập tức liếc mắt nhìn quách đôn rất không tán đồng quách đôn ủy khuất nói muội muội không cần nhìn ta như vậy ta cũng không có cách nào nhị ca ở lâu trong phòng buồn lâu như vậy cũng nên đi ra ngoài dạo chơi nếu không cũng mốc meo hết cả người chuyện này cũng đã bẩm báo với phụ mẫu thân hơn nữa chúng ta cũng chỉ đến hồ nước phía sau tiểu viện cũng không phải ra bên ngoài chung quanh đều là hộ vệ quách gia thì có thể xảy ra chuyện gì được phía sau hồ nước cũng thuộc phạm vi sở hữu của quách gia bình thường người ngoài không thể đi vào nói như vậy quách diễn cũng không thể nói là đi ra ngoài được nhưng lý vị ương vẫn cảm thấy cần phải cẩn thận nàng lắc đầu nói nhị ca thân thể nhị ca đã thật sự bình phục rồi sao bên hồ gió lớn gia nhi sợ nhị ca chịu không nổi quách diễn mỉm cười nói đa tạ tiểu muội quan tâm chẳng qua đúng như lời tứ đệ vừa nói ta đã ở trong phòng quá lâu rồi cũng nghĩ nên ra ngoài đi dạo tiểu muội không nên trách hắn nhìn cũng biết quách diễn tính tình cẩn thận nhất định là quách đôn ép hắn lý vị ương thở dài một hơi nói đã đi thì mọi người sẽ cùng đi nạp lan cô nương đâu quách diễn cùng những người khác đều sửng sốt A à, Lệ công chúa lại nhảy dựng lên, nàng cao giọng nói, "Đúng, gọi Nạp Lan cô nương cùng đi." Nhiều người thì càng náo nhiệt, nàng nói xong, đã nhanh như chớp chạy đi không thấy bóng dáng đâu cả. Quách Diễn nhíu mày, nói, "Tiểu muội, muội không cần tạo cơ hội để ta và nàng ấy ở chung. Đây là chuyện không thể." Lý Vị Ương mỉm cười, nói, "Muội không có ý đó." Nhị ca không cần nghĩ nhiều. Quách Diễn thở dài, hắn không trả lời lý vị ương có một số việc chỉ có người trong cuộc là hiểu rõ nhất tuy rằng hắn cùng nạp lan tuyết có tình cảm sâu đậm nhưng đã trải qua nhiều chuyện như vậy bọn họ còn có thể đi đến cùng sao tuy hắn cùng trần băng băng đã phân rõ giới hạn nhưng bất luận thế nào hắn cũng không thể quên trần băng băng đã cùng hắn thành thân bái đường kết tóc thê tử chỉ là nước đổ khó hốt mà thôi lý vị ương đương nhiên hiểu rõ suy nghĩ trong lòng hắn thản nhiên nói con người được một lần sống lại không thể sống mãi với quá khứ càng không thể sống mà áy náy trong lòng quách gia đối với trần gia đã hết nghĩa tình trần gia khí thế bức người quách gia luôn nhẫn nại chẳng lẽ thật sự phải chờ tới lúc nhị ca cùng nạp lan tiết trả giá bằng tính mạng của mình hai nhà mới tính là xong việc sao quách diễn nghe lý vị ương nói không những đang nói hắn cùng nạp lan tuyết còn liên lụy đến trần gia dường như có chút khác với suy nghĩ của hắn nhất thời có chút sững sờ tâm tư muội muội này luôn khiến người ta nhìn không thấu rõ ràng bình dị gần gũi đáy mắt lại luôn mang theo xa cách căn bản không dễ thân cận cho dù là hắn hay là huynh trường đối với nàng đều có ba phần kính sợ nói không nên lời tuổi còn nhỏ nhưng không biết vì sao lại lão thành như thế. Đúng lúc này, bọn họ đã thấy nạp lan tuyết bị A lệ công chúa kéo đến. Nạp lan tuyết tuy rằng khuôn mặt tươi cười, nhưng có chút không được tự nhiên. Lý vị ương chủ động mở miệng, nói, nạp lan cô nương, thời tiết tốt như vậy không nên suốt ngày ngồi lì trong phòng. Theo chúng ta đi dạo đi, là đi đến hồ nước phía sau viện quách ra, không cần ra khỏi cửa nạp lan tuyết gật đầu lập tức mỉm cười nói ta đây cung kính không bằng tuân mệnh a à, lệ công chúa hôm qua được quách đôn khuyến khích suốt buổi tối cũng không làm gì chỉ ở trong hoa viên đào run hôm nay nàng chỉ vào những con run béo múp do chính mình đào nói với lý vị ương ngươi xem ta nhiều mồi câu thế này nhất định sẽ câu được nhiều cá lớn lý vị ương cười cười không nói gì sai người chuẩn bị vật dụng câu cá đi thẳng đến hồ nước không lâu sau đã đến bên hồ gió nhẹ nhẹ thổi ánh mặt trời cũng rất ấm áp lý vị ương cảm thấy một luồng không khí mới mẻ ùa vào mặt mang theo hương thơm ngào ngạt của hoa làm cho người ta cảm thấy vui vẻ thoải mái cách đó không xa đột nhiên nghe thấy giọng nói vang lên câu cá vui vẻ như vậy sao có thể thiếu ta được lý vị ương quay đầu lại đối diện là nguyên liệt khuôn mặt tuấn mỹ tươi cười Lập tức nàng nhìn về phía Quách Trừng. Quách Trừng cười nói, Húc Vương điện hạ hôm nay sáng sớm đã tới đây. Nói là muốn dẫn tiểu muội ra ngoài đi dạo. Ta nghĩ một hồi, nếu đã muốn đi dạo, không ngại thì cùng chúng ta câu cá đi. Nói rất êm tai, còn không phải chuẩn bị đem Húc Vương nguyên liệt đặt ngay dưới mí mắt sao? Quách Đôn nhìn Quách Trừng, thầm nghĩ trong lòng, Tam ca thật đúng là giảo hoạt. Tuy rằng người quách gia đã ngầm đồng ý chuyện của Lý Vị Ương cùng Nguyên Liệt. Nhưng không có nghĩa Nguyên Liệt có thể tùy tiện hành động. Trừ phi có bà mối đến cửa, đại kiệu tám người khiêng tới đón Vị Ương. Nếu không bọn họ nhất định không cho phép húc vương Nguyên Liệt có bất kỳ hành vi xấu nào. Cho, nên mới để hắn dưới mí mắt của mình tiện canh chừng một thể. Lý Vị Ương nhìn thấu tâm tư đối phương, cũng chỉ mỉm cười, lờ đễnh nguyên liệt lần trước đề cập đến chuyện hôn sự nhưng nàng lại cảm thấy không cần sốt ruột thái quá hơn nữa đang thời buổi rối loạn chỉ sợ bọn họ muốn xuôi gió xuôi nước người sau lưng cũng sẽ không để yên một khi đã như vậy không bằng nhổ tận gốc cừu địch rồi mới nghĩ đến những việc khác nguyên liệt nhìn nàng vẻ mặt thoải mái cầm lấy một chiếc cần câu đưa cho nàng cười nói trước kia nàng biết câu cá sao Ta như thế nào lại không biết. Lý Vị Ương cười nhẹ. Cuộc sống của nàng trong quá khứ vô cùng nghèo khó. Thiếu quần áo để mặc không nói. Ngay cả bụng cũng không được no. Không thể năn nỉ xin sỏ người khác. Chỉ có thể tự mình nghĩ cách. Rất may là gần chỗ nàng có một dòng suối nhỏ. Trong suối có rất nhiều cua. Chỉ cần nâng những tảng đá dưới suối lên. Là có thể bắt được một ít ăn. Chẳng qua những lời này nàng không muốn kể với người khác sẽ khiến nàng nhớ lại chuyện xưa, những chua xót cùng ủy khuất trong lòng cũng không muốn nhắc đến nữa. nếu nàng không rời khỏi quê hương, cũng sẽ không gây ra nhiều cưu hận như vậy. trong lòng chất chứa cưu hận lớn như vậy, cũng không thể nào thưởng thức cái đẹp của vạn vật. bọn họ đang nói chuyện ở bên này. a à, lệ công chúa đã cao hứng mang cần câu đến, nàng quăng dây câu xuống nước, lớn tiếng nói: ra nhi, chúng ta so tài xem ai câu được nhiều cá nhất. Lý Vị Ương cũng nở nụ cười. Triệu Nguyệt bên cạnh sắp xếp một chiếc ghế nhỏ, trên mặt ghế còn có một tầng đệm mềm. Sau đó dâng trà thơm. Lý Vị Ương nhẹ nhàng cầm chén trà, sau đó mới đưa dây xuống dưới nước. A à Lệ công chúa đang vô cùng cao hứng, nhìn thấy bộ dáng thản nhiên của vị Ương, nàng tức giận nói: "Gia Nhi, Người đến đây để câu cá hay là để phơi nắng?" Nàng thấy đối phương căn bản là không để ý đến lời thách đấu của nàng mà thôi. Lý Vị Ương cảm nhận được ánh mặt trời chiếu trên mặt, khiến tinh thần của nàng vô cùng thoải mái, vừa là câu cá, vừa là đến phơi nắng. Người không biết hôm nay ánh nắng vô cùng ấm áp sao? Hôm nay quả thật là thời tiết đẹp, trời trong nắng ấm, nhưng là A Lệ công chúa thật sự nhìn không ra, cái đó và ngày xưa thì có gì khác nhau? Nàng trừng mắt liếc nhìn Lý Vị Ương, nói: "Ngươi xem đi, ta nhất định sẽ câu được nhiều cá nhất." Nàng nói như vậy, Quách Đôn bên cạnh đã cười ha ha, nói: "A à lệ công chúa." Nàng đã thả dây câu xuống nước, nhưng đã quên gắn mồi câu rồi. A à lệ sừng sốt, lập tức rút dây câu lên, lúc này mới phát hiện, đầu dây câu trống trơn. Quả nhiên nàng đã quên gắn con run vào móc câu. Nàng tức giận dậm chân, Lập tức chạy nhanh đến gắn con run vào móc câu. Sau đó lại thả dây câu vào trong nước. Nạp lan tuyết cùng quách diễn ngồi ở một bên. lẳng lặng cười nhìn mọi người câu cá. A à, lệ công chúa hết sức chăm chú nhìn mặt hồ. Không lâu sau đã thấy bọt nước nổi lên. Phao dây câu chìm xuống. Nàng vui vẻ nói. Gia Nhi. Gia Nhi. Người xem. Ta câu được rồi. Lý vị ương mỉm cười. A à, lệ công chúa nâng dây câu lên khỏi mặt nước nhưng mọi người không nhìn thấy cá đâu cả đồng thời cười ha ha đứng lên lần này không phải a lệ công chúa một lòng chờ cá cắn câu mà là không biết cái ai đó đã quăng một chiếc giày xuống dưới hồ vừa cũ vừa nát mắc vào móc câu a lệ công chúa thấy cảnh tượng như vậy nhất thời thẹn quá thành giận ném chiếc giày trở lại mặt nước lớn tiếng nói lần này không tính lại làm lại lúc này dây câu của lý vị ương bị kéo xuống lý vị ương không hề nôn nóng đợi lúc phao bị kéo xuống vài phần nàng mới mạnh tay nhấc lên đầu dây câu là một con cá chép lớn nàng cười đưa cần câu cho nguyên liệt nguyên liệt gỡ con cá chép xuống để vào trong giỏ trúc. lý vị ương tựa vào ghế lại thả cần câu xuống hồ a à lệ công chúa càng nôn nóng quay đầu nói với quách đôn ngươi xem muội muội ngươi vận khí thật tốt ở chỗ đó phơi nắng cũng có thể câu được cá quá đáng giận con cá này sao lại không có mắt như vậy quách đôn cười to nói cái gọi là thái công câu cá công chúa đúng là không có vận thế này a à lệ công chúa hử một tiếng đạp quách đôn một cước quách đôn không đứng vững lập tức ngã sấp xuống hắn cũng không thèm để ý bỏ lên cười hắc hắc hai tiếng lý vị ương nhìn như đang câu cá nhưng ánh mắt thỉnh thoảng dừng ở trên người Nạp Lan Tuyết cùng Quách Diễn. Vẻ mặt cười mà như không cười, không biết đang suy nghĩ cái gì. Nguyên Liệt nhìn thấy cảnh tượng này, nhẹ giọng cười nói, "Nàng đang nghĩ gì?" Lý Vị Ương nhìn con ngươi màu hổ phách của đối phương. Dưới ánh sáng mặt trời chiếu rọi, nam tử trước mắt càng thêm tuấn mỹ hơn người. Nàng mỉm cười nói, "Chàng không biết là hai người bọn họ vô cùng xứng đôi sao?" Ánh mắt Nguyên Liệt cũng hướng về phía đỉnh hóng mát cách đó không xa. Hắn lắc đầu nói, nàng quan tâm đến Nạp Lan Tuyết như vậy. Thật sự là nằm ngoài dự kiến của ta. Lý Vị Ương nhìn gương mặt trắng thuần của Nạp Lan Tuyết phía trên có hai vết sẹo. Nhẹ nhàng lắc đầu, nói, không biết vì sao, cứ mỗi lần nhìn thấy nàng, ta lại thấy giống với chính mình. Nguyên Liệt nhíu mi nói, ta nhìn không ra nàng cùng ngươi kia chẳng có lấy nửa điểm giống nhau. Lý Vị Ương thản nhiên nói, đúng vậy. Nói cho cùng nàng làm sao giống với ta được. Có lẽ, giống ở bản tính, có đâm trúng tường cũng không bao giờ quay đầu lại. Nguyên liệt nghĩ đến đây. Không khỏi nhớ lại, trước kia mời nạp lan tuyết đến trần trị lại bị nàng hung hăng trách cứ chuyện tình cảm. Cười nói, đúng vậy. Có thể nói là như vậy. Đúng là có ba phần tương tự. Lý Vị Ương cũng không nhiều lời nữa. Đúng lúc này, A à Lệ công chúa quang quác kêu lên, sao lại luôn bị hỏng như vậy? Nàng một bên ảo não kêu lớn, một bên đập bể chén sứ để ở bên cạnh. Nhưng nàng có cáu giận đến mấy cũng không có kết cục khác hơn. Chỉ khổ cho chén sứ và bình sứ bị vỡ nát hết. Nàng cầm những thứ kia ném ra ngoài. Hầm hừ rồi lại quăng dây câu vào trong nước tức giận nói nếu lúc này không có con cá nào mắc câu ta sẽ nhảy xuồng hồ bắt chúng quách đôn ở một bên cười ha ha quách chừng nhìn cảnh tượng này không khỏi mỉm cười mà bên cạnh giỏ đựng cá của những người khác sớm đã đầy bọn họ cũng không biết vì sao cá lại không cắn câu của a lệ công chúa thực sự là cổ quái lúc này nạp lan tiết chủ động đi tới nàng nhặt lại những chén sứ a lệ công chúa vừa quăng đi dùng ống trúc lấy một ít nước tuần tự đổ nước vào trong chén căn cứ vào âm thanh trong mỗi chén mà điều chỉnh lượng nước đổ vào lý vị ương nhìn thấy vậy trong lòng vừa động chẳng lẽ nạp lan tiết hiện tại đang làm quả nhiên nạp lan tiết lấy nước điều âm một loạt chén sứ bình sứ cao thấp làm nhạc cụ dùng nhánh cây đánh vào nói cũng lạ từ những chén sứ phát ra âm thanh uyển chuyển mềm mại du dương yên tĩnh lướt qua mặt hồ vọng vào không trung. Cùng lúc đó, tiếng ca của nạp lan tuyết cũng nhẹ nhàng cất lên mà nay mới nói lúc ấy sai. Nỗi lòng thê lương, hồng lệ trộm ai, mãn nhãn xuân phong, thấy từ nay về sau. Cường thuyết hoan kỳ, từ biệt như vậy, tàn lê hoa nguyệt, dạ ẩm trường pha tỉnh phục túy. Trở về không nói gì, tiểu thuyền từ nay về sau, giang hải ký dư sinh giọng hát của nàng tinh thuần giống như gió núi lý vị ương cùng mọi người lắng nghe trong lòng bỗng nhiên trầm mặc nạp lan tuyết ánh mắt an tĩnh người khác rất khó để biết bên trong nàng đang nghĩ gì a à, lệ công chúa nghe hoàn toàn không hiểu lời bài hát này có ý nghĩa gì nàng chăm chú nhìn nạp lan tuyết đột nhiên khép hai mắt tinh tế thưởng thức trên mặt cũng lộ ra thần thái say mê trên cây chim chóc nhẹ nhàng hòa cùng Gió xuân thổi đến, mặt hồ lan tan gợn sóng, làn nước trong dập dềnh vỗ vào bờ. Nạp Lan Tuyết thần sắc yên tĩnh bình thản, trước phong cảnh hữu tình như vậy, nàng giống như một gốc hoa sen nở rộ, bờ môi thản nhiên mỉm cười. Nàng ấy hát thật là dễ nghe a à lệ công chúa cảm khái nói, tuy rằng ta nghe không hiểu ca từ, nhưng lại cảm thấy tâm tình không tự chủ được, lên xuống cùng lời bài hát. Lý Vị Ương lại hiểu rất rõ ý tứ trong đó, đúng vậy. Nàng hát thật sự rất êm tai. Càng hay là khúc hát này lúc vừa mới bắt đầu thì ai oán. Đến khúc cuối cùng tinh thần lại thoải mái. Tiểu thuyền từ nay về sau thể. Giang hải ký dư sinh. Ý tứ của nàng không phải rất rõ ràng sao. Nguyên liệt nhìn Lý Vị Ương. Hiển nhiên cũng mới nghe đã hiểu ý trong đó. Nàng đây là đang nói với quách diễn hoặc là cho mọi người thấy tâm tư của bản thân quả thật là cô nương đặc sắc tình ý không cần phải nói hẳn ra mà mọi người nghe đều có thể hiểu a à, lệ công chúa là người duy nhất nghe không hiểu nghĩa của khúc hát lúc này cũng trở nên vui vẻ nàng bỏ lại cần câu sáng lạn cười nói nạp lan cô nương hát khúc hay như vậy ta cũng nhảy một điệu để mọi người xem nói xong nàng đột nhiên cười dày bỏ tất nâng làn váy lộ ra đôi chân trắng như tuyết bàn chân như ngọc bước trên thảm cỏ cũng không hề để ý đến lớp bùn bẩn bên bờ hồ sau đó nàng đột nhiên xoay tròn làn váy màu đỏ lửa tung bay vũ điệu biến hóa đa dạng quả thực nhiệt tình thoải mái quách đôn lẳng lặng nhìn a lệ công chúa khiêu vũ dưới ánh mặt trời vũ điệu của nàng thành thạo duyên dáng nhất cử nhất động đều nhiệt tình hắn lập tức nở nụ cười hành vi của a lệ công chúa như vậy là vô cùng thất lễ mọi người ở đây cũng không hề có ý nhắc nhở nàng trên đời này những người đơn thuần thiên chân ngây thơ trong sáng càng ngày càng ít a lệ công chúa là người duy nhất hơn nữa còn vô cùng khác biệt quách đôn rất thích nàng thiên chân hồn nhiên như vậy cứ việc làm một cô nương hồn nhiên vui vẻ khiêu vũ trước mặt mọi người không cần phân biệt cấp bậc lễ nghĩa nên hắn cũng không muốn ngăn cản. Lý Vị Ương nhìn thấy thần sắc của Quách Đôn, không khỏi như có đăm chiếu. Có lẽ Quách Đôn chán ghét bộ dáng cạch cỡm của danh môn thiên kim. Cho nên mới để tâm đến A lệ công chúa thiên chân hồn nhiên như vậy. Quay đầu lại, nàng nhìn thoáng qua nguyên liệt, nhưng ánh mắt của hắn không dừng trên người nạp lan tuyết ôn nhu trầm tĩnh. Cũng không hề nhìn A lệ công chúa nhiệt tình thoải mái. Mà hắn luôn nhìn nàng đáy mắt toát ra tình cảm sâu nặng. Bọn họ thở nhỏ sống cùng nhau. Nàng dĩ nhiên biết bản tính của Nguyên Liệt. Mặt ngoài tùy hứng làm bậy. Kiêu ngạo ngang ngược, vừa ý sẽ yêu. Chẳng sợ núi cao biển sâu. Cũng muốn đạt thành tâm nguyện. Huống chi, lại có phụ hoàng như vậy. Cả đời đau khổ vì một chữ tình. So với người khác còn bướng bỉnh mê muội hơn gấp nhiều lần. Lý Vị Ương bật cười. Nói, các nàng người thì sướng ca người thì khiêu vũ chàng sao chỉ nhìn ta đây nguyên liệt mỉm cười trong mắt ta không có thứ gì có thể hoàn mỹ được băng nàng lời này nếu là người khác nói ra chính là lấy lòng cùng khen tặng nhưng nguyên liệt nói lại là sự thật chấp nhất như vậy cho nên dù lý vị ương là người ý chí sắt đá đến mấy sắc mặt cũng hơi thoáng hồng a à, lệ công chúa cùng nạp lan tuyết người hát người khiêu vũ Nạp Lan Tuyết cũng theo vũ đạo của A Lệ mà điều chỉnh tiết tấu bản nhạc. Hai người kết hợp với nhau, làm cho người xem có cảm giác mới lạ, vui vẻ. Quách Trường đi đến bên cạnh Quách Diễn, cười nói, nhị ca. Để hiểu rõ vì sao nhị ca lại yêu thương Nạp Lan cô nương như thế. Nàng ấy là một nữ tử đặc biệt. Quách Diễn nâng ánh mắt lên, nhìn tam đệ của mình. Trong giọng nói có vài phần thê lương, thích thì như thế nào? không thích lại như thế nào nếu ta không phải quách diễn ta sẽ có tư cách giải thích được hai chữ này chuyện này ngay từ đầu ta đã làm sai rồi biết rõ đời này nếu không có ta thì sẽ không có tình cảnh ngày hôm nay nạp lan tuyết ở cách đó không xa nghe thấy quách diễn nói như thế lòng có chút biến động khúc âm hơi biến điệu nàng lập tức kinh hãi vội vàng kết thúc dư âm run rẩy kinh ngạc nhìn chính mình cũng kinh ngạc nhìn Lý Vị Ương, Nạp Lan Tuyết chấn động, lại nhìn thấy Lý Vị Ương đưa mắt nhìn về phía mình. Trong ánh mắt chất chứa sự thân thiết, đạm mạc như nước, nhẹ nhàng chảy vào trong lòng nàng. Mọi người ở đây, không ai phát hiện này được sự việc này. Tuy rằng A Lệ công chúa cũng dừng lại theo, nhưng nàng cũng không nhìn ra được biến hóa trong đó. Nạp Lan Tuyết biết rõ Lý Vị Ương nghe ra khúc âm bị lỗi, chẳng lẽ đối phương cũng là người tinh thông âm luật sao? Nàng đứng lên, đi về phía Lý Vị Ương, nhưng trong nháy mắt khó có thể che giấu bất an. Lý Vị Ương hiểu được nạp lan tuyết trong lòng khó xử. Liền mỉm cười, hướng nàng ôn hòa cười nói, nạp lan cô nương. Thời gian gặp nhau không nhiều, những chuyện phiền lòng tạm thời bỏ đi. Ta hôm nay cũng học được một khúc, liền mượn chén sứ dùng một chút nạp lan tuyết trong lòng cảm khái lý vị ương tinh tế tỉ mỉ theo lời của nàng nói được ta cẩn thận nghe nàng quay đầu nhìn phía quách diễn cách đó không xa lúc khúc nhạc hơn biến âm điệu quách diễn lại không phát hiện ra được nạp lan tuyết trong lòng có chút tiếc nuối lý vị ương dường như chưa nhận ra tâm tư của nàng thần sắc bình thường nói nạp lan cô nương tinh thông âm luật ngay cả chén sứ nhỏ cũng có thể tạo ra âm thanh hoàn mỹ như thế. Ta chẳng qua chỉ biết một chút, mong cô nương không chê cười. Tạm lắng nghe vậy, Nạp Lan Tuyết đang trầm tư. Đã nghe thấy khúc nhạc vang lên, khúc nhạc vừa mới vang lên, trời đột nhiên nổi mưa bụi, mưa phùn như tơ bay bay hắt vào, làm mặt hồ nổi lên vô số gợn sóng, ngẫu nhiên như có đàn cá nhỏ bơi lên mặt nước, đuổi theo gợn sóng chảy dài không ngớt, mưa bụi cũng không lớn lắm. Triệu Nguyệt đang định cầm ô che cho Lý Vị Ương thì bị nàng từ chối. Những hạt mưa bụi tựa như một tầng xương khói bao phủ quanh người Lý Vị Ương. Giống như nàng cùng thế giới này có một tầng ngăn cách. Lý Vị Ương dường như tùy ý đánh vào chén sứ, lại tạo thành khúc nhạc vui vẻ êm tai. Ngón tay thon dài nhẹ nhàng nắm lấy nhánh cây, thoạt nhìn như gợn sóng nạp lan tiết lẳng lặng chăm chú nhìn vào đối phương nàng biết lúc nàng cả kinh khúc nhạc ngừng lại một nhịp nếu những người khác phát hiện được trung quy sẽ cảm thấy nghi hoặc lý vị ương hiện tại đánh khúc nhạc tiếp theo chính là đang giải vây cho nàng trong ấn tượng của nàng lý vị ương vẫn luôn xinh đẹp mà điềm đạm thậm chí có vài phần lãnh mạc vô tình hôm nay đối phương lại đột nhiên mở miệng là vì sớm biết trong lòng nàng bi thương việc này làm cho nàng vô cùng cảm kích phàm là tâm tình nữ tử lúc cô đơn tâm tư sẽ trở nên rất dễ nắm bắt nạp lan tuyết hiểu rõ con người lý vị ương hiền lành cùng thương hại nhưng trong lòng đó là đau xót trong tất cả mọi người ở đây chỉ có duy nhất lý vị ương trong giới hào môn thiên kim lại hiểu được tâm tư của nàng mà nàng đã từng có hôn ước với quách diễn thế nhưng vị ương vẫn nhìn thấu được nội tâm nàng đau đớn còn được nàng cảm hóa có thể thấy được trên đời này thế sự khó liệu chi kỳ trung quy khó tìm lúc này quách đôn nhịn không được cũng chạy tới cùng a lệ công chúa khiêu vũ lại bị nàng đánh cho một cái lập tức hai người cười đùa chạy ra đuổi bắt chơi đùa bên hồ thoạt nhìn như là hai đứa trẻ lý vị ương mỉm cười cũng không chơi nhạc nữa đứng dậy nhìn nạp lan tuyết nói nạp lan cô nương có muốn đi dạo cùng ta không nguyên liệt hiểu ý khuôn miệng nhướng lên cười khẽ đi về phía đỉnh nghỉ mát bên kia phân phó người hầu mang rượu và món ăn tới nói với quách chừng cùng quách diễn hai vị cảnh đẹp như thế lại có giai nhân làm bạn không ngại cùng ta uống chén rượu quách chừng thấy như vậy trong lòng hơi nghi hoặc hắn thầm nghĩ húc vương nguyên liệt sao lại chạy đến đây ngồi quay đầu lại đã nhìn thấy Lý Vị Ương cùng Nạp Lan Tuyết đi đến bên hồ. Biết Lý Vị Ương nhất định có chuyện muốn nói với Nạp Lan Tuyết Thuyết. Lúc này hắn mới tỉnh ngộ lại. Mỉm cười nói, được. Mời điện hạ, Nạp Lan Tuyết trên người khoác áo choàng màu hồ lam mộc mạc. Quần áo có thêu hoa văn hoa sen. Đồ trang sức cũng vô cùng đơn giản. Chỉ có một chiếc châm ngọc. Cùng với mấy đóa châu hoa bằng bạc nhỏ. Li ti cài trên mái tóc lý vị ương nhìn nàng mấy ngày này ở quách phủ người quách gia không biết đã chuẩn bị bao nhiêu lễ vật tặng cho nạp lan tuyết trong đó có nhiều thùng lăng la tơ lụa nhưng mặc kệ bọn họ nói như thế nào nạp lan tuyết cũng không hề chạm vào không chỉ là quần áo còn có trang sức quách phù nhân cũng tặng nàng không ít nhưng nạp lan tuyết cũng chưa bao giờ dùng đến Lý Vị Ương trước đây đã từng nghi ngờ có phải Nạp Lan Tuyết đang muốn lảng tránh chuyện gì. Nhưng nghĩ kỹ lại cảm thấy nàng làm rất đúng. Dù sao nếu Nạp Lan Tuyết tiếp nhận những món quà người quách gia tặng, ngược lại sẽ làm cho mọi người đánh giá thấp nàng. Lý Vị Ương vốn không thích nói chuyện, nàng hơi mím môi, có vẻ cao quý mà rụt rè. Nạp Lan Tuyết cảm thấy mấy ngày gần đây, đối phương thường hay mỉm cười, nụ cười ngọt ngào khả ái có lẽ điểm này ngay cả lý vị ương cũng không nhận thấy được mỗi lần nguyên liệt ở bên cạnh nàng nàng trung quy có chút không giống bình thường xinh đẹp càng thêm phá lệ nữ tử lãnh khốc đạm mạc đến mức nào cũng không thể tránh được điểm này khi được yêu thương là lúc nữ nhân xinh đẹp diễm lệ nhất nạp lan tuyết biết điều đó cũng không nói gì trong lòng nàng vô cùng hâm mộ nhưng vẫn là cô đơn lúc này lý vị ương nghiêng người đứng bên cạnh nàng ánh mặt trời nhu hòa chiếu sáng từng đường nét trên khuôn mặt gương mặt nàng trắng thuần không chút son phấn trở nên phiếm hồng như cánh hoa đào ánh mắt sâu kín như nhìn rõ tận đáy lòng nạp lan tuyết nạp lan tuyết ngẩng mặt mở miệng nói trước thật không ngờ nơi này lại có mưa rào trong nắng lý vị ương cười nói đúng vậy cảnh tượng này rất khó gặp rõ ràng là bầu trời trong xanh lại lãng đãng có những hạt mưa bụi nhỏ bám trên áo. Khiến cho khung cảnh càng thêm thanh nhã động lòng người. Lý Vị Ương nhìn nạp lan tuyết, dường như muốn nói gì, nhưng lại ngừng câu chuyện. Hai người cũng không vội trở về, chỉ chậm chậm dạo bước bên hồ. Bên kia A Lệ công chúa đã hát lên khúc ca du dương của Thảo Nguyên. Tinh thần nàng vô cùng vui vẻ, cao hứng, nạp lan tuyết ghé mắt nhìn theo nhẹ giọng mở miệng nói a à lệ công chúa thật sự rất vui vẻ từ trước cho tới bây giờ ta chưa từng thấy một cô nương nào có tâm tư đơn thuần như thế lý vị ương khẽ cười giọng nói thanh lãnh trước kia không lâu phụ thân nàng ấy vừa mới qua đời mà ca ca duy nhất của nàng cũng bị biếm đến nơi đồng cỏ xa xôi hẻo lánh cả đời sống như dân du mục nạp lan cô nương nói xem nên khó chịu hay là oán hận người khác đây Nạp Lan Tuyết trong lòng rung động, nhìn Lý Vị Ương nói, "Tiểu thư nói là thật sao?" Nhìn ngoài mặt thật đúng là nhìn không ra. "A à, Lệ công, chúa lại gặp phải cảnh ngộ như vậy." Lý Vị Ương nhìn về phía đối phương, trầm mặc hồi lâu, cuối cùng từng chữ từng chữ nói, "Nạp Lan cô nương, mỗi người đều có quá khứ, quan trọng là lựa chọn đối mặt như thế nào." Có người tràn ngập cừu hận, một lòng muốn trả thù, nàng nói tới đây, Dừng lại, rõ ràng là đang nói tới chính mình. Có người thù hận đều đã quên, toàn tâm toàn ý, sống cuộc sống vui vẻ, giống như a lệ công chúa. Rất khó nói rõ ràng, đến cùng làm thế nào mới là đúng? Chẳng qua chỉ là sự lựa chọn của mỗi người mà thôi. Đôi mắt nàng gần trong gang tấc, giống như mặt nước thản nhiên, sắc mặt ba phần mềm mại, lại mang theo bảy phần lãnh trầm. Nạp Lan Tuyết chấn động đáy mắt có chút chua xót tưởng chừng như sắp rơi lệ quách tiểu thư tiểu thư là người vô cùng may mắn lý vị ương nhìn nàng cũng không ngoài dự đoán nàng đột nhiên vòng vo đổi đề tài vì sao lại nói như vậy nạp lan tuyết trong lòng đau xót dứt khoát nói bởi vì người trong lòng vẫn bên cạnh tiểu thư hắn chưa từng thay lòng đổi giả chưa từng rời xa cũng chưa từng ruồng bỏ tiểu thư lý vị ương cười cười ánh mắt dừng trên người nguyên liệt cách đó không xa. Giây lát sau thu hồi ánh mắt, nói, cô nương làm sao có thể biết, ta không phải trải qua vạn lần khổ đau mới tìm được một người như vậy đâu. Lý vị ương giọng nói trầm thấp, nhưng từng chữ lại như búa tạ đè nặng trong lòng nạp lan tuyết đúng vậy. Mọi người đều nói, sau mưa gió là có thể nhìn thấy mây hồng, nếu bất chấp tiếp tục tìm kiếm, nói không chừng ta cũng có thể tìm được hạnh phúc của mình nhưng ta quá mệt mỏi thật sự quá mệt mỏi lý vị ương hai mắt long lanh nhìn nàng đột nhiên thở dài nói nạp lan cô nương nếu cô nương có gì băn khoăn vì sao lại không nói cho ta biết nàng hy vọng đối phương có thể đem tất cả những suy nghĩ trong lòng chủ động nói ra nếu nàng làm thế đây cũng là cơ hội duy nhất và cuối cùng dành cho nàng ta không có băn khoăn gì cả nạp lan tuyết cúi đầu như muốn trực rơi nước mắt, nhưng trong nháy mắt lại chỉ cảm thấy thế sự vô thường. Nếu nàng cùng quách diễn không xảy ra biến cố như vậy, gà vào quách ra, nhất định sẽ cùng cô nương trước mắt này trở thành bằng hữu tốt nhất. Mặc kệ trong lòng khát vọng như thế nào, nàng không thể không thừa nhận, Lý Vị Ương cùng nàng vô cùng hợp ý. Mặc kệ nàng nói gì, đối phương rất nhanh đã có thể phản ứng lại, đáp lại đúng thời điểm đây là điều mà tình yêu cuồng nhiệt cũng không làm được chi kỳ hai chữ này mọi người đều cố gắng tìm kiếm nhưng nàng lại không thể không bỏ qua như vậy lý vị ương thở dài một tiếng nửa câu muốn nói ra đang nằm nơi cổ họng rốt cục cũng nuốt trở lại lòng đầy tiếc hận rất nhiều chuyện nàng có thể làm nàng đều làm cả rồi bên kia a à lệ công chúa đã chạy tới nàng lớn tiếng nói các người ở đó làm gì thế Ta vừa rồi vừa câu được một con cá. Chúng ta nướng cá ăn đi. Nhìn nàng cao hứng phấn chấn như vậy. Nạp lan tuyết bỗng nở nụ cười. Lúc nàng cười như vậy. Dung nhan thoạt nhìn cực đẹp. Ngay cả trên mặt mang theo vết sẹo dài. Lý vị ương cảm thấy. Những chuyện này sẽ in đậm trong lòng. Cho dù nhiều năm trôi qua. Vẫn sẽ nhớ rất rõ. Mấy ngày gần đây. Mọi chuyện dần dần bình tĩnh trở lại hai người nạp lan tuyết cùng quách diễn thường xuyên ngồi cùng một chỗ mọi người nhìn vào chỉ cảm thấy bọn họ như là bằng hữu không giống như người yêu mặc kệ nạp lan tuyết hay là quách diễn ai cũng đều không có ý gương vỡ lại lành hai người thường chỉ lẳng lặng ngồi nói với nhau vài câu quách phu nhân thấy vậy kìm lòng không được rơi nước mắt nhiều lần nói với lý vị ương nạp lan cô nương thật sự rất đáng thương mẫu thân hy vọng nàng có thể vĩnh viễn ở lại quách gia để diễn nhi chăm sóc cho nàng thật tốt chính xác nạp lan tuyết dung nhan đã bị hủy trên tay nàng cũng không còn tờ hôn thư có thể chứng minh người quách gia từng có hôn ước với nàng bản thân người quách có thể không cần chịu trách nhiệm với nàng nhưng quách phu nhân trong lòng vô cùng áy náy không thể dứt được đêm khuya trong giấc mộng bà luôn hối hận nếu lúc trước không ép buộc quách diễn thì đã cưới nạp lan cô nương vào cửa trong mắt quách phu nhân hạnh phúc của con cái so với lợi ích gia tộc còn quan trọng hơn rất nhiều nhưng mặc kệ bà nói như thế nào lý vị ương cũng không để trong lòng quách phu nhân vẫn cho rằng nữ nhi rất thích nạp lan tuyết điều này khiến bà vô cùng buồn bực nhưng bà biết nữ nhi đã có chủ ý tuyệt sẽ không nghe theo phân phó của người khác tuy rằng trong lòng bà có chút nghi ngờ nhưng cũng không biểu hiện ra ngoài. Đảo mắt một tháng đã trôi qua. 13 tháng 6 là ngày đại thọ của Trần Lưu công chúa. Quách gia muốn mở yến tiệc thiết đãi tân khách, dựa theo quy củ trước kia. Bên trong Quách phủ sắp xếp mấy chục bàn tiệc, mời các đại hào môn thế gia, còn có cả quan to quý nhân trong kinh. Từ sáng sớm đã có vô số xe ngựa xa hoa đỗ ở đầu ngõ. Bên trong mỗi xe ngựa đều là các vị khách quý công huân thế gia lý vị ương mỉm cười đứng ở trước cửa một thân áo váy màu xanh lục tương xứng với gương mặt trắng thuần như được điêu khắc tinh xảo từ bạch ngọc của nàng đôi mắt mang theo ý cười vừa nhìn đã thấy đoan chính thanh nhã khí chất vô cùng cao quý mọi người thấy nàng cảm thấy đôi mắt nàng so với hoa tươi còn viên mãn xinh đẹp hơn vài phần so với ánh nắng trời chiều còn quyến rũ hơn bấy nhiêu đó đủ để quên đi những lời đồn đãi không hay về vị quách gia tiểu thư này. Lý vị ương hiểu rất rõ giao tiếp của thế gia đanh môn. Nếu nàng muốn, rất dễ dàng làm cho người ta thích nàng. Nếu không như thế, năm đó nàng sẽ không dễ dàng được Thái Hậu cùng Lý Lão Phu Nhân yêu thích như vậy. Lâu nay quách gia ở trong chiều, có chút quá mức bộc lộ tài năng. Nếu nàng còn lãnh đạm như trước kia, sẽ khiến mọi người mất hứng mọi người sẽ hoài nghi quách phùa bọn họ quá mức tự cao tự đại. Cho nên nàng đứng bên cạnh quách phu nhân, mặt luôn nở nụ cười, nét mặt ấm áp, giống như phong cảnh tuyệt đẹp, hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Những người quen biết tạo thành nhóm cùng nhau ngồi xuống, trong đám người liền có tiếng nghị luận các ngươi có nghe nói. Bệ hạ truyền ý chỉ, muốn nghiêm cẩn tra cứu chuyện của quách diễn, bên cạnh vội vàng có người xua tay thấp giọng trách cứ, nói, người sao lại nói những lời này. Nếu để người quách giang ghê thấy, người nọ cười gượng một tiếng, nói, nơi này đều là người một nhà chúng ta. Hà tất sợ hắn nghe thấy, huống chi quách dĩa đã chạy thoát, không biết bệ hạ sẽ xử lý quách ra thế nào. Cái gọi là liệt hỏa phanh du, quá thịnh nên mới suy, cũng không gì hơn chuyện này. Đã có người nghe xong lời này cười lạnh một tiếng nói, nói ngươi không có mắt nhìn. Đúng là không có mắt thật. Ngươi không nhìn thấy hôm nay Trần Lưu công chúa mở đại yến tiếp đãi tân khách. Không cần nói đến các thân vương trong triều hiền quý. Thậm chí ngay cả bệ hạ trong cung cũng đưa tới thọ lễ. Lễ vật bày từ giữa đường cho tới tận cửa. Điều này có ý nghĩa gì? Chẳng lẽ ngươi không hề nhìn ra sao? Cẩn thận họa từ miệng Mara. Mọi người ở trong này nghị luận nhau nhau người quách ra lại làm bộ như không nghe thấy. Vẻ mặt Thủy Trung mang ý cười, không hề nói gì đến quách diễn. Đa số khách nhân đều hỏi thăm chuyện của quách diễn, cũng muốn hỏi thăm quách gia đối với việc này sẽ xử trí như thế nào. Nhưng người quách gia vẫn ngậm miệng không nói chuyện, làm cho bọn họ không còn cách nào khác. A à, lệ công chúa xưa nay rất thích náo nhiệt, nàng ở bên trong đám người miễn cưỡng nghe thấy có người nói về chuyện của quách gia nàng không thích sau lưng nghị luận chuyện của người khác bởi vì nàng ngờ quách gia cũng đã không ít ngày học được không ít quy củ không tiện trở mặt trước mặt mọi người nàng nhìn vài lần phát hiện mọi người trong quách gia đều đang vội nàng cắn chiếc đũa đặt trên chỗ ngồi rồi lui ra ngoài bên cạnh giàng ninh hầu phu nhân nhìn thấy không khỏi cười lạnh một tiếng nói ngươi xem quách gia cũng quá không có quy củ từ nơi nào tìm được nha đầu hoang dã như vậy? Lập tức tất có người nhắc nhở bà ta, nói, đấy không phải nha đầu hoang dã gì. Đây là A Lệ công chúa trên Thảo Nguyên. Giang Ninh Hầu phu nhân cũng là người tâm cao khí ngạo. Sớm không quen nhìn quách gia cao cao tại thượng. Bà tiếp tục cười nói, quách phu nhân cũng quá không quy củ. Tuyển con dâu sao có thể tuyển người trên Thảo Nguyên? Cô nương này có thể không biết quy củ là gì? lấy về nhà không phải cả ngày như đứa trẻ con nhảy lên nhảy xuống sao bà nói như vậy tất cả mọi người đều hiểu trong lòng mà không nói trộm cười rộ lên a à, lệ công chúa nghe đến đó cũng không muốn để ý đến bọn họ nữa nàng yên lặng quay đầu ánh mắt nhìn vào đầu gối nhìn sân khấu kịch trước mắt một bên uống rượu vừa ăn điểm tâm thỉnh thoảng nhìn theo hai người diễn kịch nhẹ giọng học sướng hai câu cũng là thản nhiên tự đắc Dưới ánh mặt trời Đôi mắt nàng long lanh sáng giỏi Nằm trên khuôn mặt bạch ngọc vô cùng xinh đẹp Quách đôn lúc này đi đến bên cạnh nàng Nhẹ nhàng ngồi xuống A à lệ trừng mắt nhìn hắn Nói Người đến đây làm gì Cách xa ta một chút Bằng không những người đó lại nghĩ ta là con dâu quách ra Quách đôn nhìn nàng Có chút thích thú Nói Gả cho ta thì có gì không tốt sao a lệ công chúa trong miệng cắn miếng bánh quay đầu chuyên tâm nhìn lên sân khấu quách đôn đang muốn tiến gần nàng nói chuyện a lệ công chúa đã nhận ra dùng sức quay đầu quách đôn bị nàng đụng trúng mũi theo bản năng đứng lên vốn đây là một băng ghế dài hắn vừa đứng dậy a lệ trông chúa nơi đó trượt xuống lập tức cả người quang ngã xuống đất a lệ công chúa kêu lên một tiếng nhắm mắt lại than vãn chính mình xui xẻo trong lúc nàng kêu than, đột nhiên bên hông có cảm giác bị kéo căng, bị quách đôn kéo áo, lại lần nữa ngồi xuống ghế. A à lệ công chúa sắc mặt thoáng hồng, quay mặt đi, hừ một tiếng, không cần phải nhiều lời nữa. Quách đôn cười hì hì, lập tức hướng về bên kia chớp mắt với Lý Vị Ương. Hắn thầm nghĩ ra nhi đã dạy hắn chiêu tử triền lạ đánh. Đúng là rất hữu hiệu. Ngay cả A Lệ công chúa là cô nương mặt dạn mày dày như vậy. Cũng không khỏi đỏ mặt. Đúng lúc này, đột nhiên nghe thấy bên ngoài có người bẩm báo. Nói, Thái tử Điện Hạ đến. Mọi người đều chuyển ánh mắt hướng về phía Thái tử. Chỉ thấy Thái tử một thân hoa phục. Bên người mang theo Thái tử phơ cùng Lư Phi. Phía sau hắn cách đó không xa chính là bùi gia đại công tử bùi bật. Bọn họ trên mặt đều mang theo mỉm cười đoàn người ung dung từ bên ngoài tía vào lý vị ương nhìn thấy cảnh tượng này nhẹ nhàng cười một tiếng hướng quách phu nhân nói mẫu thân thái tử điện hạ đến quách phu nhân hai mắt hơi hơi nheo lại nhìn bùi bật bên cạnh thái tử hừ lạnh một tiếng nói nhìn thấy người này trong lòng mẫu thân thấy ngao ngán lý vị ương mỉm cười vỗ vỗ cánh tay quách phu nhân nói trường hợp này không có gì trở ngại mẫu thân chúng ta đi đến chào hỏi thái tử điện hạ cùng thái tử phi thôi quách phu nhân đương nhiên biết điểm này chẳng cua bà tính tình ngay thẳng không quen nhìn thái tử cùng bùi bật cấu kết với nhau làm việc xấu nghe thấy nữ nhi nói như vậy liền gật đầu nói đi thôi nói xong liền trở lại khuôn mặt tươi cười ung dung nghênh đón thái tử phi nhìn lý vị ương trong ánh mắt hàm chứa một tia kinh diễm nói, không nghĩ quách tiểu thư lưu lạc bên ngoài lâu như vậy. Mà hiện thời nhìn như tiên nữ, thông minh thoát tục, trước kia quả thực là ta không chú ý tới. Lư Phi nhìn Lý Vị Ương từ trên xuống dưới, mặt mừng ý cười pha chút thâm ý, nói, khó trách Lư Trần sau khi trở về, lại hướng phụ thân bẩm báo, nói không muốn kết hôn với Thọ Xuân công chúa. Ngược lại nhìn chúng quách ra tiểu thư, nghe nàng nói lời này quách phu nhân sắc mặt trầm xuống nói lô gia là thế tộc huân quý quy củ rất lớn tiểu nữ không có gì tốt chỉ sợ là không dám trèo cao lư phi nghe đến đó sắc mặt không có chút thay đổi chỉ thản nhiên mỉm cười như có đăm chiêu bên cạnh thái tử phi cũng tươi cười đầy mặt mở miệng nói lư trần không được thì ra thế chúng ta có được không nghe thái tử phi nhắc tới thôi thế vận Lư phơ trông lòng nóng như lửa. Sắc mặt trở nên rất khó coi. Nàng tức giận liếc mắt nhìn Thái tử Phi. Nói, như thế nào? Tỷ tỷ ngay cả việc chọn em dâu cũng phải tranh giành với ta sao? Thái tử Phi mỉm cười. Nói, cái này đâu thể nói là tranh giành với muội muội Chẳng cua là yểu điệu thục nữ. Quân tử hảo cầu thôi. Lý vị ương trong lòng cười lạnh. Thái tử Phơ cùng Lư Phi xưa nay tranh đấu hừng hực khí thế. Vừa rồi Thái tử Phi vô ý chừng mắt nhìn xuống bụng Lư Phi. Ánh mắt vô cùng tàn nhẫn. Hiển nhiên thôi ra cùng lô ra cũng bắt đầu tranh đấu kịch liệt. Từ chuyện của Thọ Xuân công chúa. Cho tới bây giờ Lư Phi lại có bầu. Hiện tại đến quách gia Hai người bọn họ còn không quên tranh đoạt minh ước hôn nhân. Thật sự làm cho người ta cảm thấy vớ vẩn duy nhất có thể xác định, thái độ của hai người bọn họ cũng đã nói nên thái tử đã có biến hóa. Từ sau lần Bùi Huy gặp chuyện không may, thái tử dường như đã thay đổi, đối với quách gia vô cùng hữu hảo, thậm chí còn đưa ra đám hỏi, chuyện là ai thật sự làm cho người ta cảm thấy sợ hãi. Quách phu nhân thấy vậy, không khỏi thở dài một tơi, bà luôn cảm thấy ngày hôm nay, luôn có điểm tinh thần không yên, mí mắt nặng trĩu giống như có chuyện không tốt sẽ xảy ra. Nhưng hôm nay là thọ yến của Trần Lưu Công. Chúa, tần khách tập hợp, thì có chuyện không tốt gì xảy ra được đây, bà không tự chủ được liền liên tưởng đến đứa con thứ hai quách diễn. Càng là vấn đề này, càng dễ dàng gặp chuyện không may. Cho nên bọn họ trước đó vô cùng cẩn thận. Dấu quách diễn ở trúc quyền được bảo vệ vô cùng nghiêm mật. Lại có cả mật đảo phòng chuyện khẩn cấp tuyệt đối không có người ngoài sông vào quấy giày. nhưng rõ ràng đã an bài thỏa đáng quách phu nhân vẫn luôn cảm thấy rất bất tần bà nhìn bên cạnh lý vị ương bộ dáng nói cười như muốn nói gì trung quy lại đem sầu lo nuốt vào trong lòng hy vọng chỉ là chính mình buồn lo vô cớ thôi lý vị ương đối mặt với thái tử phi cùng lư phi khuôn mặt nàng vẫn tươi cười như thường ngày nhưng trong lòng nàng lại cười lạnh thiên la địa võng của đối phương đã muốn mở ra mà bản thân lại vẫn kiên nhẫn chờ đợi hôm nay cũng nên thu lại xem mọi chuyện đều là do bàn tay dơ bẩn nào thao túng lời ngoài mặt cặn bã muội nhóm thuyết trần băng băng nạp lần tuyết quách diễn trong lúc đó là cảm tình diễn cứ nhiên còn có hai từ chui vấn vì cái gì không xử trí phúc nhi ha 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 bã thật tốt lừa hảo đơn thiêu ẩn từ đầu tới đuôi đều là đào cạm bẫy bùi hậu đào bùi bật đào lý vị ương đã ở đào hiện tại muốn ngoéo tay phủ đệ quách ra sắc màu rực rỡ tiếng người ồn ào, lúc này xe ngựa tấn vương đang hướng quách ra chạy tới hắn vừa từ trong cung đi ra muốn đến quách gia chúc thọ trần lưu công chúa tấn vương không ngồi kiệu mang theo người ngựa chậm rãi mà đi hai bên trái phải gồm mười hộ vệ đi theo tùy tùng những hộ vệ bên người hắn đều là đệ nhất cao thủ tấn vương mỗi lần ra khỏi cửa đều mang theo bên người nhưng khi cách quách phủ còn khoảng ba mươi thước từ ngõ nhỏ bên cạnh đột nhiên có một đạo bóng đen bay ra một kiếm hướng về phía Tấn Vương, đường kiếm tốc độ cực nhanh, như là sao băng rơi xuống, ánh sáng lóe lên, Tấn Vương vốn không hề phòng bị, thiếu chút nữa bị trúng kiếm, nói đến cũng là quá trùng hợp, thời điểm mũi kiếm sắp đâm xuống, Tấn Vương đột nhiên nhớ tới một chuyện, hướng về phía hộ vệ bên cạnh phân phó, sắp tới quách ra rồi. đem lễ vật bổn vương chuẩn bị ra kiểm tra lại một chút, ngay lúc hắn vừa nói xong chứ cuối cùng xoay người lại, thích khách đã phi thân bay đến. Hai bên đối mặt, hắn bỗng cảm thấy một cơn đau đớn. Trường kiếm căn bản sẽ đâm xuyên qua ít hầu hắn. Giờ đây lại xuyên thấu vai trái của hắn. Hộ vệ bên cạnh một tay kéo tấn vương kéo xuống ngựa. Mặt khác trong nháy mắt rút ra đao kiếm. Hướng về phía thích khách. Nhưng thích khách võ công cực cao. Một đao không trúng. Lợi dụng lúc nhóm hộ vệ chưa kịp hình thành vòng vây nháy mắt chạy thoát trong nháy mắt biến mất như ảo anh hộ vệ bên cạnh lớn tiếng nói tất cả vào quách phủ bẩm báo tề quốc công tấn vương xảy ra chuyện trước cửa tề quốc công phủ chuyện này đương nhiên phải bẩm báo cho gia chủ biết tấn vương còn chưa kịp căn dặn không cần chuyện bé xé ra to cả người cũng đã hôn mê bất tình nhóm hộ vệ nhất thời trong lòng lo lắng chạy nhanh nâng tấn vương đưa vào quách phủ Quách phủ đúng là kẻ đến người đi. Tân khách tụ họp, làm sao có thể giấu được nửa điểm tin tức. Rất nhanh, tin tức tấn vương điện hạ xảy ra chuyện đã được lan truyền khắp quách phủ. Tề quốc công nhìn thấy tấn vương bị thương. Vội vàng phân phó người đưa hắn đến phòng khách tĩnh dưỡng. Sau đó lập tức phái người đi mời Thái Y đến chữa trị cho Tấn Vương Điện Hạ. Quay đầu lại mặt như hàn xương. Tên thích khách này cũng quá mức to gan lớn mật trước cửa tề quốc công phủ trước mà dám hạ thủ với tấn vương. Tĩnh vương Nguyên Anh thần sắc vô cùng khiếp sợ, thực sự rất lạ. Chỉ cách cửa quách phủ có 30 thước, tên sát thủ này thật là to gan lớn mật, không biết là do ai phái đến. Hắn nói xong, trong lòng không biết nên nghi ngờ ai. Tấn vương tính tình ôn hòa, cùng thế vô tranh, bình thường cũng không liên quan đến các tranh, cãi trong chiều lúc này chẳng qua là tới chúc thọ Trần Lưu công chúa. Lại có kẻ nào vô duyên vô cớ nhằm vào hắn đây? Lại còn cố ý chọn địa điểm trước cửa tề quốc công phủ. Chuyện này không phải rất kỳ quái sao? Thái tử lòng đầy cam phẫn, cười lạnh một tiếng, nói chuyện này ta nhất định sẽ tra rõ đến cùng. Cho tấn vương một lời công đạo. Nói xong, hắn quay đầu về phía thống lĩnh cấm quân Chu Phượng Minh nói phiền chu đại nhân bẩm tấu chuyện này cho bệ hạ biết cũng mau chóng xuất động cấm quân bảo hộ bên trong các nha môn cùng phủ đệ sau đó hạ lệnh đóng chặt cửa thành phụ trách kiểm tra các phố lớn ngõ nhỏ trước khi bắt được thích khách thì phải tuyên bố lệnh giới nghiêm yêu cầu dân chúng phải ở trong nhà không được ra ngoài nếu làm trái với quân lệnh giết không tha tề quốc công nhìn thấy cục diện này đầu mày hơi nhăn lại mở miệng nói thái tử điện hạ làm như vậy có phải quá quây nhiễu dân chúng hay không thái tử vẻ mặt như băng lạnh nói hoàng đệ vô duyên vô cớ gặp chuyện ta nên vì hắn đưa ra một lời công đạo huống chi thích khách lần này xuất quỷ nhập thần động thủ ngay trước cửa tề quốc công phủ lại còn còn có thể đào thoát đằng sau nhất định có âm mưu nếu không bắt được hắn chẳng phải sẽ có càng nhiều người bị hại hay sao tề quốc công sắc mặt ngưng trọng nhìn thái tử không biết đối phương trong hồ lô bán thuốc gì nguyên anh mỉm cười nói điện hạ người xem phải giải quyết việc này như thế nào đây thái tử cười nhẹ nói nếu thích khách thường lui tới khu này cấm quân phải lấy vùng này làm trọng điểm điều tra chu đại nhân nói xem có đúng không cấm quân thống lĩnh chu phượng minh nghe đến đó theo bản năng liếc nhìn thành đình hầu chu trinh thấy hắn nhắm mắt gật đầu mới vội vàng khom người nói thái tử điện hạ nói đúng hạ quan sẽ bẩm báo lên bệ hạ sau đó lập tức phái người đi điều tra nói xong hắn vội vã dẫn người rời đi tần vương nguyên hoành vô cùng thân cận với tấn vương cảm tình cũng rất tốt nghe đến đó cũng là lo lắng trùng trùng vẻ mặt đầy quan tâm hắn đứng lên nói ta đi xem tam đệ thế nào thái tử thân thiết gật đầu nói ta cùng nhị đệ đi thăm tam đệ nói xong hắn cũng đứng lên thái tử đã đứng lên những người khác đương nhiên cũng ngồi không yên nhào nhào đứng lên đi thăm thương thế của tấn vương điện hạ nguyên vĩnh nhìn thấy cục diện này tề quốc công trần an mọi người nói các vị không nên nóng vội tấn vương điện hạ cần tĩnh dưỡng nếu các vị đều đến thăm chỉ sợ không ổn như vậy đi sau khi thái y trần trị xong ta sẽ bẩm báo cho tấn vương điện hạ biết thiện ý của các vị. Mọi người, không cần nóng vội, trước tiên cứ ngồi xuống đi, mọi người nhìn nhau một thoáng, cảm thấy tề quốc công nói rất có lý. Nhóm người này ầm ầm đi đến phòng khách, không quấy giày thái y xem bệnh nữa. Thái tử nghe vậy cùng tần vương liếc nhìn nhau, lại cười nói, một khi đã như vậy, nhị đệ đến thăm tam đệ trước đi, nếu có vấn đề gì thì báo lại cho ta một tiếng. Tần Vương khom người lên tiếng, lập tức đứng dậy, đi về hướng phòng khách. Lúc này nữ quyến bên trong cũng bàn luận nhau nhau. Thái tử Phi nhẹ giọng nói, đây là có chuyện gì? Ngay giữa ban ngày ban mặt lại xảy ra chuyện, còn là ngay trước cửa tề quốc công phủ. Người nào lại có lá gan lớn đến như vậy? Lư Phi thở dài nói, đúng vậy. Thích khách này thật quá lợi hại. Nghe nói hộ vệ bên người Tấn Vương đều có võ công cao cường thế nhưng bọn họ cũng không kịp phản ứng lại để cho thích khách chạy thoát căn bản có thể thấy được chính là có chuẩn bị mà đến vương tiểu thư gật đầu nói thật may mà tấn vương phúc thiên mệnh đại mới không nguy hiểm tới tính mạng nếu không tấn vương vì quách phủ mà đến chẳng phải là những người không có ý tốt cười ha ha nói ngươi thật sự là lo thay cho người khác tấn vương tới quách phủ tham gia yến tiệc nếu có xảy ra chuyện gì, cũng là quách phủ chịu trách nhiệm, cùng chúng ta không có gì liên quan, những lời bàn luận nhau nhau lọt đến tai Lý Vị Ương. Tinh thần nàng vô cùng bình thản, không chút biến hóa, A à Lệ Công Chúa nhẹ giọng nói, Gia Nhi, người xem đây là có chuyện gì? Lý Vị Ương đến mí mắt cũng chưa buồn năng, ngữ khí lãnh đảm, nói, A à Lệ Công Chúa là muốn hỏi ta, vì sao Tấn Vương Điện Hạ lại bị hành thích sao? a à, lệ công chúa gật đầu nói địa điểm tấn vương gặp chuyện cách tề quốc công phủ không xa không nói là rất gần quả thực như có người cố tình chọn thời gian và địa điểm để ra tay a à, lệ công chúa là người đơn thuần ngay cả nàng cũng nghĩ như vậy thực sự đối phương hành động quá mức lộ liễu vì sai lại muốn ám sát tấn vương ngay trước cửa quách phủ chuyện này không phải rất kỳ quái sao huống chi tấn vương nguyên vĩnh là một người hiền lành hơn nữa ở thế vô tranh mặc kệ thái tử hay tĩnh vương nguyên anh mượn sức đều không đứng ra giúp làm sao có lý do để ám sát hắn đây kẻ đứng sau lưng rốt cuộc là có mục đích gì thật làm cho người ta phí công cân nhắc ý niệm trong đầu lý vị ương xoay chuyển rất nhanh trên mặt lại bất động thanh sắc ánh mắt đen trầm xuống nhìn a lệ công chúa nói mặc kệ đối phương có mục đích gì dù sao điện hạ không bị thương tổn nghiêm trọng là tốt rồi nếu không phải vậy thái tử cũng sẽ không yên ổn mà ngồi như thế theo ta thấy chúng ta vẫn nên im lặng quan sát mọi chuyện quách phu nhân bên cạnh không được lạc quan như lý vị ương trong yến hội hôm nay trần gia dù chỉ một người cũng không đến chuyện này khiến trong lòng mọi người như có một tầng bóng ma ánh mắt thái tử như mỉm cười lại như có đăm chiếu quách phu nhân trong lòng khổ sở nhịn không được thở dài với nàng dâu cả giang thị bên cạnh nói quách trần hai nhà đã kết thúc rồi giang thị không dám lên tiếng trả lời chỉ cúi đầu không nói gì lý vị ương nghe thấy quách phu nhân thở dài thản nhiên nói mẫu thân chuyện này sớm muộn cũng sẽ đến mẫu thân sao phải lo lắng như vậy giang thị thở dài một tiếng nói không nên trách mẫu thân tức giận khổ sở nhị đệ muội trung quy cũng quá hồ đồ không nên nháo đến nước này làm cho liên minh hai nhà bị hủy muội ấy thì có chỗ nào tốt đây giang thị là nữ tử truyền thống tuy rằng cùng phu quân thanh mai trúc mã phu thê tình thâm nhưng quan niệm truyền thống của nàng đã là thâm căn cố đế đối với nàng trượng phu nạp thiếp cũng không có gì không đúng nếu phu quân của nàng không kiên quyết phản đối Nàng sớm đã đưa tỷ nữ của mình đến cho hắn thu phòng. Vậy nên những hành động của Trần Băng Băng khiến nàng vô cùng không hiểu. Nạp Lan Tuyết là vị hôn thê chính thức, Trần Băng Băng chẳng qua chỉ là người đến sau. Người ta không đến làm khó dễ ngươi cũng đã tốt lắm. Ngươi còn muốn đi giết người ra? Điều này nghĩ sao đều thấy không thông. Lý Vị Ương lắc đầu. Chuyện tình cảm không thể nói ai đúng ai sai nếu đặt mình vào vị trí của trần băng băng nói không chừng nàng cũng sẽ ra tay chỉ là sợ phu quân bị người đoạt đi mất nếu không phải trần băng băng quá yêu thương quách diễn nàng cũng không đến mức lạc bước tới tình trạng này kẻ sai chính là người trần gia bất chấp thị phi ân oán không rõ đầu tiên là dùng hôn sự của nữ nhi đem ra áp chế sau này thất bại lại đem mọi tội lỗi đổ lên đầu người khác người một nhà bao che khuyết điểm quá nặng như vậy ngược lại làm hại chính nhi nữ của mình chẳng qua những lời này nàng sẽ không nói ra trước mặt mọi người nàng nhẹ giọng an ủi quách phu nhân nói mẫu thân rất nhiều chuyện đã xảy ra cũng đã xảy ra rồi người có sầu lo cũng không có cách nào thay đổi được kết cục cứ chậm rãi chờ đợi nói không chừng lại có hy vọng nàng nói xong biểu cảm cũng vô cùng ôn hòa Quách phu nhân nhìn nàng, chỉ có thể gật đầu, nói, "Mẫu thân giờ đây cũng không cầu gì cả, chỉ mong ca ca của con có thể bình an sống là tốt rồi." Bà nói xong, Lý Vị Ương đã hiểu rõ, còn chưa kịp nói thêm gì đã nghe thấy tỷ nữ đến bẩm báo, "Phu nhân, tỷ nữ của nhị thiếu phu nhân đang ở hậu viện, nói là thiếu phu nhân cũng đã đưa quà đến Quách gia." Quách phu nhân nghe đến đó, phất phất tay, nói, không cần quan tâm, mặc kệ nàng ta mang cái gì tới, cũng không cần để ý. Lý vị ương nghe thấy, bờ môi thản nhiên mỉm cười, con cá rốt cục cũng mắc câu. Đúng lúc này, bên ngoài có người cao giọng nói, thánh chỉ đến, mọi người nhao nhao đứng lên, tề quốc công cùng trần lưu công chúa dẫn đầu nghênh đón. Những người khác cũng đi theo, nhất tề quỳ dạp xuống đất, thái giám tuyên chỉ cao giọng đọc một lần đơn giản là tán tụng trần lưu công chúa kính cẩn hiền lương hơn nữa ban cho vô số chân bảo đọc xong thánh chỉ tề quốc công lập tức tiếp đón thái giám tuyên chỉ vào sảnh chính uống trà thái tử cùng tĩnh vương cũng cùng đi đến sảnh chính trong cung vừa rồi đã đưa thọ lễ đến bệ hạ nay lại tặng thêm chân bảo có thể thấy được âm sủng đối quách ra không hề thay đổi trong hoa viên không khí trong khoảng thời gian ngắn càng trở nên sinh động ánh mắt mọi người nhìn Tề Quốc Công Phủ cũng vô cùng nhiệt tình. Những khúc mắc vừa rồi bọn họ nói về quách diễn đã hoàn toàn quên. Từng bước từng bước đổi sang giọng điệu nịnh bợ. Dù sao ý hoàng đế cũng đã rõ. Người căn bản không có ý muốn truy cứu chuyện của quách diễn. Càng không muốn liên lụy đến quách phủ. Một khi đã như vậy, tề quốc công phủ vẫn là gia tộc tiếng tăm lừng lẫy đứng hàng thứ nhất. Trong hoa viên. Mọi người đang ăn uống linh đình, đột nhiên nghe thấy cách đó không xa, từ chính sảnh truyền đến một tiếng quát chói tai, tiểu súc sinh. Thật sự là không hiểu chuyện, còn ra thể thống gì, còn không mau cút ra ngoài. Mọi người trong hoa viên giật nảy mình, bởi vì chính sảnh cách hoa viên không xa, cho nên nghe rất rõ âm thanh truyền tới. Lập tức thấy tứ thiếu gia quách đôn bước nhanh ra, vẻ mặt vô cùng phẫn nộ, trên hoa phục có một vệt rượu dài mọi người lập tức hiểu được, Quách Đôn hiển nhiên là vừa rồi cầm chén rượu không vững, muốn đến kính rượu Thái giám tuyên chỉ, ngược lại làm đổ hết rượu lên người. Mọi người không khỏi cười Quách Đôn hồ đồ. Lý Vị Ương như đã nhận thấy cái gì, nàng bước nhanh tới cao giọng nói, "Tư ca, Tư ca đây là có chuyện gì? Sao lại đánh đổ rượu lên người?" Sau đó, lập tức nàng thấp giọng hỏi nhỏ, "Sao lại thế này?" quách đôn cũng cao giọng trả lời nàng ai nha ta làm sao mà biết được tay bỗng run lên rượu đổ hết ra ngoài thôi ta hiện tại phải đi thay một bộ quần áo khác hắn nói như vậy lại hạ giọng thì thầm với lý vị ương phụ thân lúc vào đại sảnh đột nhiên nói thái tử thần sắc có chút không đúng bảo ta nhanh nhanh tìm cách tới hậu viện báo cho nhị ca mau chóng rời đi lý vị ương trong lòng hiểu ra biết chuyện mình luôn chờ đợi rốt cục đã xảy ra lập tức nét mặt trầm xuống quay đầu nói với đám tùy tùng các ngươi đứng cả ở đây làm gì còn không mau đưa tứ thiếu ra đi thay quần áo nàng nói xong hộ vệ bên người vội vàng cùng quách đôn rời đi trong hoa viên cũng ít người dĩ nhiên quách đôn có thể xử lý sạch sẽ lý vị ương thần sắc ung dung trở lại bàn tiệc mỉm cười hướng mọi người nói tư ca nhất thời uống thêm vài chén nên mới thất lễ trước mặt công công tuyên chỉ. Phụ thân nhất thời nóng vội, trách cứ vài câu hắn thôi. Các vị không cần để trong lòng, tận tình ẩm yến đi. Tề quốc công, thái tử cùng với thái giám tuyên chỉ, lúc này đều ngồi tại chính sảnh nói chuyện. Trong sảnh còn thỉnh thoảng truyền đến tiếng nói tiếng cười. Hiển nhiên mấy người bọn họ trò chuyện với nhau rất vui vẻ. Mọi người cũng không nghĩ ngợi nhiều đến việc quách đôn vừa bị đuổi ra nhưng lý vị ương lại hướng ánh mắt về phía triệu nguyệt bên cạnh triệu nguyệt hiểu ý nhanh chóng xoay người rời đi vừa mới ra tới cửa hoa viên liền có một thanh trường kiếm chắn ngang lại triệu nguyệt ngẩn ra lập tức thấy một người tuổi còn trẻ mang mạng che mặt đứng chắn trước mặt nàng khôi giáp trên người hắn phát sáng dưới ánh mặt trời dưới trường kiếm cũng lóe hàn quang triệu nguyệt thầm nghĩ tiểu thư nói quả nhiên không sai Thực sự có người ở trong hậu viện, trong lòng nàng cười lạnh, nói: "Các ngươi là loại người nào? Vì sao La Di cầm kiếm đứng ở cửa hoa viên? Đây là Tề Quốc công phủ, cũng dám ở trong này động đao động thương, không muốn sống nữa sao?" Kẻ kia giọng nói lạnh tanh, không có chút cảm tình nào, thuộc hạ phụng mệnh lệnh thái tử. Gác tại hoa viên, bất luận kẻ nào cũng không thể ra vào. Triệu Nguyệt biến sắc, lập tức rất nhanh nói mệnh lệnh thái tử thái tử điện hạ vì sao lại ra mệnh lệnh như vậy kẻ kia cười lạnh một tiếng không trả lời triệu nguyệt lại hỏi thêm một câu kiếm của đối phương đã đặt trên cổ nàng không cần người hồ ngôn loạn ngữ nếu muốn sống ngươi nên trở về yến hội nếu không chớ trách ta đao kiếm vô tình triệu nguyệt phảng phất như kinh ngạc quá độ lùi lại ba bước xoay người liếc mắt đánh giá tên này Nhìn về phía sau hắn còn thấy một loạt binh lính, ánh mắt như hạt châu vừa chuyển, dưới chân dừng lại một chút, rất nhanh đã xoay người trở lại đến bên cạnh Lý Vị Ương. Lý Vị Ương thấy nàng vừa đi đã trở lại, không khỏi thấp giọng nói, sao lại thế này? Triệu Nguyệt ghé sát tai nàng, nói nhỏ tiểu thư đoán không sai, thái tử điện hạ quả nhiên đã ra lệnh cho quân sĩ bảo vệ trong hoa viên. Nô tỳ không thể ra ngoài được căn cứ vào võ công của triệu nguyệt nếu muốn ra khỏi hoa viên dĩ nhiên sẽ không khó nhưng nếu nàng làm như vậy chẳng khác nào gây xung đột cùng người của thái tử lý vị ương hiểu rất rõ thái tử sau lưng phái người canh giữ ở cửa hoa viên tất nhiên là muốn hành động tề quốc công hiển nhiên cũng có cảnh giác nên mới phân phó quách đôn đi ra cảnh báo cho lý vị ương chẳng qua tề quốc công phát giác hơi chút chậm lý vị ương cười nhẹ Thần sắc ung dung, phân phó Triệu Nguyệt, nói: "Nếu không cho ngươi đi ra ngoài, vậy gây náo loạn cho ta, để tất cả mọi người nhìn thấy thái tử sở tác sở vi." Sau đó, tất cả cứ dựa theo kế hoạch mà làm việc. Triệu Nguyệt nghe đến đó, lập tức hiểu được, nàng mỉm cười nói: "Vâng, nô tỳ sẽ đi ngay." Nói xong, nàng lại một lần nữa xoay người rời đi. Quân sĩ kia lần này vẫn chắn trước cửa đột nhiên nghe thấy triệu nguyệt kêu to lên ai nha người làm cái gì vậy vì sao các người lại ra tay với ta mọi người nghe tiếng kêu nhất tề nhìn về hướng cửa hoa viên quân sĩ kia trên mặt nhất thời trắng bạch tức giận nói người nói bậy bạ gì đó triệu nguyệt bộ dáng hoa dung thất sắc chạy nhanh vào bên trong hoa viên quân sĩ kia vội vàng rút kiếm ngăn nàng lại nhưng thân thủ triệu nguyệt làm sao hắn có thể ngăn cản được trong giây lát, nàng vung tay áo, ngã xuống nền hoa viên. Sau đó gục dưới chân Lý Vị Ương. Nói, tiểu thư, người xem, Lý Vị Ương nhìn nàng. Giọng lạnh lùng nói, tiện tì này. Sao có thể thất lễ trước mặt mọi người như vậy? Không nhìn thấy nhiều khách quý như vậy đang ẩm yến sao? Nói tới đây, Thái Tử, Tề Quốc Công, Tĩnh Vương cùng Thái Giám tuyên chỉ đã đi ra. Tất cả mọi người đều sửng sốt. Thái tử sắc mặt lập tức có điểm không đúng. Triệu Nguyệt dùng tay áo che mặt, giống như bị ủy khuất, nói: "Tiểu thư, nô tỳ phụng lệnh người, mang thọ lễ đã chuẩn bị tới để mọi người thưởng thức." Ai ngờ bị quân sĩ này ngăn cản, hắn động thủ trước không nói, còn nói là thái tử điện hạ ra lệnh cho hắn trấn thủ trước cửa hoa viên, không cho phép kẻ nào ra vào. Chưa kịp phân trần, tiểu thư xem hắn đã ra tay với nô tỳ rồi, nói xong triệu nguyệt vừa lật cổ tay. Lộ ra vết thương trên mờ u bàn tay, dựa theo võ công của quân sĩ kia, đương nhiên không làm thương tổn nàng. Đây là nàng cố ý lưu lại chứng cớ. Lý vị ương nghe vậy thì nhẹ nhíu mày, lập tức nhìn về phía thái tử, nói, điện hạ, ngài sao có thể để quân sĩ hành hung người ở đây. Thái tử lạnh lùng nhìn thoáng qua quân sĩ kia, người nọ lập tức quỳ dạp xuống đất, thỉnh thái tử điện hạ thứ tội, thuộc hạ làm việc không tốt, thái tử phất phất tay, nói, thôi, lui xuống đi, tề quốc công thấy như vậy, trong lòng đã chứng, mình được dự cảm xấu vừa rồi, không khỏi nhíu mày nói, thái tử điện hạ, ngài hôm nay tới ẩm yến, vì sao lại dẫn nhiều binh lính đến như vậy, vì sao lại ngắn trước cửa hoa viên không cho người ra vào. Đây là đạo lý gì? Thái tử mỉm cười, vừa rồi chỉ là phép thử, nếu trong lòng các ngươi không có quỷ, làm sao phải sợ hãi bất an như thế. Trong lòng hắn càng khẳng định Quách Diễn đang được che giấu ở Quách gia. Quyết định chú ý muốn điều tra. Trên mặt ung dung nói, Tề Quốc Công không cần kinh hoàng. Thật sự là vừa rồi ta được người khác tấu, nói thích khách xâm nhập Tề Quốc công phủ, hắn vừa nói như vậy. Tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người nhất là các tiểu thư nũng nịu vẻ mặt thất xác lập tức có người truy vấn nói thái tử điện hạ thích khách thật sự đang ở đây sao thái tử gật gật đầu vẻ mặt lo lắng đương nhiên có người nhìn thấy thích khách trèo tường lẻn vào tề quốc công phủ cho nên ta mới phái nhiều hộ vệ canh giữ ở cửa hoa viên như vậy không cho người lạ ra vào lý vị ương cười nhẹ nói ây ra nói như vậy thái tử điện hạ sai người canh giữ ở cửa là để bảo hộ chư vị ở đây rồi thái tử trên mặt cười cười bất động thanh sắc nói đương nhiên như thế dù sao đây cũng là thọ yến của trần lưu công chúa ta muốn bắt thích khách lại không được quấy nhiễu chư vị cho nên mới cần nhiều người canh giữ ở cửa hoa viên thứ nhất là phòng bị thích khách thứ hai cũng muốn tìm kiếm cơ hội bắt được hắn lý vị ương ánh mắt như băng như tuyết nói, nếu thái tử đã nói vậy, chẳng biết có để tư ca ta trở vào hoa viên hay không? Vừa rồi Lý Vị Ương đã nhận được tin tức, Quách Đôn muốn rời khỏi hoa viên từ cửa sau, lại bị người của thái tử giữ lại. Quả nhiên có thể nói là chuẩn bị chu đáo, không cho phép bọn họ truyền tin tức ra ngoài. Mọi người vừa nghe, trên mặt đều ra vẻ giật mình, vừa rồi tứ công tử vội vã ra ngoài, không phải đến xương phòng bên cạnh thay quần áo sao thấy ánh mắt mọi người đều nhìn lại thái tử cười nói tứ công tử vừa rồi uống hơi nhiều ta mới sai người đi theo giúp đỡ hắn cũng không làm gì hắn cả nếu quách tiểu thư không tin đại khái có thể đến xương phòng nhìn xem có đúng là tứ công tử đang nằm ngủ nơi đó hay không lý vị ương không tin lý do này quách đôn căn bản không uống rượu hắn chỉ mượn cơ hội chạy về hậu viện báo tin nhưng những lời này nhiên không thể nói ra trước mặt mọi người được. Lý Vị Ương không nói gì. Chỉ nghe thấy Quách Trừng mỉm cười nói, thái tử thật có ý tốt. Quách gia xin ghi nhận. Chẳng qua nếu thực sự có thích khách. Đương nhiên nên để hộ vệ phủ chúng ta truy tìm. Thái tử là khách. Không, cần ngài phải hao tâm tổn sức. Thái tử thở dài nói, người bị thương là hoàng đệ của ta. Ta sao có thể khoanh tay đứng nhìn tam công tử không cần khách khí lý vị ương nhìn thấy tình hình này biết thái tử là đã hạ quyết tâm muốn điều tra chẳng qua nàng đang muốn đối phương bước vào cuộc lúc này nhìn thoáng qua tề quốc công sau đó trầm giọng nói điện hạ muốn như thế nào đây thái tử làm ra vẻ mặt khó xử nói nếu thích khách xuất hiện tại quách phủ đương nhiên phải điều tra toàn bộ quách phủ một lần chẳng qua đang là thọ yên của trần lưu công chúa ta thật sự không đành lòng phá hỏng, hắn nói xong. Bên cạnh lập tức có người nói, thái tử điện hạ. Chóc nã thích khách cũng là vì an toàn của mọi người. Nếu để hắn ở lại quách gia mới đúng là làm thương tổn đến Trần Lưu công chúa. Không bằng ngay tại quách gia điều tra một phen. Vĩnh trừ hậu hoạn, hắn nói như vậy, lập tức có không ít người đứng lên hưởng ứng. Cũng rất dễ dàng lý giải, dù sao cũng là nhà của người khác điều tra cũng không có gì to tát nếu thích khách thật sự đang ở quách phủ bọn họ mới có nguy hiểm tề quốc công trong lòng căng thẳng hắn biết thái tử đến là vì cái gì cũng đoán được tấn vương điện hạ gặp chuyện cùng thích khách trốn trong quách phủ có liên hệ nói như vậy thái tử điện hạ là muốn dẫn người điều tra tề quốc công phủ ta nói không thể có được không thái tử thường thị nguyễn tiêu sơn cười nhẹ nói tề quốc công trung quy không có lý do chứa chấp thích khách chứ chẳng lẽ ngài cùng hắn có cấu kết sao a à, khó trách đầu tiên thích khách ra tay ám sát ngay trước cửa tề quốc công phủ sau đó lại trốn vào trong phủ thật sự là thật không ngờ hắn nói còn chưa xong đã bị quách chừng đưa tay cắt đứt nói mời ngài thận trọng từ lời nói đến việc làm tề quốc công phủ quả quyết không cấu kết cùng thích khách thái tử lớn tiếng nói như thế rất tốt không bằng xin mời tam công tử chứng minh cho mọi người quách gia cùng việc này không có quan hệ đi ánh mắt mọi người đều dừng trên mặt người quách gia trong đó có hoài nghi khủng hoảng cùng với ác ý không thể phỏng đoán ánh mắt như vậy không khỏi làm cho người ta như đứng trên đống lửa như ngồi trên đống than trần lưu công chúa chậm rãi đứng lên bà đã hiểu rõ tất cả lúc này không khỏi nhẹ giọng thở dài nếu quách gia kiên trì không cho người điều tra chính là chiếu cáo cho mọi người biết việc ám sát tấn vương cùng bọn họ có quan hệ nhưng nếu để hắn điều tra tương đương với việc không duyên cớ nộp mạng quách diễn cho đối phương quách diễn nay vẫn là khâm phạm quách gia chứa chấp hắn so với việc chứa chấp thích khách còn nghiêm trọng hơn nhiều lắm thái tử lần này quả nhiên đã bàn tính rất kỹ Trần Lưu công chúa đang muốn mở miệng nói. Chợt nghe thấy Lý Vị Ương ngữ điệu thong thả. Nói, nếu Thái tử Điện Hạ lo lắng đến an toàn của mọi người như vậy. Vậy không ngại kiểm tra cẩn thận một chút. Cũng để mọi người an tâm. Thái tử nghe xong những lời này. Ánh mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Hắn thật không ngờ Lý Vị Ương hoàn toàn không thèm để ý. Lập tức hắn nhìn chầm chầm đối phương. Cơ hồ nghĩ đến Lý Vị Ương đã thiết kế bẫy nhưng nghĩ lại quách diễn nay đã ở trong quách phủ lý vị ương sở tác sở vi chỉ sợ là muốn khiến mình sinh nghi không dám tùy tiện điều tra hắn nghĩ rõ ràng giọng lạnh lùng nói nếu quách tiểu thư đã đồng ý vậy bắt đầu điều tra đi trên thực tế trước lúc thái tử cùng người quách gia nói chuyện binh lính của hắn đã vọt vào phía sau viện hộ vệ quách phủ phụ trách trông coi cửa chính nghiêm ngặt tuyệt đối không rời khỏi vị trí. tên binh sĩ cầm đầu ra lệnh một tiếng, tốp binh lính liền rút trường kiếm cùng nhóm hộ vệ khoa tay múa chân. hai bên lập tức chiến đấu ngay tại chỗ. các tỷ nữ sợ tới mức kêu la thất thanh, có người còn té xỉu xuống đất. thái tử dù sao sớm đã có chuẩn bị, những binh lính kia sau khi vượt qua vòng bảo vệ thứ nhất, liền không kiêng nể gì tiến thẳng vào hậu viện quách ra điều tra. Những người này không quan tâm, nhìn thấy người đều giữ lại điều tra, hoàn toàn không rõ mục đích đang tìm kiếm cái gì trong viện. Thậm chí ngay cả chỗ ở của kẻ dưới cũng không buông tha. Một tỷ nữ áo lam chờ đã lâu ở hậu viện, thấy thế bước nhanh tới chỗ quân sĩ cầm đầu, thấp giọng nói quân gia, ta biết thích khách các người muốn tìm ở nơi nào. Bình sĩ nhìn nữ tử trước mặt, ánh mắt ngưng tụ lại, tỷ nữ này đúng là phúc nhi tỷ nữ bên người quách gia nhị thiếu phu nhân Trần Băng Băng. Nàng hẳn là đã theo Trần Băng Băng cùng về nhà mẹ đẻ. Hôm nay nàng lấy cơ đưa thọ lễ Trần ra, vào quách phù từ cửa sau. Các tỷ nữ cùng nhóm ma ma nhìn thấy Phúc Nhi dẫn đường cho tốp binh lính. Sắc mặt đều thay đổi. Không thể tưởng được Phúc Nhi lại làm ra chuyện phản bội gia chủ như thế này. Phúc Nhi cũng không để ý đến những người khác đang trợn mắt nhìn nàng một đường dẫn tốt binh lính đi đến hậu viện. Phía sau là một tiểu viện, hai bên là rừng trúc rậm rạp, trước sau chỉ có ba gian phòng dùng để ở. Thoạt nhìn vô cùng đơn giản, một binh lính lớn giọng quát nhà đầu kia, sao lại dẫn chúng ta đến đây? Nơi này chúng ta đã tra xét rồi. Phúc Nhi cười lạnh một tiếng, đi đến phía sau núi giả, vách tường đột nhiên chuyển động, lập tức một khối núi lớn từ từ mở ra phúc nhi nhìn hai gã binh lính hai gã đứng hai bên cố gắng dùng sức đẩy khe hở được nới rộng thêm một ít thấy bên trong núi giả lộ ra một phiến đá lớn phúc nhi sờ soạng trên mặt đất một lát lần trước nàng chỉ đứng từ xa nhìn thấy cũng không dám khẳng định hôm nay tìm cửa mở có hơi chút khó khăn ước chừng qua một khắc mới tìm được mấu chốt nhẹ nhàng nâng lên phiến đá nặng đột nhiên tách ra thành hai mảnh lộ ra địa đạo rất dài. Tường bên trong địa đạo bóng loáng, xây dựng vô số bậc thang, ước chừng phải đến trăm bậc, uốn lượn gấp khúc, không biết thông đến nơi nào. Phúc Nhi đắc ý cười, nói chỉ cần xuyên qua địa đạo này là sẽ tới chỗ thích khách. Tất cả tỷ nữ cùng các ma ma đang đứng trong sân đều nhìn thấy. Sắc mặt vô cùng kinh hoàng bất an, các nàng thật không ngờ, Phúc Nhi lại bán đứng quách ra càng không nghĩ nơi này lại có một địa đạo chuyện này đúng là họa lớn phúc nhi chỉ vào địa đạo lớn tiếng nói các ngươi còn không đi vào đứng chờ cái gì tên binh sĩ trên mặt lộ ra một tia cười lạnh liền vung tay lên nở mười tên binh lính nối đuôi nhau mà vào một đường đi thẳng vào bên trong địa đạo đúng lúc này mọi người trích nhìn thấy chủ nhân quách ra cùng các tân khách đều đã chạy tới nơi này thái tử thấy thế mỉm cười nói không thể tưởng được quách phủ lại có một nơi bí mật như thế lý vị ương nhìn thấy địa đạo đã bị người ngoài phát hiện trên mặt cũng không lộ ra thần sắc kinh hoàng mà thái tử chờ mong chỉ mỉm cười điềm đạm nói thái tử lời nói như vậy không đúng rồi nhà ai là không có địa đạo đây thái tử cười lạnh nói đúng vậy nhà ai cũng có địa đạo nhưng không phải nhà ai cũng giấu thích khách hắn vừa dứt lời bên trong địa đạo đột nhiên truyền đến một tiếng thét chói tai thái tử biến sắc vội vàng nói xảy ra chuyện gì tất cả mọi người đều nhìn về hướng địa đạo chốc lát sau đã thấy một sĩ binh mặt xám mày cho đi lên vẻ mặt cầu xin nói thái tử điện hạ địa đạo này có nhiều cơ quan vừa rồi người của ta đi vào đụng phải cơ quan chân đều bị chặt đứt thái tử không muốn nghe những lời này lạnh lùng nói, có bắt được thích khách hay không? Sắc mặt binh lính kia càng thêm khó coi. Hắn quỳ dạp xuống đất, giọng run rẩy nói, thái tử điện hạ. Bên trong không có gì cả. Sắc mặt thái tử đột nhiên thay đổi. Mà Phúc Nhi sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch. Thất thanh nói, không. Điều đó không có khả năng. Làm sao có thể không có gì được. Lý Vị Ương nhẹ nhàng mỉm cười. Nói, đúng vậy. Làm sao có thể cái gì cũng không có đây nơi này dùng để cất giữ những khối băng từ mùa đông chuyên dùng làm mát trong ngày hè chẳng lẽ các ngươi không nhìn thấy sao giọng nàng không lớn nhưng mọi người xung quanh nghe thấy trong lòng có chút dùng mình những người không biết chuyện nghe vậy không khỏi bật cười bên trong địa đạo cất giữ khối băng phàm là nhà giàu nhà nào cũng có một địa đạo như vậy chuyện này không có gì kỳ quái lý vị ương lại nói ai ra ngoài băng ra còn có bốn mươi vại dưa củ cải trắng thái tử điện hạ muốn nếm thử sao thái tử trong lòng lửa giận hừng hực thiêu đốt bị mấy câu nói không âm không dương của lý vị ương làm cho hắn càng tức giận ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào tên binh lính nói thật sự cái gì cũng không có sao tên binh lính liên tục dập đầu nói vâng điện hạ đã xem xét rất kỹ thật sự cái gì cũng không có Lý Vị Ương ánh mắt lãnh đạm liếc nhìn Phúc Nhi, nói, như thế nào? Thái tử Điện Hạ muốn truy lùng thích khách sao? Đáng tiếc đây là địa đạo của quách gia. Không biết nha đầu kia vì sao lại dẫn người đến nơi này. Nàng ta là nha đầu bên người nhị tẩu. Trước đó vài ngày bỗng nhiên gây họa. Vừa mới được thả ra. Nhất thời điên rồi nói năng bậy bạ. Đáng tiếc các người không phân tốt xấu tin lời nàng. Ai, thật sự là đáng tiếc uổng phí công sức nghe nàng nói như vậy sắc mặt thái tử càng thêm khó coi hắn quay đầu lại nhìn thẳng vào tên quân sĩ cầm đầu hét lớn tiện nhân này rõ ràng cố ý lừa bịp chúng ta thật sự đáng chết nói xong không chút do dự vung kiếm giơ tay chém xuống phúc nhi hét lên một tiếng né tránh triệu nguyệt động tác rất nhanh đúng lúc quan trọng nhất đánh chật mũi kiếm của hắn nguyên nhân như thế Phúc Nhi chỉ bị một kiếm chém trúng bả vai, ngã trên mặt đất thở dốc một hồi, mở to hai mắt, kêu rên không thôi, quân sĩ còn muốn xông đến bổ một đao lấy mạng, lại bị Triệu Nguyệt ngăn cản. Lý Vị Ương mỉm cười nhìn Phúc Nhi thống khổ không chịu nổi. Nói, thái tử điện hạ đây là như thế nào? Giết người diệt khẩu sao? Thái tử trong lòng càng thêm tức giận, hận không thể một kiếm giết chết Lý Vị Ương. Đáng tiếc dưới tình huống này hắn phải ẩn nhẫn điều chỉnh lại cảm xúc lạnh giọng nói những người khác đâu quân sĩ cầm đầu nói hồi bẩm thái tử thuộc hạ phân chia thành bốn hướng thăm dò chỉ lát nữa sẽ có tin tức truyền đến thái tử hừ lạnh một tiếng kế hoạch của bọn họ đã bị lộ nhất định là quách diễn sớm nghe được tin tức nên đã trốn đi nhưng bốn phía quách phủ hắn đều phái người vây chật như nêm cối ngay cả một con ruồi cũng không thể bay ra. Hắn không tin sẽ không tìm được. Rất nhanh, quân sĩ phụ trách khám xét tiền viện vội vàng đi đến. Quỳ dạp xuống đất nói, thái tử điện hạ. Thuộc hạ đã cẩn thận điều tra. Không thấy bóng dáng thích khách. Một mũi, hai mũi, ba mũi điều tra đều trở về bẩm báo như vậy. Hướng điều tra cuối cùng. Tốt binh lính thứ tư đã trở lại. Trên mặt vô cùng khó coi. Hiển nhiên là không tra được cái gì. Thái tử hoàn thật không ngờ sẽ xảy ra tình trạng như vậy. Hắn cắn răng nói, các ngươi thật đã điều tra kỹ rồi sao? Chắc chắn không có thích khách, cũng không có ai khác sao? Hắn nói những lời này, đồng thời cũng nhấn mạnh trọng âm. Lý Vị Ương lạnh lùng cười, vẻ mặt không chút biểu cảm. Bọn lính đều cúi đầu, không chỉ nói là cẩn thận ngay cả mặt đất quách gia bọn họ đều đã xới tung lên dưới địa đạo không tìm được cái gì đáng tiếc không cần nói đến bóng dáng quách diễn ngay cả một cây cỏ gà cũng không tìm thấy tề quốc công trong lòng khẽ buông lỏng lạnh lùng nói thái tử điện hạ điện hạ mang theo những người này xông vào nội viện quách gia lại thiết lập tội danh nói quách gia ta che giấu thích khách điện hạ a điện hạ ngài đây là có ý hãm hại trung lương Hiện tại không điều tra ra được cái gì, nhưng thật sự ta muốn hỏi, ngài mang theo nhiều người như vậy tới là có ý gì? Thái tử biến sắc, lập tức cười nói, quốc công gia chớ tức giận, ta làm thế cũng là muốn giúp hoàng đế bắt được hung thủ. Có người mật báo nói chính mắt nhìn thấy thích khách trèo tường vào quách phủ. Ta sợ quấy nhiễu chư vị nên mới phái người điều tra. Tề quốc công cười lạnh, nói, thái tử điện hạ đang nói đùa sao? nếu thích khách thật sự đã vào phủ làm sao có thể tìm không thấy nếu điện hạ đã định tội danh không ngại cùng ta vào cung trước mặt bệ hạ chứng minh trong sạch của ta thái tử trong lòng tức giận đến cực điểm trên mặt lại cực kỳ ảo não liên thanh nói không dám không dám tề quốc công chớ nên trách tội là ta nhất thời nóng vội trên thực tế vì muốn tìm quách diễn thái tử đã mệnh lệnh cho đám binh linh cố gắng ra sức tìm kiếm cho dù là núi giả hay khe hở nhỏ đều phải kiểm tra thật kỹ thư phòng tề quốc công phủ dựa theo phân phó của thái tử trước đó toàn bộ điều tra một lần quả thật cái gì cũng không tìm được tề quốc công sắc mặt càng thêm băng lãnh nói đúng rồi phòng ngủ của phu nhân ta khuê phòng nữ nhi còn có sân viện của mẫu thân ta nữa còn không điều tra cẩn thận đi cần thiết ta sẽ mang theo mọi người cùng vào. Mở địa đạo trong phòng ngủ cho các ngươi xuống điều tra. Có được không? Hắn nói xong, thái tử biết sự tình không ổn. Cùng kính nói, tề quốc công không cần tức giận. Ta cũng là vì tình thế cấp bách. Không còn cách nào khác. Tề quốc công nở nụ cười chào phúng. Nói, quách phủ chúng ta từ trước tới giờ vẫn trung thành với bệ hạ. Trong nhà địa đạo rất nhiều. Nhưng đều để, đề, chứa đồ đạc. Thử hỏi có nhà nào là không có. Thái tử điện hạ nếu đã gán cho ta tội danh che giấu thích khách. Không ngại cứ kiểm tra thật kỹ các gian phòng ở của quách gia. Miễn cho sau này có lần thứ hai. Hà ha hà ha, thái tử cười gượng hai tiếng. Nói quốc công gia thật biết nói đùa. Tề quốc công trầm mặt. Ngắt lời hắn ai đang nói giỡn. Hôm nay trước mặt mọi người. Điện hạ ra lệnh điều tra. Nhưng không tìm được gì cả. Đường đường là quốc công phủ, lại để cho người ta sỉ nhục như vậy sao? Điện hạ, việc cũng đã làm rồi. Chẳng lẽ ngài thực sự muốn lục tung cả quách ra? Phóng hỏa mới vừa lòng sao? Đây là đang nói thái tử tại giữa ban ngày ban mặt có ý đồ giết người phóng hỏa. Tội danh này thái tử có nhận cũng nhận không nổi. Hắn vội vã tê cười, thần sắc miễn cưỡng, nói, là ta làm việc không chu toàn, ngày khác chắc chắn sẽ đến cửa giải thích mong quốc công gia cùng quách tiểu thư thứ lỗi, nói xong. Hắn phân phó quân sĩ, nói, còn không lui. Quân sĩ do dự, như không nghe thấy lời thái tử lời nói. Hắn tiến đến bên cạnh thái tử, thấp giọng nói, đã đến bước này. Nếu lúc soát không thấy người chỉ sợ truyền ra ngoài sẽ không hay. Địa đạo quách ra đều thông với nhau. Không ngại cứ từ địa đạo này đi sâu xuống. Nói không chừng vẫn có cửa ra khác hoặc là đối phương có trốn cũng không trốn lâu được. Trong phạm vi 10 dặm tính từ chỗ này nên kiểm tra kỹ một lần. Nhất định có thể tìm được thích khách, khiến hắn không có chỗ để trốn. Quách chừng nhìn vị quân sĩ này, giọng lạnh lùng, nói, đường tướng quân, nếu ta không nhớ lầm, ngài là phó thống lĩnh cấm vệ, chức trách là bảo vệ kinh thành, lại không nghĩ rằng ngài đã trở thành hộ vệ bên cạnh thái tử điện hạ. Chỉ cần thái tử nói một tiếng ngài liền vứt bỏ sứ mệnh hoàng gia dẫn người đến quách phủ làm sằng làm bậy đường nghiêu nghe xong những lời này sắc mặt nhất thời biến đổi nói tam công tử không cần hồ ngôn loạn ngữ ta chỉ là phụng mệnh đến điều tra mà thôi quách chừng cười như không cười nói quản giáo không nghiêm già chủ gánh tội ta khuyên các vị đại nhân ở đây cũng nên quản giáo kẻ dưới sát sao một chút nếu như không cẩn thận đường tướng quân sẽ bắt con cháu các người nói là phạm nhân sau đó dùng tội danh mưu nghịch để áp lên đầu các người đường nghiêu cả kinh hắn không ngờ miệng lưỡi người quách ra lợi hại như thế khiến hắn không còn cách nào khác lập tức lui về phía sau từng bước đứng phía sau thành đình hầu chu trinh tề quốc công lại không buông tha hắn dễ dàng như vậy ngữ khí đạm mạc nói thành đình hầu Ta muốn hỏi ngài quản lý 10 vạn cấm vệ như thế nào? Sao lại tùy tiện cho? Phó thống lĩnh đến quách ra điều tra. Hoặc là, đường tướng quân là cấp dưới của ngài. Sao lại cố tình đi theo thái tử? Hắn nói như vậy. Ngay cả thành đình hầu chu trinh mồ hôi lạnh cũng không ngừng chảy xuống dưới. Hắn nắm trong tay 10 vạn cấm vệ. Phụ trách bảo vệ xung quanh kinh thành. Bảo hộ hoàng thất, đường nghiêu một trong số bốn phó thống lĩnh cấm quân dĩ nhiên phải nghe mệnh lệnh của Chu Trinh. Chẳng qua lần này, đường nghiêu phụng mệnh thái tử điều tra quách phủ, kỳ thật thành đình hầu cũng ngầm đồng ý, bởi vì hắn sớm cảm thấy quách gia thanh thế quá lớn. Nay không còn trần gia giúp đỡ, là thời điểm đến để gia uy, những lời này trung quy không thể nói ra, nếu để bệ hạ biết, nhất định lòng sẽ nghi ngờ hắn cùng thái tử cấu kết. Không, thậm chí cũng sẽ hoài nghi tần vương điện hạ. Bởi vậy, vốn chính là muốn ở trên núi xem hổ đấu. Lại cùng nhau bị kéo xuống nước. Thành đình hầu lập tức chừng mắt nhìn đường nghiêu. Hung hăng cho hắn một bạt tai. Nói, còn không quỳ xuống thỉnh tội với quốc công gia. Đường nghiêu lập tức quỳ dạp xuống đất. cúi đầu, trong lòng lần đầu tiên dâng lên sợ hãi. Thái tử trên mặt cực độ chán nản. Hôm nay tay không mà về như vậy, phụ hoàng biết được nhất định sẽ giận dữ hơn nữa còn ở trong thành điều tra chỉ sợ hắn hồi cung sẽ phải nếm mùi đau khổ trong đầu xẹt qua gương mặt âm trầm của hoàng đế thái tử trong lòng run rẩy miễn cưỡng nói nếu thích khách không ở quách phủ ta đây xin cáo từ tề quốc công cũng không cần tức giận hôm nay là chúng ta thất lễ ngày khác nhất định sẽ bồi tội với ngài tề quốc công hừ lạnh một tiếng cũng không thèm nhìn thái tử lấy một cái thái tử trên mặt khó coi chật vật dẫn người rời đi. Mọi người thấy cảnh tượng như vậy, trên mặt có chút ngượng ngùng, nhất là vừa rồi những người này còn khuyến khích Thái tử điều tra Tề Quốc công phủ. Vẻ mặt càng xám xịt cùng nhau rời đi. Tề Quốc công quay đầu nhìn Lý Vị Ương, đã thấy nàng mỉm cười với mình, thần sắc vô cùng bình tĩnh. Tề Quốc công vững tâm, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đợi quan khách rời khỏi quách phủ, tề quốc công vội hỏi nhị ca con đang ở nơi nào lý vị ương ánh mắt trong suốt nói lúc vừa rồi già nhi đã chuyển nhị ca đến nơi khác phụ thân cứ yên tâm tề quốc công nghe nói như thế vừa vui vẻ lại vừa thấy kỳ quái nói từ lúc nào thì con phát hiện thái tử muốn điều tra quốc công phủ lý vị ương mỉm cười bình tĩnh nói già nhi đã sớm biết sẽ có ngày này lúc tấn vương điện hạ gặp chuyện thái tử sẽ phân phó cấm quân phong tỏa già nhi biết thái tử nhất định muốn điều tra toàn bộ tề quốc công phủ kỳ thật hẳn là sớm hơn dự đoán tề quốc công gật đầu nói vậy nhị ca con hiện tại ở đâu lý vị ương quay đầu phân phó triệu nguyệt hai câu triệu nguyệt mỉm cười gật đầu lập tức tiến vào bên trong địa đạo qua nửa canh giờ cùng quách diễn một trước một sau đi ra tề quốc công nét mặt biến đổi nói vừa rồi toán binh lính không phải đã tra xét địa đạo rất kỹ sao lý vị ương nhẹ giọng trả lời chuyện này ít nhiều cũng nhờ húc vương điện hạ đường hầm hắn đào dưới quách phủ không biết bao nhiêu tầng giống như mê cung vậy đừng nói nếu những người hôm nay phá hủy tất cả cho dù là đào sâu thêm ba thước cũng nhất định không thể tìm được nhị ca cái đường nghiêu gọi là tiếp tục đào bới nếu không có ai chỉ dẫn tuyệt đối không thể tìm thấy quách diễn quách phu nhân tiến lên chăm chú nhìn quách diễn nước mắt trào ra nói không có việc gì là tốt rồi không có việc gì là tốt rồi vừa được người thả ra quách đôn bước nhanh đến hắn nói với phúc nhi đang ngồi dưới đất ngươi vì sao lại giúp người ngoài đến hại nhị ca ta phúc nhi cả người lạnh run một câu cũng không nói nên lời quách chừng vội vàng nói quách đôn Trước tiên cứ buông nàng ta ra đã, Quách Đôn tức giận một tay đẩy Phúc Nhi ngã trên mặt đất. Phúc Nhi xương cốt bị gãy vài chỗ rồi, chỉ có thể cố gắng chịu đựng không khóc lên thành tiếng đến. Quách Phu Nhân lắc đầu nói, thật không ngờ, băng băng lại làm ra chuyện như vậy, Diễn Nhi dù sao cũng đã từng là trượng phu của nàng ta. Vậy mà không hề lưu tình, còn sai khiến nhà đầu này đến hại Diễn Nhi, Lý Vị Ương thở dài mở miệng nói, mẫu thân cho rằng nhị tẩu làm sao. Quách phu nhân sửng sốt, quay đầu nhìn về phía Lý Vị Ương nói, ra nhi. Con nói lời này là có ý gì? Lý Vị Ương ánh mắt dừng trên người quách diễn. Nàng nhẹ giọng nói, nhị ca. Ca cảm thấy nhị tẩu là người đầu sỏ gây chuyện sao? Quách diễn sắc mặt yên lặng, một chữ cũng không nói. Chỉ cúi đầu, như có đăm chiêu nhìn Phúc Nhi. Quách phu nhân nghe nói như thế, càng thấy kỳ quái, bà tiến lên từng bước, yên lặng nhìn Lý Vị Ương, nói, chẳng lẽ chuyện này còn có sự tình gì khác? Gia Nhi, ở đây đều là người trong nhà, con vì sao không nói hết mọi chuyện cho rõ ràng đi? Mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn Lý Vị Ương, đột nhiên có người cất cao giọng, nói, nàng không muốn nói, thì để cho ta nói đi, quay đầu lại nhìn thấy bóng dáng một người đứng trên núi giả, con ngươi màu hổ phách dạng dỡ như tia chớp, khuôn mặt tuấn Mỹ dị thường nhất thời khiến thần sắc mọi người trở nên kinh ngạc. Chính là húc vương nguyên liệt lời ngoài mặt, mọi người hỏi ta, đào hầm mai từ ai? Tiếp được nhìn, sẽ biết, này tuyến hơi chút trường điểm, giải quyết từng người một điệu PS cấp nêu lên. Thái tử đến quách phủ trần đang muốn tìm không chỉ có là quách diễn a à, mũ o mũ tương đương ánh mắt lý vị ương lướt qua khuôn mặt nguyên liệt ngữ khí vô cùng bình tĩnh nói chuyện này gia nhi thấy cần phải mời nhị tẩu đến gặp mặt nói chuyện cho rõ ràng tề quốc công nhìn lý vị ương cảm thấy đôi con ngươi trong veo của nàng nàng tựa hồ toát ra thần sắc phức tạp hắn nhướng mày chuyện này đã rất rõ ràng rồi vì sao gia nhi lại nói như vậy hắn do dự một lát xuất phát từ sự tín nhiệm đối với vị ương bấy lâu nay gật đầu nói nếu gia nhi đã nói như vậy chúng ta sẽ mời người trần ra đến giải quyết chuyện này cho rõ ngọn ngành lý vị ương không mở miệng ánh mắt quách phu nhân toát lên vẻ nghi hoặc nhưng bất luận bà hỏi như thế nào lý vị ương đều không lộ ra nửa chữ một canh giờ sau trần linh trần phu nhân cùng trần băng băng đã đến quách phủ tỷ nữ tiến đến dâng trà. Sau đó tất cả đều lui xuống. Tề quốc công nhìn Trần Linh, mở miệng nói trước Thượng Thư Đại Nhân. Lần này mời ngài đến, cũng biết là vì chuyện gì rồi chứ. Trần Linh trên mặt có chút kinh hoàng. Chẳng lẽ quách gia đang truy cứu việc bọn họ không tới chúc thọ Trần Lưu công chúa sao? Nhưng hai nhà quách Trần nay đã hoàn toàn trở mặt. Trần gia bọn họ không đến. Quách gia có lý do gì để xen vào? trong lòng tuy rằng nghĩ như vậy nhưng nhìn đến nữ nhi bên cạnh sắc mặt tái nhợt trần linh nuốt xuống những lời này trên mặt miễn cưỡng tươi cười nói quách huynh hôm nay ta có chuyện quan trọng nên tề quốc công khoát tay nói ta không phải có ý này trần linh nghi hoặc nhìn trần phu nhân sau đó mới mở miệng nói như vậy quách huynh mời chúng ta đến là vì lý do gì cố ý mời người trần ra đến đây tề quốc công tâm cao khí ngạo chẳng lẽ sẽ cúi đầu trước người trần ra hay sao cho dù như thế hắn cũng nên mời một mình trần linh tới sao lại gọi cả những người khác trần linh trong lòng càng thêm kỳ quái nhưng hắn nhìn tề quốc công lại không nhìn ra được chuyện gì hắn dừng một chút tiếp tục hỏi là vì chuyện của quách diễn cùng băng băng sao lời còn chưa nói hết trần băng băng trong lòng giật mình ngẩng đầu nhìn lên Tề quốc công thở dài một hơi, nói, dẫn người tới đi, lập tức hộ vệ kéo một nữ tử đến. Nàng ta ngã trên mặt đất, không nói được lời nào. Sắc mặt trắng bạch, Trần Phu Nhân lập tức nhận ra người này. Thất thanh nói, Phúc Nhi, sao ngươi lại ở đây? Phúc Nhi cúi đầu, không dám nhìn Trần Phu Nhân. Vết thương trên vai vẫn đang chảy máu. Chật vật không chịu nổi. Trần băng băng nhất thời giật mình. Nhìn tỷ nữ Phúc Nhi lại nhìn tề quốc công trong lòng dâng lên kinh hãi tề quốc công giọng lạnh lùng nói ta nghĩ các người hẳn là nhận ra được tỷ nữ này không cần ta giới thiệu nữa trần linh đương nhiên biết phúc nhi là do trần gia năm đó cấp làm tỷ nữ hồi môn cho trần băng băng nàng ta là tỷ nữ tâm phúc nhất cùng tiểu thư băng băng lớn lên nay vì sao lại xuất hiện ở quách phủ trần phu nhân giận tái mặt quát lớn tiện tí khó trách từ sáng sớm đã không thấy người đâu. Người đến đây làm gì? Lý vị ương ánh mắt lạnh lẽo, giọng nói lại vô cùng nhu hòa, khiến người nghe không nhìn ra nửa điểm tâm tư. Nói, Trần Phu Nhân không cần tức giận. Hôm nay trên thọ yến của Trần Lưu Công Chúa đã xảy ra một chuyện. Trần Phu Nhân nói vậy là còn chưa biết sao. Người Trần ra sắc mặt càng thêm nghi hoặc, hiển nhiên không biết quách phủ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Quách phu nhân thần sắc khó được bình tĩnh, nói, hôm nay vốn là thọ yến của công chúa. Nhưng tấn vương điện hạ đột nhiên xảy ra chuyện, có người nói thích khách trèo tường trốn vào quách phủ, vì thế thái tử đưa cấm quân tới điều tra toàn bộ quách phủ một lần. Trần Linh trong lòng giật mình, hướng tề quốc công nói, việc này là thật sao? Tề quốc công thâm hít sâu một hơi, nói, không chỉ như vậy, ngay tại thời điểm thái tử truy tìm thích khách nhà đầu kia đột nhiên chạy ra, nói với cấm quân rằng quách gia chứa chấp quách diễn ở trong phủ. Hơn nữa còn tự mình dẫn đường, đi thẳng tới địa đảo, chỉ chỗ vạch tội quách gia ta chứa chấp khâm phạm. Trần Linh hai bên thái dương nổi đầy gân xanh, dường như quá sức tưởng tượng, hắn nhanh chóng quay đầu, nhìn chằm chằm Phúc Nhi, lạnh lùng nói tiện tí, ngươi thật làm ra chuyện này. Phúc Nhi đột nhiên thất thanh khóc giống, phục ngã xuống đất. Bi thương nói, nô tỳ cũng là vì suy nghĩ cho nhị thiếu phu nhân. Thiếu phu nhân từ khi trở về trần gia, không có lúc nào cảm thấy an tâm. Mỗi ngày đều lấy lệ rửa mặt, nô tỳ thật sự đau lòng không chịu nổi. Trần băng băng đứng lên, sắc mặt trắng bệch cho Phúc Nhi một bạt tai, mạnh đến nỗi như vênh mất một bên mặt, thần sắc nghiêm nghị, khó nhọc nói, người nói hưu nói vượn cái gì chẳng lẽ ta sai ngươi đi hãm hại phu quân của mình sao phúc nhi cắn răng không nói được lời nào quách phu nhân qua những chuyện xảy ra vừa rồi trong lòng có chút hoài nghi đối với trần băng băng giọng bà lạnh lùng nói băng băng ngươi sao còn làm bộ làm tịch tỷ nữ này rõ ràng là nghe ngươi sai khiến mới đến chỉ điểm quách diễn ta thật sự không thể tưởng được ngươi lại hận quách ra đến mức này chứa chấp khâm phạm nhọc công cho ngươi nói ra câu này khâm phạm này còn là trượng phu của ngươi tâm địa ngươi sao có thể ngoan độc như thế còn muốn tất cả chúng ta đều mất mạng lúc đó ngươi mới thấy vui vẻ mới giải hận được hay sao quách phu nhân từng chữ từng chữ một câu lại một câu phóng ra như đao tưởng chừng làm cho trần băng băng trong lòng dỉ máu nước mắt nàng chảy ra không dám tin nói mẫu thân băng băng là dạng người gì chẳng lẽ người không biết sao hai năm nay con chưa từng có nửa điểm không tận tâm lực đúng là con oán hận nạp lan tuyết là con không hy vọng gặp lại nàng nhưng quách diễn là phu quân của con vì sao con phải hại chết hắn quách gia là phu gia của con vì sao con phải mưu hại mọi người việc này đối với con thì có gì tốt dù sao con vẫn chưa rời khỏi quách gia vẫn còn là một phần tử trong quách gia. Không phải vậy sao? Quách phu nhân cười lạnh một tiếng. Nói, đúng vậy, ta cũng đã tin ngươi sẽ không làm ra chuyện như vậy. Nhưng sự thật xảy ra trước mắt, nếu không phải do ngươi sai khiến, Phúc Nhi sao phải làm ra chuyện như vậy? Nàng ta là tỷ nữ thân tín của ngươi, sao có lá gan này? Quách phu nhân nói ra những lời này, người trần ra sắc mặt đều vô cùng khó coi. Trần Linh hung tợn nhìn Phúc Nhi, nói, ngươi thành thật khai ra, có phải thiếu phu nhân sai ngươi làm như vậy hay không? Phúc Nhi lớn tiếng khóc giống, kiên quyết không chịu gì, bộ dáng ủy khuất, mọi người thấy nàng ta như vậy, đều hoài nghi Phúc Nhi ngại đang có tất cả mọi người ở đây. Không dám ruồng bỏ chủ tử của mình, cho nên mới một mình gánh chịu tội lỗi, hiện tại đã bị ép hỏi, nàng ta mới lại sợ hãi. Không nói được một lời nào. Quách Trừng tiến lên một bước, mắt sáng như đuốc, nói: "Cho ngươi cơ hội cuối cùng, nếu ngươi không chịu nói ra tất cả, hôm nay ngươi cũng đừng mong sống ra khỏi đại sảnh này." Phúc Nhi cả người run lên, hàm răng va đập vào nhau, ánh mắt hoảng sợ nhìn Quách Trừng, nói: "Tam, Tam thiếu gia, nô tỳ, nô tỳ, lời của nàng nói còn chưa xong." Quách Trừng đã lạnh lùng nói tiếp, ngươi còn không mau nói cho rõ ràng. Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Phúc Nhi làm như rốt cuộc chịu đựng không nổi. Cả người run rẩy, lớn tiếng nói, là, là thiếu phu nhân sai nô tỳ làm như vậy. Nô tỳ không còn cách nào khác. Trần băng băng nghe xong lời này. Ngã ngồi xuống ghế, nàng không thể tin nhìn Phúc Nhi. Thất thanh nói, ngươi, nhà đầu kia, nói hưu nói vượn cái gì? Ta có lúc nào muốn ngươi đi hại phu quân của ta. Nàng lúc này giống như một mình đứng trong bóng tối, thế giới này như khối băng lạnh lẽo, khiến nàng chịu đựng không nổi. Phúc Nhi kêu khóc không ngừng, đập đầu bang bang trên mặt đất, nói: "Thiếu phu nhân, nô tỳ không muốn phản bội người, nhưng nô tỳ cũng sợ chết. Người từ trước tới giờ yêu thương nhị thiếu gia như vậy, nay lại càng thêm hận hắn." không chiếm được hắn cũng không muốn để Nạp Lan Tuyết thay thế vị trí của người. Cho nên mới làm như vậy. Nói xong, nàng quay đầu, trên trán đã là máu tươi đầm đìa, không ngừng cầu xin, nói, "Lão gia, phu nhân, nô tỳ thực sự không nói dối. Nô tỳ cũng từng khuyên bảo nhị thiếu phu nhân, nhưng nhị thiếu phu nhân căn bản không chịu nghe lời nô tỳ." Nô tỳ là thân phận gì? Làm sao có thể cản trở quyết định của chủ tử? Cho nên, nô tỳ liều mạng không sợ cái chết, thay chủ tử đến đây một chuyến." Lý Vị Ương nhìn Phúc Nhi biểu hiện đau khổ, bất lực, nàng cười nhẹ nói, "Vậy thật ư? Sự việc quả thực đúng như lời ngươi nói sao?" Phúc Nhi nhìn Lý Vị Ương, cảm thấy trong đôi mắt kia lộ ra ánh sáng lạnh lẽo. Nàng theo bản năng co rúm người lại, cố lấy dũng khí nói, "Tiểu thư, nô tỳ tuyệt đối không dám có nửa câu nói dối tất cả đều là nhị thiếu phu nhân sai bảo nô tỳ làm trần linh tức giận đến phát run hắn xoay người sang chỗ khác hung hăng cho trần băng băng một bạt tay, không biết xấu hổ trần phu nhân đau lòng ôm chầm lấy trần băng băng đang thất thần tức giận nói ông làm cái gì vậy hồ đồ rồi sao trần thượng thư cười lạnh một tiếng nói đây căn bản chỉ là chuyện vợ chồng tranh cãi vốn chỉ là chuyện riêng của hai người, nhưng nó lại nháo đến nước này. Quả thực là làm trò cười cho mọi người. Bà dạy dỗ nữ nhi không tốt, bây giờ còn dám chỉ trích ta. Lúc trước nếu không có bà dốc hết sức ủng hộ nó. Nó làm sao dám khóc nháo trong nhà. Tiệt thực ba ngày, đòi gả đến quách ra bằng được. Sóc hy gả đến rồi, còn không yên phận làm đứa con dâu thật tốt. Lại luôn truy cứu những chuyện đã xảy ra trước kia. Nếu mình chuyện này thì kể cũng thôi. Nhưng còn không biết quay đầu sửa đổi. Còn ra lệnh cho tỷ nữ bên mình đến hãm hại mọi người. Chẳng lẽ thật sự muốn phu thê ly tán. Cửa nát nhà tan. Thì nó mới thấy vui vẻ sao. Ngu xuẩn như vậy. Sao có thể là nữ nhi của Trần gia? Trần Linh lời nói lạnh băng như tuyết. Sắc bén như đao. Trần băng băng thấy phụ thân luôn yêu thương nàng nói ra những lời gay gắt như vậy. Hoàn toàn ngây dại nàng thật sự không thể tưởng tượng được mọi chuyện làm sao lại lạc đến nước này vì sao mọi người đều chỉ trích nàng nàng đến cùng đã làm sai chuyện gì nàng không muốn giải thích với phụ thân trần linh chuyện gì cả bổ nhào đến bên cạnh phúc nhi gắt gao bắt lấy tay áo của nàng ta nói nhiều năm như vậy ta đối xử với ngươi không tệ ngươi vì sao muốn hãm hại ta ta khi nào sai ngươi đi làm những chuyện như vậy Phúc Nhi bị Trần Băng Băng lay mạnh, sắc mặt càng trở nên tái nhợt, làm như vô cùng hoảng sợ. Nói, nhị thiếu phu nhân, nô tỳ một lòng vì thiếu phu nhân. Hiện tại thiếu phu nhân cũng không thể thấy nô tỳ chết mà không cứu. Trần Băng Băng không hiểu Phúc Nhi vì sao lại đổ tất cả tội lỗi lên đầu nàng. Nàng chưa từng, sai khiến Phúc Nhi hãm hại quách diễn càng thêm chưa từng bảo nàng ta trở lại quách ra vào lễ mừng đại thọ của Trần Lưu Công Chúa. Nàng thật sự rất khiếp sợ, đến cùng là ai sai khiến Phúc Nhi, khiến nàng ta hãm hại mình như vậy. Trong lúc nước sôi lửa bỏng này, những chuyện xảy ra trong quá khứ chợt lướt qua trong đầu nàng. Nàng dường như hiểu rõ ra tất cả. Thề lương nói, Phúc Nhi, người đã sớm phản bội ta. Hiện tại, ngươi cùng người ngoài liên hợp lại hãm hại ta những người trong quách ra vẻ mặt không tin nhìn trần băng băng kỳ thật cũng không thể trách bọn họ quách phu nhân đã cho trần băng băng quá nhiều cơ hội một lần một lần lại một lần nhưng lần nào trần băng băng cũng làm cho bà thất vọng cho nên lần này bà rốt cuộc không có cách nào tin tưởng nàng nữa không sai trước kia trần băng băng chính xác thiên chân mỹ lệ ôn nhu thiện lương lại vô cùng hoạt bát được mọi người yêu thích nhưng từ khi nạp lan tuyết xuất hiện trần băng băng cũng đã thay đổi nàng hoàn toàn không thiện lương giống như trước kia nữa vì muốn nạp lan tuyết rời đi nàng đã làm rất nhiều chuyện sai mọi người đều bắt đầu chán ghét nàng hy vọng mối hôn sự giữa quách gia cùng trần gia này bị hủy bỏ sự cho tới bây giờ quách phu nhân đã không còn tin được bất kỳ lời nào của trần băng băng trần băng băng bỏ lại phúc nhi quỳ phục dưới chân quách phu nhân nói mẫu thân con không làm con thật sự không làm trong mắt nàng tràn đầy bi thương nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống làm ướt cả vạt áo thần sắc vô cùng thống khổ nàng như muốn nói gì nhưng cổ họng đã nghẹn cứng lại cố gắng lắm mới nói ra được trước kia quả thực con đã làm sai nhưng lần này thật sự không phải con làm mẫu thân người hãy tin tưởng con quách phu nhân buông ánh mắt xuống cũng không thèm nhìn liếc mắt nhìn nàng trần băng băng quay đầu bắt được vạt áo của trần lưu công chúa tuyệt vọng nói tổ mẫu băng băng hầu hạ người lâu như vậy tổ mẫu nghe con nói một câu đi trần lưu công chúa bất đắc dĩ nhìn nàng trên khuôn mặt trẻ trung của trần băng băng lộ ra nét thê lương bàn tay vươn về phía bà tràn đầy khẩn cầu Trần Lưu công chúa lắc đầu, rốt cuộc mở miệng nói, băng băng, con làm tổ mẫu quá thất vọng rồi. Ta cứ nghĩ con là đứa trẻ thiện lương, nhưng thật không ngờ con có thể làm ra những chuyện hồ đồ như vậy. Quách gia nếu bị sụp đổ, trần gia các người há có thể tồn tại được hay sao? Chúng kể châm ngòi ly gián của kẻ khác, con thật đúng là hài tử ngốc, trần lưu công chúa nói như vậy là có ý rõ ràng tuyệt đối không tin tưởng trần băng băng trần băng băng bất đắc dĩ đảo mắt nhìn thấy giang thị đứng một bên như là bắt được một cơ hội cứu mạng cuối cùng nàng quay lại gắt gao nắm lấy làn váy giang thị nói đại tàu muội vô tội đại tàu tin tưởng muội đi giang thị kinh ngạc hồi lâu khóe miệng bỗng nhiên có một tia thương hại mặc kệ trần băng băng làm sai chuyện gì Giang thị cảm thấy mình vẫn có thể tha thứ được cho nàng. Bởi vì cùng là nữ tử, nàng có thể thông cảm cho đối phương về điểm này. Không ai có thể dễ dàng tha thứ khi trong lòng phu quân của mình còn nhớ đến người cũ. Chỉ là lúc này đây, nàng thật sự có hơi quá đáng, cho nên hôm nay tổ mẫu cùng mẫu thân không chịu tha thứ cho nàng. Nàng có cách nào khiến đối phương tin tưởng đây? Cho nên Giang thị không nói một lời nào nhẹ vung cánh tay Trần Băng Băng ra. Trần Băng Băng không có điểm chống đỡ, lập tức ngã xuống đất. Ánh mắt của nàng lướt qua khuôn mặt của mỗi người trong quách gia. Những bi phẫn lúc đầu đều tan biến, một loại tuyệt vọng chậm chậm bao phủ nàng, bởi vì không ai lên tiếng, không chấp nhận nàng, không ai tin lời nàng nói. Lúc này nàng đã là tư cố vô thân, tuyệt vọng đến cực điểm, nàng không hiểu được mọi chuyện sao có thể phát triển đến nước này đúng lúc này nàng đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân vang lên bên tai ngẩng đầu lên thấy người không có khả năng nhất lại xuất hiện trước mặt nàng lý vị ương đưa tay đỡ trần băng băng đứng lên ôn nhu nói nhị tẩu muội tin tưởng tẩu trần băng băng nhìn lý vị ương nàng vạn vạn không thể tưởng được người trước kia bảo vệ nạp lan tuyết lúc này lại đứng ra bênh vực cho nàng vì cái gì lý vị ương không phải rất đồng tình với nạp lan tiết sao hiện tại nàng làm sao có thể vô duyên vô cớ mở miệng giúp mình đây trần băng băng nhìn lý vị ương nhất thời không biết nên phản ứng thế nào lý vị ương thâm sâu nhìn thoáng qua trần băng băng nói nhị tẩu nhị tẩu trước tiên đứng lên ngồi xuống ghế rồi hãy nói chuyện trần băng băng bắt lấy tay lý vị ương nói muội muội thật sự tin tưởng ta sao trong mắt nàng tràn ngập tuyệt vọng. Lý Vị Ương lúc này cũng là hy vọng cuối cùng của nàng. Lý Vị Ương gật đầu, thần sắc bình tĩnh nói, đúng vậy, nhị tàu, muội tin tưởng tàu, Trần Phu Nhân chạy nhanh lại, cùng đỡ Trần băng băng lên, nhìn Lý Vị Ương thần sắc ngò ai vẻ khiếp sợ, còn có một tia cảm kích, bà thật không ngờ trong quách gia còn có người nói chuyện vì nữ nhi của mình. Nói thật hiện tại ngay cả bà cũng không dám xác định trần băng băng thật sự vô tội hay không bởi vì bà biết nữ nhi đối của mình vô cùng yêu thương quách diễn một người nếu yêu thương đến cực điểm mà không được đáp lại sẽ gây ra những chuyện ngu xuẩn cũng không có gì kỳ quái quách phu nhân nhìn lý vị ương nói gia nhi còn đang nói gì lý vị ương nhẹ nhàng thở dài mẫu thân gia nhi tin tưởng nhị tẩu tuy rằng có hồ đồ nhưng sẽ không làm ra chuyện như vậy quách chừng mở miệng nói nhưng còn có bằng chứng lý vị ương lắc đầu nói tam ca muội nói tin tưởng nhị tẩu là căn cứ vào việc nhị tẩu rất yêu nhị ca nạp lan tuyết là tình địch cho nên trần băng băng mới có hành động trừ bỏ tâm tư của lan tuyết nhưng còn quách diễn trần băng băng tâm tâm niệm niệm muốn gả cho hắn không tiếc bất kỳ chuyện gì thậm chí lấy tiệt thực ra để bức người khác có thể thấy được nàng đối với quách diễn ái tình sâu đậm gả vào quách gia hai năm trần băng băng đã làm tất cả mọi chuyện chỉ vì muốn làm cho quách diễn vui vẻ vì thế nên mỗi người trong quách gia đã tiếp nhận nàng một người như vậy người có thể hoài nghi nàng tâm tư thủ lạt cũng có thể hoài nghi nàng không từ thủ đoạn càng có thể hoài nghi nàng không phải người tốt nhưng người tuyệt đối không thể hoài nghi tình cảm nàng dành cho quách diễn đây mới chính là lý do quan trọng nhất khiến Lý Vị Ương tin tưởng nàng. Cho nên, Lý Vị Ương nhìn mọi người. Ánh mắt lãnh đạm nói, chỉ bằng một phần chân tình của nhị tẩu đối với nhị ca. gia nhi tin tưởng chuyện hôm nay cùng nhị tẩu không có quan hệ. Mọi người nghe đến đó. Thần sắc bỗng nhiên thay đổi. Quách phu nhân lắc đầu nói, không. gia nhi, con chỉ đang suy đoán mà thôi. Nhị tẩu con làm việc hồ đồ cũng không chỉ mỗi chuyện này. Phúc Nhi là tỷ nữ của nàng ta. Ngoài nàng ta ra, còn ai có thể xúi dục nhà đầu kia làm được những chuyện này nữa? Lý Vị Ương thở dài một hơi. Nói, đúng vậy, rốt cuộc là ai có thể sai khiến nhà đầu kia hành động như vậy? Bằng mọi cách phải quách ra vào chỗ chết. Quách phu nhân nghe xong lời nói kỳ quái này. Chăm chú nhìn Lý Vị Ương nhìn vào đôi con ngươi đen láy sâu không thấy đáy không biết nàng rốt cuộc đang muốn nói gì lý vị ương cũng không trả lời nghi vấn của mọi người nàng chỉ nhìn ra ngoài cửa nhẹ giọng nói nhị ca muội nghĩ nhị ca hẳn là biết tất cả phải không ngoài cửa quả nhiên nhìn thấy quách diễn chậm rãi đi đến người trần ra nhìn thấy quách diễn sắc mặt đều biến đổi nhất là trần băng băng nàng nhìn chằm chằm quách diễn Nước mắt rơi như mưa, toàn thân ngây ngốc, quách Diễn nhìn lướt qua Trần Băng Băng, cuối cùng ánh mắt dừng trên người Lý Vị Ương. Thần sắc cực kỳ nghiêm túc, "Đúng vậy, ta biết tất cả những chuyện xảy ra hôm nay." Nguyên Liệt luôn đứng bên cạnh lắng nghe. Sau khi Lý Vị Ương ngăn cản hắn nói ra mọi chuyện, hắn nhìn sự việc xảy ra trước mắt, đột nhiên thở dài một hơi, lại nhìn thấy Lý Vị Ương mỉm cười, nói, "Nhị ca, nhị ca nguyện" ý nói ra tất cả sao quách diễn nhẹ nhàng gật đầu tất cả chuyện này đều là do ta gây ra thì cũng nên kết thúc ở chỗ ta hắn nói xong những lời này liền phân phó người nói đi mời nạp lan cô nương đến đây quách phu nhân nghe xong sắc mặt nhất thời thay đổi nói diễn nhi con muốn làm cái gì vậy lại để trần băng băng cùng nạp lan tuyết gặp nhau tại đây sao quả thực bọn họ không có cách ngăn cản chuyện này đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Hai người kia nay đã như nước với lửa. Quách phu nhân nghĩ như vậy. Muốn ngăn cản quách diễn. Đã thấy đến hắn nhìn mình lắc đầu. Quách diễn thần sắc ngưng trọng. Chân thành nói, mẫu thân. Chuyện đã đến nước này. Con hiểu rất rõ mình muốn làm gì. Hy vọng mẫu thân không ngăn cản. Quách phu nhân vẻ mặt thoáng ngạc nhiên. Sau đó lập tức trở nên trầm mặc. Mỗi người quách ra đều lặng lặng chờ đợi lúc này bên trong đại sành khung cảnh vô cùng tĩnh mịch ngay cả phúc nhi cũng co rúm lại một chỗ một chữ cũng không dám nói không bao lâu liền nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng nạp lan tuyết xuất hiện ở cửa đại sành nàng một thân quần áo màu trắng từng bước một đi đến nàng ung dung hành lễ với các vị trưởng bối trong sành sau đó nhìn về phía quách diễn nói tìm ta đến có chuyện gì sao Quách diễn ánh mắt thâm sâu nhìn nàng. Bên trong là vẻ phức tạp nói không nên lời. Hắn mở miệng nói, đúng vậy. Hôm nay ta sẽ nói ra suy nghĩ của mình. Nàng ngồi xuống đi, nạp lan tuyết ngồi xuống một bên. Cách xa người trần ra. Thần sắc vô cùng bình tĩnh. Làm cho người ta một chút cũng nhìn không ra. Trong đôi con người yên tĩnh kia rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì? Mọi người đến đông đủ ánh mắt nguyên liệt nhìn mọi người chung quanh một vòng nhẹ nhàng cười một tiếng xem ra vở diễn nay hôm nay rốt cục cũng diễn đến cao trào trong khi mọi người đang trầm mặc suy nghĩ quách diễn rốt cục cũng nói một năm trước ta bị thương trên chiến trường lại bị thất lạc phó tướng bất đắc dĩ chỉ có thể cải trang hóa trang thành binh lính bình thường tìm một hộ gia đình dưỡng thương sau đó lại lưu giữ ta chính là nạp lan tuyết. Trong suốt ba tháng, ta dần dần có tình cảm với nàng. Hơn nữa còn thổ lộ, còn tưởng rằng nàng không thích ta, sẽ từ chối ta, nhưng cuối cùng nàng đáp lại khiến ta mừng rỡ như điên. Trong thời gian ngắn ngủi đó, chúng ta cũng đã định chuyện cả đời. Chuyện này, sau đó bị nạp lan ra phát hiện. Việc này nằm ngoài dự kiến của ta, nhưng nạp lan lão gia cũng không trách cứ hắn ngầm đồng ý hôn sự của ta và nạp lan tuyết cố ý dặn dò ta không thể phụ bạc nàng vì để nạp lan ra yên tâm ta viết một tờ hôn thư cam đoan một năm sau sẽ tới đón nạp lan tuyết về phủ sau lại vì chiến sự khẩn cấp ta liền vội vàng trở lại quân doanh chuyện này vô cùng bí ẩn ngoại trừ viết thư báo về cho phụ mẫu thân biết ta không hề nhắc tới với bất kỳ kẻ nào nhưng sau đó bởi vì mẫu thân sinh bệnh cho nên ta vội vàng về phủ cũng chính lúc đó ta mới biết được băng băng đã gây náo động nguyện ý muốn gả cho ta thời điểm quách diễn nói đến đây thần sắc hắn dẫn theo một tia tự diễu nói tiếp lúc ấy ta kiên quyết từ chối sống chết cũng không chịu cưới băng băng có một buổi tối ta còn có ý định rời khỏi quách ra đi tìm nạp lan tuyết nhưng ngay hôm sau bị mẫu thân phát hiện Ta nghĩ mẫu thân sẽ trách cứ ta, thậm chí nói cho phụ thân biết, nhưng mẫu thân lại thu xếp hành trang cho ta, còn đưa cho ta ngân phiếu, nói ta sau này phải đối xử thật tốt với nạp lan cô nương. Không được cô phụ nàng, mặc kệ cuộc sống sau này như thế nào, cũng không cần trở về nhà nữa. Ta dục ngựa đi được hơn 200 dặm, đến lúc hừng đông, ta mới bừng tình, không thể cứ như vậy mà rời đi, mẫu thân có thể thả ta đi là đã được phụ thân ngầm đồng ý. Hành động của phụ thân mẫu thân xuất phát từ lòng ái tử chi tâm. Tương tự như vậy, ta đối với Quách gia cũng phải có trách nhiệm, ta không thể ích kỷ như vậy, ta phải suy nghĩ cho bọn họ. Ta yêu thương Nạp Lan Tuyết, nhưng cũng yêu thương mỗi người trong Quách gia. Ta không thể trơ mắt nhìn người thân vì ta mà bị chỉ trích. Cho nên, ta viết một phong thư gửi cho Nạp Lan Tuyết, nói với nàng Ta không thể lấy nàng, rồi sau đó ta trở về phủ, cưới Băng Băng, sau này mọi chuyện xảy ra, kỳ thật mọi người cũng đều đã biết. Trần Băng Băng nhìn Quách Diễn, bên trong ánh mắt tựa hồ đau đớn không nói rõ. Nạp Lan Tuyết sắc mặt bình tĩnh, nàng có thể hiểu được tâm tình Quách Diễn lúc đó, cũng có thể tưởng tượng được, hắn làm ra quyết định này là khó khăn cỡ nào, nhưng nàng vẫn như trước không thể tha thứ cho hắn. Chính bởi vì không thể tha thứ, mới khiến bọn họ xảy ra chuyện hôm nay. Rốt cuộc muốn quay đầu lại cũng không được. Lý Vị Ương nhìn quách diễn, bỗng nhiên nở nụ cười. Ngũ quan của nàng vô cùng xinh đẹp, còn có thêm vài phần sắc sảo. Lúc này khóe môi nàng nhẹ nhàng dương lên, cười đến lãnh khốc dị thường. Đôi môi mỏng tạo nên độ cong duyên dáng. Từng chữ từng chữ nói, nhị ca, là ai đã gây ra tất cả mọi chuyện quách diễn mặt lập tức biến sắc con người buông xuống không nói được một lời nhị ca khi mọi chuyện vừa mới bắt đầu mỗi đoán nhị ca đã biết tất cả nhưng nhị ca lại không nói bất cứ điều gì là vì nhị ca đối người này vô cùng áy náy nhị ca đã sớm đoán được là ai đi quách diễn thở dài một hơi hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía muội muội kỳ thật chuyện hắn biết cũng không nhiều cho tới hôm nay hắn mới dám khẳng định những suy đoán trong lòng lý vị ương chậm rãi hồi tưởng lại những chuyện đã xảy ra làn váy dài quét trên mặt đất nàng nhìn thẳng đối phương lạnh giọng nói nhị ca muội hy vọng nhị ca sẽ nói ra tất cả những hoài nghi trong lòng mình đối mặt như thế khí thế bức người của lý vị ương khiến ngay cả quách diễn cũng phải dao động quách phu nhân tràn ngập nghi hoặc nhìn lý vị ương bà căn bản không rõ Lý Vị Ương vì nguyên nhân gì lại ép hỏi quách diễn như vậy. Bà mở miệng nói, Gia Nhi, con rốt cuộc muốn nhị ca con nói cái gì? Sao mẫu thân không hiểu? Lý Vị Ương quay đầu. Giọng nói của nàng trở nên cực kỳ lạnh lẽo. Thậm chí ẩn chứa một tia phẫn nộ chưa từng có. Nàng mở miệng nói, người có thể khiến nhị ca ấy náy như thế. Có thể khiến hắn biết rõ tất cả. Lại không chịu nói ra là ai. Trong đại sảnh này, còn có người thứ hai sao? Ánh mắt mọi người đều dừng trên người nạp lan tuyết. Nạp lan tuyết cũng không hề bị khí thế của Lý Vị Ương dọa. Nàng mỉm cười nói, ý của quách tiểu thư, là đang hoài nghi ta sao? Quách phu nhân lắp bắp kinh hãi, nhẫn nhịn không nói, rốt cục kiềm chế không được. Nói, gia nhi, con nghi ngờ nạp lan cô nương có phải quá sức tưởng tượng rồi không? Ngoặc kép phẩy chấm phẩy chấm lý vị ương không nhìn về phía những người khác nàng chỉ nhìn chằm chằm nạp lan tuyết nói nạp lan tuyết mỗi người làm việc đều có lý do của mình nhưng thời điểm chân tướng bị vạch trần ít nhất phải có dũng khí thừa nhận như thế nào ngươi dám làm mà không dám nhận sao những lời ta nói vừa rồi rốt cục có ý tứ gì trong lòng ngươi chắc chắn hiểu rõ hơn ai hết nàng nhẹ nhàng một câu lại khiến cho hô hấp của nạp lan tuyết cứng lại. Nạp lan tuyết nhìn Lý Vị Ương, bên trong ánh mắt toát ra mỉm cười. Dung mạo nàng có vẻ đạm mạc nói không nên lời. Thật lâu sau, nàng mới mở miệng nói, người quả nhiên là một nữ tử rất thông minh. Trên đời bất kể chuyện gì đều không thể qua được ánh mắt của ngươi. Được, ta đây muốn nghe xem ngươi đã biết những gì. Nói đi, tất cả những gì ngươi biết đều nói ra lý vị ương hít sâu một hơi nói ta nghĩ rằng mình rất thông minh cho nên ta tin tưởng trên đời này không ai có đủ khả năng lừa gạt ta nhưng ta hiện tại mới biết được ta đã sai rồi ngay từ đầu ngươi gặp ta chữa bệnh cho ta cũng đã là một cái bẫy không có lẽ còn sớm hơn sai khiến thái y động tay vào thuốc của ta khiến cho bệnh tình của ta nặng thêm dẫn đến việc ngươi gặp ta tất cả những chuyện này chỉ là một tuồng kịch phải vậy không quách phu nhân hoàn toàn khiếp sợ nhìn lý vị ương cách đây không lâu cảm tình giữa lý vị ương cùng nạp lan tuyết vẫn vô cùng tốt giống như một đôi chi kỳ nhưng hiện tại lý vị ương luôn miệng chỉ trích làm cho quách phu nhân không có cách nào phản ứng lại được lập tức biểu tình của bà trong nháy mắt biến thành phẫn nộ nói nạp lan cô nương lời gia nhi nói có đúng hay không nạp lan tuyết nhẹ thở dài nói quách tiểu thư sai lầm rồi lý vị ương nhướng mày nói ta sai lầm rồi sai ở chỗ nào nạp lan tuyết bình thản mỉm cười nói trên thực tế từ lúc còn ở thảo nguyên ta cũng đã chú ý tới ngươi nàng nhẹ nhàng nói một câu như vậy khiến cho toàn bộ bầu không khí trong đại sảnh trở nên vô cùng âm trầm bí bách đáy mắt lý vị ương hiện lên một tia khác lạ sau đó chậm rãi nở nụ cười nói hóa ra là như vậy nạp lan tiết lẳng lặng nhìn nàng trên mặt từ đầu tới quấy đều mang theo ý cười lý vị ương tiếp tục nói biểu cảm của nàng thoạt nhìn vô cùng bình tĩnh nhưng lúc này các ngón tay đã bất giác nắm chặt giọng nói nàng tựa như mầm sống đã nhiều năm ẩn dưới mặt đất cuối cùng cũng được trồi lên ngươi chữa bệnh cho ta sau đó tìm đến quách gia biết rõ nhị ca đã cưới thê tử vẫn xoay người bước đi cố ý khiến cho ta có ấn tượng tốt về người dụ ta đuổi theo sau đó người đã quen biết bùi huy từ trước liên hợp với hắn diễn một tuồng kịch khiến cho ta nghĩ rằng bùi huy có ý đồ lợi dụng ngươi để đả kích nhị ca đả kích quách gia tiếp theo ta tin là thật đi giúp đỡ ngươi trần an ngươi ngươi tiếp nhận ý tốt của ta lại xé bỏ hôn thư trước mặt ta, dĩ nhiên là để tranh thủ tín nhiệm của ta. Thật buồn cười, ta lại đi tin ngươi, còn tặng cho ngươi một tòa dược đường. Như vậy, ngươi liền có thể danh chính ngôn thuận ở lại. Thời điểm Lý Vị Ương nói chuyện, bên ngoài đột nhiên có tiếng sấm ầm ầm vang lên, làm kinh động tất cả mọi người. Ngày sau đó mưa ầm ầm chút xuống, như muốn gột rửa cuốn trôi mọi phẫn hận, toàn bộ đại sảnh đều im ắng mọi người đều chăm chú lắng nghe chỉ duy nhất một người lên tiếng còn lại tràn ngập tức giận lúc này lý vị ương cảm thấy trong lòng vô cùng phẫn nộ trên đời này chưa từng có ai có thể lừa gạt nàng chưa từng có nhưng sao nàng lại cố tình tin tưởng nạp lan tuyết thậm chí nàng cũng không biết bản thân vì sao lúc này còn có thể giữ thái độ bình tĩnh được như vậy bình tĩnh giống như chưa từng xảy ra chuyện gì giọng nói nàng vang lên càng lạnh lẽo vì muốn lấy được tin tưởng của ta ngươi quả thật đã tốn rất nhiều công sức thậm chí không tiếc cùng bùi huy diễn kịch dùng khổ nhục kế khiến cho ta chủ động để ngươi ở lại bên cạnh để trông coi sau đó lúc ngũ ca bị thương thậm chí ngay cả kia tiêu giao tán kia cũng là của các ngươi răng bẫy kế hoạch của các ngươi từng bước một tác động đến ta khiến ta như bị ma xui quỷ khiến. Đi mời ngươi tới, chủ động tới gần ngươi. Tâm tư của ta ngươi nắm chắc như vậy. Chính xác từng phân, kín đáo như thế, thật sự khiến ta phải thán phục. Quách phu nhân hoàn toàn sửng sốt. Bà nhìn nạp lan tuyết, thật sự không thể tưởng tượng được. Tất cả chuyện này đều là âm mưu của nàng. Là một cái bẫy, hơn nữa nhìn nạp lan cô nương. Căn bản không giống một người tâm tư khó lường. Xong lý vị ương muốn nói không chỉ như vậy chờ ngươi chữa bệnh cho ngũ ca xong ta dĩ nhiên đối với ngươi cảm động đến rơi nước mắt vốn chỉ có ba phần cảm tình nay đã nâng lên tám phần lúc này ngươi cố ý thiết kế trần hàn hiên tới cửa khiêu khích để nhị tẩu biết tất cả mọi chuyện với tính cách của trần băng băng nàng sẽ làm ra chuyện gì kỳ thật sớm cũng đã hiểu rõ ngươi còn sai khiến nhà đầu này nói xong Ngón tay Lý Vị Ương chỉ về phía Phúc Nhi bên cạnh vẫn đang im lặng. Sắc mặt trắng bệch, nói, người sai khiến nhà đầu bên cạnh nhị tẩu không ngừng châm ngòi ly rán. Làm mối quan hệ giữa nhị tẩu và quách gia bất hòa. Biến mỗi người chúng ta đều biến thành kẻ địch của nàng. Sau đó dụ dỗ nhị tẩu động thủ đối với ngươi. Ta sớm nên nghĩ đến điểm này. Nhị tẩu chính là người muốn ngươi rời khỏi kinh thành nhất nàng không hề muốn tính mạng của ngươi nếu nàng thật sự muốn giết ngươi dựa vào tài lực của trần gia cũng có thể dẹp sạch những hộ vệ ta sai đi bảo hộ ngươi ngươi nhất định không thể chạy thoát huống chi mọi chuyện sao mà khéo trùng hợp lại để cho ngươi gặp được nguyên liệt một lần lại thêm một lần đào thoát trên đời này nào có nhiều chuyện trùng hợp đến như vậy ta thật sự rất muốn biết Người tài năng đến thế nào mới có thể an bài được mọi chuyện thiên ý vô phùng? Không hề sai sót, không chút sơ hở, không để lại chút dấu vết. Nạp Lan Tuyết thản nhiên cười một tiếng, nói, không phải thiên y vô phùng, không chút dấu vết, mà là lúc vừa mới bắt đầu. Ngươi đã có sự đồng tình đối với ta, cho nên ngươi tin tưởng ta. Không phải sao, Lý Vị Ương muốn cười lạnh, đáng tiếc khóe môi còn chưa kịp nhướng lên lập tức đã biến thành một tiếng thở dài đúng vậy tiếp theo là ngươi bị trọng thương khiến cho sự đồng tình của ta đối với ngươi đã ở mức đỉnh điểm cùng lúc đó ta cũng càng thêm oán trách nhị tẩu không thể tha thứ cho nàng đứng góc độ của ta ta vốn có thể không tham gia vào những chuyện như vậy nhưng mỗi một người đều có lòng thương hại căm phẫn có lẽ ngươi đã đánh chúng vào tâm tư của ta khiến ta hoàn toàn đứng về phía ngươi, thậm chí còn bị mù, không nhìn thấy bên này nhị tẩu đang dẫy dụa thống khổ. Sau đó, xảy ra chuyện của nhị ca, hắn bị người mưu hại, nói là hắn giết chủ soái, lại mang theo 10 vạn quân ý đồ phản nghịch, là các ngươi buộc hắn trở về, lại từng bước một buộc hắn phải lẩn trốn ở quách gia. Ây ra, đúng rồi, ta nhớ chuyện xảy ra trước đây, sau khi ngươi vừa mới gặp nhị ca ở biệt viện. Lập tức liền có người đến điều tra tòa biệt viện kia. Chuyện này đã rất rõ ràng, Nhị Tẩu đương nhiên sẽ nghi ngờ ngươi, nghĩ do ngươi gây nên. Ngươi trái lại có thể lợi dụng tính đa nghi của ta. Lợi dụng thiện ý của Quách gia đối với ngươi, đem mọi chuyện đổ hết lên người Nhị Tẩu, nói nàng là vì ghen tị nên mới vu oan hãm hại ngươi. Cứ như vậy, sự kiên nhẫn cuối cùng của chúng ta đối với Nhị Tẩu cũng không còn đến khi nhị ca phát hiện ra tất cả, biết ủy khuất của ngươi, biết ngươi phải chịu thống khổ, hắn đương nhiên không thể nào cùng nhị tẩu tiếp tục cuộc hôn nhân này. Đợi cho nhị tẩu rời khỏi quách ra, chính là cơ hội ngươi tốt nhất để ngươi ra tay. Ta nói có đúng không? Lý Vị Ương từng chữ từng chữ nói, mà Phúc Nhi lại như là nhớ ra được điều gì? Cả người run rẩy, hô hấp trở nên dồn dập. Nạp lan tiết nhẹ nhàng cười một tiếng. Đúng lúc này, tiếng sấm vang lên ầm ầm. Trong nháy mắt, tia chớp cơ hồ xuyên qua cửa sổ giấy. Giống như tâm tư của mỗi lúc này cũng đang bị rạch ra làm đôi. Mưa tầm tã chút xuống. Chỉ nghe thấy nạp lan tiết giọng nói khàn khàn. Gắn từng chữ nói, người nói không sai. Nhưng, người có chứng cớ sao? Lý vị ương nở nụ cười tươi cười chấn định mà lạnh lẽo hơn so với nạp lan tuyết kỳ thật sau khi thái tử điều tra quách phủ không thu hoạch được gì. Ngươi còn không biết mọi chuyện đã bại lộ sao? Cần gì phải hỏi ta chứng cớ? Tề quốc công mở miệng nói, gia nhi, con rốt cuộc có bằng chứng gì? Lý vị ương nhìn về phía húc vương nguyên liệt. Nguyên liệt mỉm cười, từ trong tay áo lấy ra một phong thư. Để trên mặt bàn, ngay phía trước mặt tề quốc công. Tề quốc công rút thư ra tỉ mỉ xem xét sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt hắn nhìn nguyên liệt giọng run rẩy nói đây đây là vật gì nguyên liệt cười một tiếng ánh mắt lạnh băng nói phong thư này vốn dĩ sẽ bị cấm quân của thái tử tìm thấy trong thư phòng của tề quốc công rất may là ta rét ai kịp thời lén giấu lá thư này đi thế nên bọn họ mới không thu hoạch được gì ngài nói xem nếu bị thái tử phát hiện ra phong thư này quách ra sẽ như thế nào đây quách diễn cắn răng một chữ cũng không nói nên lời lúc này hắn không nhìn thấy bất kỳ ai cũng không nghe thấy gì hết như đã biến thành một pho tượng tượng đá tề quốc công sắc mặt là khó coi chưa từng thấy quách phu nhân tràn ngập nghi hoặc tiến lên nhìn thoáng qua nội dung trên lá thư trần lưu công chúa vội vàng nói rốt cuộc là cái gì quách phu nhân giọng nói cũng đang run run nói là quốc công gia cùng quốc quân hiển hách có trao đổi mật tín còn có ấn tín chén trà trong tay trần lưu công chúa lập tức rơi trên mặt đất giọng bà hoàn toàn run rẩy không dám tin nói các ngươi đang nói gì làm sao có thể trần linh cũng đã hiểu rõ tất cả ánh mắt hắn lạnh lẽo nhìn về phía nạp lan tuyết lạnh lùng nói xem ra là vị nạp lan cô nương này cố ý để phong thư trong thư phòng tề quốc công phủ ý đồ vu hãm quốc công gia cấu kết cùng quốc quân như vậy có thể giải thích quách diễn vì sao muốn mưu sát chủ soái thậm chí mang binh phản bội lúc đó sẽ chiêu cáo thiên hạ tề quốc công phủ có lòng mưu phản những lời này nói xong biểu cảm của mọi người trong đại sảnh đều trở nên ngưng trọng mỗi người đều dùng ánh mắt xa lạ nhìn nạp lan tuyết nhất là quách phu nhân bà căn bản không hiểu vì sao mọi chuyện lại lạc đến bước này cho nên, bà nắm chặt nắm tay. Thân thể lung lay sắp đổ. Chỉ nghe thấy Lý Vị Ương nhẹ giọng nói, muốn để lại phong thư. Người này phải ở tại quách phủ. Biết rõ địa đạo nơi nhị ca đang ấn nấp. Người này cũng phải ở trong quách phủ. Trong thư phòng thủ vệ xâm nghiêm. Người bình thường rất khó có thể ra tay. Mọi chuyện xảy ra chỉ có thể là lúc. Thái tử mang theo người đến điều tra thích khách mỗi người quách ra lúc này trong đầu chỉ có ý niệm muốn đi bảo hộ nhị ca tuyệt nhiên không nghĩ đến có người thừa dịp loạn đi đến thư phòng để lại phong thư này thế cho nên nạp lan tuyết đã lợi dụng cơ hội nàng ta nhân cơ hội này giấu phong thư ở trong thư phòng ý đồ muốn cấm quân tìm được tâm tư chúng ta đều đặt hết lên người nhị ca sẽ không ai chú ý đến hành động của nàng đây là lỗ hổng lớn nhất ta sở dĩ không nghi ngờ nhị tẩu là vì nàng không có cơ hội làm như vậy nàng từ mấy trước đã rời khỏi quách phủ thử hỏi nàng sao có thể giấu phong thư này người có thể làm như vậy chỉ có duy nhất nạp lan cô nương lý vị ương nói tới đây giọng nói đã băng hàn đến cực điểm lúc này ngoài cửa sổ mưa gió không ngừng giọt mưa lớn như hạt đậu gõ lên cửa sổ giấy làm cho người ta cảm thấy ngay sau đó mưa gió sẽ phá cửa sổ mà vào đang là ban đêm toàn bộ đại sảnh vô cùng tĩnh mịch không khí trở nên lạnh lẽo thấu xương mọi người thật lâu đều không nói gì đột nhiên nạp lan tuyết nở nụ cười tiếng cười thản nhiên sau đó biến thành tự diễu lạnh lẽo cuối cùng là cất tiếng cười to tất cả mọi người đều nhìn về phía nàng thấy nạp lan tuyết cười đến cơ hồ không dừng lại được lời ngoài mặt nạp lan cô nương không phải đến trả thù các ngươi đã đoán sai còn nữa ta rất thích nạp lan tuyết trước mắt mới thôi mọi người vật lý ta thích nhất chính là nàng các ngươi này đó cặn bã không sẽ minh bạch ta yêu tang bất lý các ngươi